Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 1216, thượng cấp cũ một. Mặc dù những lời Trương Dương nói đều là sự thật, nhưng sở yên nhiên lại không tin, về sau anh đừng đem cái gọi là người cổ đại ra để đùa em nữa. Những lời như là anh đến từ đời tùy, chẳng ai tin anh đâu, người cổ đại gì chứ, anh rõ ràng không phải là người. Sở yên nhiên đưa ra một kết luận như vậy về hắn, là vì tên này không hề biết thương hoa tiếc ngọc, đã làm cho Sở Yên Nhiên đau hết cả hai chân, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến chính bản thân cô ấy. Lần đầu tiên nếm chuyện nam nữ, cảm xúc vui vẻ chưa từng có trước đó đã làm cho chỉ cần Trương Dương đòi là cô lại đồng ý, một buổi chiều, hai người đều nằm trên giường làm chuyện ấy cả. Trương Dương nhìn sắc trời bên ngoài, màn đêm đã bắt đầu đến, thính lực của hắn rất xuất chúng, nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài, xem ra tuyết vẫn chưa ngừng rơi, liền cười nói, anh đột nhiên cảm thấy hơi đói sở yên nhiên không còn sức lực nữa mặc dù cô cũng muốn dậy nhưng vừa muốn đứng dậy đã cảm thấy phía dưới người rất đau liền kêu lên một tiếng trương đại quan hỏi một cách quan tâm em sao thế sở yên nhiên đỏ mặt nói chẳng phải là vì anh sao lúc này cô mới để ý đến mấy vệt máu đỏ trên chiếc ga trải giường liền kinh ngạc nói anh chảy nhiều máu quá trương đại quan cười hà hà nói anh chỉ lấy con dao cắt một chút vào ngón tay thôi anh đã ngưng chảy máu từ lâu rồi Máu này đều là của em cả Sở yên nhiên xấu hổ ôm lấy tay chui vào trong chăn Em không nghe, em không muốn nghe Trong lòng cô vô cùng ấm áp Tất cả đã xảy ra tự nhiên như vậy Từ hôm nay trở đi Cô đã thật sự trở thành người phụ nữ của Trương Dương Mặc dù bên trong khu biệt thự được dọn dẹp rất sạch sẽ Nhưng lại không có gì để ăn cả Nhà bếp và tủ lạnh đều trống rỗng Xem ra hồ nhân như đã rất lâu không đến đây nữa rồi May mà trong xe Trương Dương còn một vài đồ ăn trong đó có cả lạp xưởng mẹ hắn làm cho hắn nữa. Trương Dương chạy ra ngoài trong màn tuyết, bên ngoài tuyết đã rơi thành một lớp rất dày, xung quanh chẳng có ai cả, ngoài khu biệt thự gỗ, thậm chí một ngọn đèn cũng không thấy. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương về lại trong phòng, thì nhìn thấy sở yên nhiên đã dậy rồi, và đã mặc quần áo chỉnh tế, trên mặt lộ ra vẻ mê hồn người. Cô đã từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ thật sự, đối diện với Trương Dương, Cô cảm thấy có chút ngại ngùng, cô nói nhỏ em cũng đói rồi. Trương Dương giơ những đồ trong tay, rồi mỉm cười nói, anh đi nấu cơm. Sở Yên Nhiên nói, anh nghỉ ngơi đi, để em làm. Trương Dương cười nói, em nghỉ đi thì hơn, em đã mệt cả một buổi chiều rồi. Mặt Sở Yên Nhiên ngày càng đỏ hơn, cô giơ tay đấm vào vai Trương Dương rồi nói, ghét thật. Về mặt thể lực, Sở Yên Nhiên đương nhiên không thể nào so bì được với Trương Dương thấy Trương Dương đi vào trong nhà bếp phăng phăng, không có một chút cảm giác mệt mỏi nào cả, sợ yên nhiên thật sự cảm thấy nghi ngờ, hắn ta rốt cuộc có phải là người trái đất hay không vậy. Trương Dương rất nhanh đã hấp xong lạp xưởng rồi lại nấu hai gói mì tôm. Mặc dù bữa tối rất đơn giản, nhưng họ đều ăn rất ngon lành, có câu, dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ hút gật đầu khen ngon, quả đúng là rất có lý. Sau bữa cơm tối, Trương Dương lại bảo sở yên nhiên gọi điện cho Tống Hoài Minh, Báo với ông rằng vì tuyết rơi quá lớn nên họ tạm thời ở lại Giang Thành, ngày mai sẽ đến Đông Giang, Tống Hoài Minh dặn họ trên đường phải chú ý cẩn thận. Dù là Sở Yên Nhiên có thừa nhận hay không, nhưng sau khi cô và Trương Dương đã đi đến giới hạn cuối cùng, tất cả dường như đều xảy ra sự thay đổi cả, Trương Dương là một người cả khuyết điểm và ưu điểm đều rất rõ ràng. Nhưng cô lại không thể nào rời khỏi Trương Dương, cô ép người vào trong ngực Trương Dương, nhẹ nhàng nói: làm người tình của anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc làm vợ của anh trương đại quan không hiểu tại sao sở yên nhiên lại nói ra những lời này hắn cười nói nếu như em nói như vậy thì chẳng lẽ cả đời này anh sẽ không tìm được vợ sao loại người như anh đáng kiếp không tin được vợ là đúng tốt nhất là đi làm hòa thượng đi làm thái giám đi trương đại quan cười khổ hạnh nhà đầu em không cần ác độc thế đâu vừa nãy sao em không lấy con dao cắt đi cho rồi Sở Yên Nhiên nói, đúng là thà cắt đi cho rồi, đỡ phải để anh. Nói đến đây cô đột nhiên đỏ mặt, không thể nói tiếp được nữa. Trương Đại Quan ôm lấy vai cô rồi nói, em thật nỡ cắt nó gì sao? Về sau chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều niềm vui sao? Sở Yên Nhiên nói, em chẳng quan tâm. Trương Đại Quan nói, vậy vừa nãy ai cứ luôn miệng lo lắng cho anh vậy nhỉ? Sở Yên Nhiên xấu hổ rúi mặt vào lòng hắn, tay tay muốn đánh lên người hắn, nhưng bị Trương Dương nắm lấy tay, quay người đè cô lên ghế sofa, Trương Đại Quan thật sự phải cảm ơn trận tuyết này. Đêm hôm đó, Trương Đại Quan có thể nói rằng đã dùng hết thủ đoạn với sở yên nhiên, đáng thương cho sở yên nhiên, mới lần đầu không thể nào chịu nổi hắn làm như vậy một cách liên tục, đã dùng hết toàn bộ sức lực rồi, thấy Trương Dương vẫn hứng thú mạnh mẽ, sở yên nhiên hiểu rằng dù thế nào mình cũng không thể chiều được ý hắn, sau khi xin tha mạng, Trương Dương lúc này mới buông cô ra khi sở yên nhiên tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau nhìn chiếc chăn nghĩ lại sự điên cuồng hôm qua cô cảm thấy rất ngại ngùng không ngờ bản thân cô lại trở nên điên đảo tới vậy cô khoác áo ngủ lên mở cửa nhìn ra ngoài chiếc xe hammer đã không thấy đâu nữa trương dương có lẽ đã đi ra ngoài trong lúc cô còn đang say ngủ tên khốn này dám để mình lại một mình mà đi mất sở yên nhiên mắng nhỏ có điều trên mặt lại mỉm cười đương nhiên cô không hề cho rằng đây là vì trương dương bỏ mặc cô khi Sở Yên Nhiên đi tắm, Trương Dương đã quay về rồi. Vì tuyết chưa ngừng, nên đường cao tốc phía trước tạm thời đóng lại. Trương Dương quyết định ở lại Giang Thành thêm một ngày. Hắn vừa đi ra mua một ít đồ dùng cho cuộc sống. Sở Yên Nhiên nhận lấy đồ trong tay hắn, rồi mỉm cười. Tuyết vẫn đang rơi sao? Trương Dương gật đầu, rồi rũ cho tuyết trên người. Hôm nay không đi được đường cao tốc nữa rồi. Anh thấy chúng ta ở lại tiếp một ngày nữa đi. Vừa rồi nghe dự báo thời tiết nói, tầm nửa đêm có lẽ sẽ thay đổi sở yên nhiên nói lại phải ở đây thêm một ngày sau chán chết đi được trương đại quan cười xấu bụng chán sao anh không thấy vậy sở yên nhiên đỏ mặt không được không thể cứ ở lại đây anh chẳng ra sao cả em không chịu nổi anh nữa rồi câu này là một câu nói điệu đà và cũng là một câu nói xin tha trương dương cười ha ha rồi nhẹ nhàng nói thay quần áo đi tí nữa anh đưa em đi ăn nam hồ nông gia thái sở yên nhiên vỗ vỗ tay hay quá cô quay người đi thay quần áo không cẩn thận lại cảm thấy bên dưới thân mình đau đớn cô liền trao trao mày xem ra việc tốt đến mấy cũng cần phải có mức độ nhìn bộ dạng đầy tinh thần của trương dương sở yên nhiên thật sự bái phục sức lực của hắn trương dương lái chiếc hammer đến nam hồ nông gia thái hắn đã lâu rồi không đến đây có điều ông chủ quán này vẫn nhớ hắn thấy trương dương xuất hiện liền vui vẻ nói đây chẳng phải là thị trường trương sao trương dương cười nói thôi thôi tôi đã không làm thị trường từ lâu rồi, có gì ngon không? Món ăn dân dã, còn có mùi vị núi rừng nữa, thị trường Trương, anh mau vào trong ngồi đi, tôi sẽ chọn những món ăn ngon nhất cho anh. Trương Dương gật đầu, đòi ông chủ đưa một cái túi nhỏ, khi hắn và sở yên nhiên đi chọn ba ba đồng, đã gặp phải người quen, Trương Dương vốn tưởng rằng tuyết rơi lớn thế này, thường chẳng ai ra ngoài ăn cơm, nhưng thật là trùng hợp. Phó thị trưởng Tiêu Minh lại cùng thị trưởng Giang Thành Tả Viên chiều cùng bước vào, Tiêu Minh trước kia từng là chủ nhiệm quản ủy hội khu khai thác phát triển của Giang Thành, nên rất rõ tình hình ở đây, nói ra thì, tòa biệt thự gỗ của Trương Dương là do chính tay gã đích thân phê chuẩn. Tiêu Minh và Tả Viên Triều đều không ngờ sẽ gặp Trương Dương ở đây, Tả Viên Triều là người đầu tiên phản ứng lại, gã cười ha ha nói Trương Dương, sao lại là anh thế này? Mặc dù Trương Dương không thích gì mấy Tả Viên Triều, nhưng người ta dù sao cũng là lãnh đạo cũ của mình, ít nhất cũng phải giữ phép lịch sử tối thiểu, hắn đến bắt tay với tả viên triều rồi nói, chào thị trường tả, tôi về thăm người thân, đột nhiên muốn ăn thức ăn ở đây, vì thế nên đã dẫn yên nhiên tới. Hắn giới thiệu sở yên nhiên cho tả viên triều và tiêu minh làm quen, đương nhiên không quên giới thiệu rằng đây là vợ chưa cưới của hắn. Tả viên triều và tiêu minh đều biết rằng Trương Dương là con rể tương lai của thị trưởng Tống Hoài Minh, xem ra, đôi này sắp thành chính quả rồi, hai người cũng thể hiện rất khách sáo. Tả Viên chiều nhiệt tình mời Trương Dương cùng ăn đi. Trương Dương cười nói thôi, mọi người đang làm công vụ, chúng tôi chỉ ăn tạm chút gì đó thôi, không làm lỡ việc của hai người nữa. Tả Viên chiều nghe Trương Dương nói vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Trương Dương và Sở Yên Nhiên trở về phòng đã đặt trước, không lâu sau, Tiêu Minh đã bảo cháu trai là chủ nhiệm ban chiêu thương Giang Thành, Tiêu Lâm đưa đến hai bình mao đài 30 năm. Trương Dương là thượng cấp cũ của, của Tiêu Lâm, thái độ của Tiêu Lâm với Trương Dương khá cung kính. Trương Dương cười nói: Tiêu Lâm, anh không cần phải khách khí vậy đâu. Đưa hai chai rượu tới đây, muốn chút say tôi sao? Tiêu Lâm cười nói: Chủ nhiệm Trương, đây là ý của thị trường tả. Còn nữa, bữa cơm ngày hôm nay anh đừng hỏi đến nữa. Anh muốn ăn gì thì cứ ăn cái đó. Chút nữa chúng tôi sẽ tự sắp xếp. Trương Dương cũng không từ chối ý tốt của họ, liền cười nói: Tiêu Lâm giúp tôi cảm ơn hai vị thị trưởng đại nhân một chút nữa tôi sẽ qua đó kính rượu tiêu lâm uống cùng trương dương mấy cốc rượu rồi rời đi sở yên nhiên cười nói trương dương à anh đúng là nhiều chuyện thật khó khăn lắm mới có thể thoải mái nhàn nhã chút trốn vào chỗ xa xôi này mà cũng có thể gặp được người quen trương dương nói trời tuyết thế này là thích hợp nhất để uống rượu rồi xem ra mấy vị lãnh đạo cũng nghĩ giống hệt như anh vậy sở yên nhiên uống cùng với hắn một cốc rượu ông chủ bê lên con ba ba vừa mới nướng xong, Trương Đại Quan dùng đúa gắp đầu con ba ba, kéo kéo về phía trên, rồi cười hì hì nhìn sở yên nhiên nói, giống cái gì nào. Sở yên nhiên đỏ mặt, giơ chân đá cho hắn một nhát, đồ lưu manh. Trương Đại Quan cười ha ha, hắn gắp cho sở yên nhiên thịt, rồi đứng dậy, em ăn đi nhé, anh đi ra đây chút rồi về ngay. Kính rượu cần phải để ý đến tuổi tác và thân phận, mặc dù Trương Dương là khách, nhưng cấp bậc của hắn thấp hơn so với tả viên triều và tiêu minh tả viên triều coi hắn là khách đã bảo tiêu lâm đưa hai bình rượu mao đài đến nhưng không thể nào đến kính rượu hắn được trương đại quan có qua phải có lại đương nhiên phải qua đó kính rượu rồi tả viên triều nhìn thấy trương dương bước vào rất nhiệt tình gọi hắn ngồi xuống bên cạnh mình cốc chén bát đĩa đã chuẩn bị đầy đủ từ trước họ đã biết trước rằng nhất định trương dương sẽ đến đây trương dương biết rằng giữa tiêu minh và tả viên triều từng có chút không vui nhưng giờ đây hai người lại ngồi cạnh nhau, xem ra, trên đàn chính trị không có bạn bè mãi mãi và cũng không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có lợi ích là tồn tại mãi mãi mà thôi. Trương Dương cầm cốc rượu lên nói, "Thị trưởng Tả, cảm ơn rượu ngon của ông." Tả Viên chiều cười nói, "Rượu ngon tặng Hào Kiệt, Trương Dương anh là Hào Kiệt quan trường được tất cả chúng tôi công nhận đấy." Mặc dù Trương Dương trước kia từng làm Tả Viên chiều đau đầu không ít lần, nhưng thời gian qua đi, giờ đây mọi người đã không còn chút xung đột nào nữa, ngồi trong cùng một bàn ăn, vẫn giống như những người bạn tốt. chương 1217, Thượng cấp cụ 2 Trương Dương cạn hai chén với tả viên triều, tả viên triều nói, Trương Dương à, chúng tôi đã nghe nói đến những thành tích của cậu ở khu đô thị mới Đông Giang rồi, thật là lợi hại đấy, một mùa mà đã hoàn thành đến gần 10 tỷ, đây là điều chưa từng có trong lịch sử của Bình Hải. Trương Dương khiêm nhường đáp, không có gì đâu, chỉ là tôi may mắn mà thôi tôi chẳng bỏ công bỏ sức gì cả mà tự người ta tìm đến thôi tiêu minh cười nói đây chính là cái gọi là đường quan rộng mở đó gã quay sang nói với cháu trai tiêu lâm tiêu lâm cháu cần phải học tập chủ nhiệm chương đấy nhé tiêu lâm gật đầu lia lịa tả viên triều nói những người có năng lực thì đến đâu cũng có thể tạo ra thành tích trương dương nói mấy năm gần đây tôi đã đổi đến không ít chỗ nhưng đến đâu đi chăng nữa điều tôi nhớ nhất vẫn là mấy người lãnh đạo cũ các ông không có sự bồi dưỡng vun trồng của các ông tôi không thể nào đạt được thành tích như ngày hôm nay tả viên triều thầm nói tên này đúng là đã đi nhiều nơi đi một ngày đang học một sàng khôn giờ đây đã biết khiêm tốn rồi gã cười nói trương dương vì cậu có thực lực thôi nếu như bản thân cậu không có bản lĩnh thì dù chúng tôi có muốn bồi đắp cậu thế nào cũng không thể nào bồi đắp được mọi người cùng cười trương dương kính rượu một vòng sợ sở yên nhiên đang đợi liền đứng dậy cáo từ tả viên triều là thị trưởng mà cũng đứng dậy đưa hắn đi bắt tay với hắn rồi nói rất chân thành trương dương trước kia chúng ta là đồng nghiệp mặc dù cậu đã đến đông giang nhưng tình nghĩa này không thể nào cắt đứt ngày vui của cậu và sở tiểu thư sắp đến rồi đúng không khi kết hôn nhất định không được quên cốc rượu mừng của tôi đấy nếu không thì tôi không tha cho cậu đâu tiêu minh cũng phụ họa theo trương dương gật đầu lia lịa biết rằng đây là những lời nói khách sáo trên quan trường mà thôi, không thể nào coi là thật được, nguyên nhân họ muốn tham gia là vì có thị trưởng Tống Hoài Minh, chẳng có mấy quan hệ với giao tình giữa họ và hắn. Trương Dương về chỗ Sở Yên Nhiên, thấy trên bàn đã đầy thức ăn, liền cười nói, sao lại nhiều thế này? Sở Yên Nhiên cười nói, khi anh đi, thức ăn cứ bê lên dồn dập. Trương đại quan ngồi xuống rồi nói, ăn đi, dù sao thì cũng là tiền chùa. Sở yên nhiên chừng mắt nói, anh có tư tưởng kiểu gì thế hả? Nếu như các cán bộ đều giống anh, thì đất nước chúng ta khi nào mới thật sự vững mạnh được? Trương Đại Quan cười nói, nếu như cán bộ đều giống anh thì tốt rồi, anh nhiều nhất cũng chỉ ăn uống chút thôi, nhưng chẳng làm việc gì khác cả, tiền nhà nước anh chẳng để vào túi mình. Sở yên nhiên nói, Trương Dương, em đúng là không thể nhìn thấu được anh. Trương Đại Quan vừa ăn vừa nói, sao lại không nhìn thấu được anh? có cái gì của anh mà em chưa nhìn nữa chứ nếu em vẫn cảm thấy chưa nhìn thấu thì tối nay về anh cởi hết để em nhìn cho đủ cút đi sở yên nhiên liền cười trương đại quan rót cho sở yên nhiên một cốc rượu rồi đến bên cô giơ tay ra vỗ vỗ vào người cô rồi nói nhà đầu chúng ta đã động phòng rồi giờ chỉ còn thiếu rượu giao tình nữa thôi chúng ta uống mấy chén nhé sở yên nhiên chừng mắt nhìn hắn trong lòng thì lại cực kỳ ngọt ngào cầm cốc rượu lên rồi vòng tay qua tay trương dương uống một cốc rượu giao tình trương đại quan uống xong rồi lại nhân cơ hội hôn lên môi cô sở yên nhiên bị hắn làm vậy lời vừa rồi định nói đã quên cả mất khó khăn lắm mới nhớ lại được cô nắm lấy tay trương dương nói quan trường là một cái vũng nước bẩn ở đó lâu nhất định sẽ học phải những cái xấu thật sự không hiểu tại sao anh cứ thích theo trương dương nói anh khó khăn lắm mới có được chút tiền cơm từ việc làm quan không để anh làm nữa thì chẳng lẽ anh dựa vào em mà sống sao? Sở Yên Nhiên nói, nếu như anh đồng ý, thì em sẽ giao tập đoàn bối ninh cho anh. Trương Đại Quan lắc đầu nguầy nguậy, đừng, đừng làm vậy em à, anh thuộc hạng gì anh rõ chứ, anh cũng chỉ có thể sống như cá gặp nước ở trên quan trường thôi, nếu như em bảo anh đi làm ăn kiếm tiền, thì sợ rằng chẳng cần bao lâu nữa, anh sẽ làm gia sản của em chẳng còn gì cả ngay. Sở Yên Nhiên vì cười nói, anh đúng là biết tự lượng sức mình. Trương Dương nói, nhà đầu à, nói thật, anh cũng chẳng nhiệt tình với quan trường như lúc mới bắt đầu nữa rồi, cứ tranh đấu mãi trong quan trường, chẳng qua cũng chỉ là tranh danh đoạt lợi mà thôi, cũng chỉ vì cái gọi là quyền lực cả, từ Hương trấn đến thành phố, từ thành phố đến tỉnh bộ, mọi người đều bận rộn, cũng có những người thật sự nghĩ cho dân vì dân, hết sức mình vì nhân dân, nhưng thường là mọi người dồn sức vào việc tranh đấu quyền lực là nhiều. Sở Yên Nhiên nói, anh đã nhìn thấy rõ như vậy, tại sao anh còn tranh đấu chứ? trương dương nói đàn ông làm việc gì cũng phải có đầu có cuối việc xây dựng khu đô thị mới ở đông giang vừa mới bắt đầu anh không thể nào đi ngay được nếu như anh làm như vậy thì người ta sẽ nói anh chẳng ra gì mà thôi và cha em cũng sẽ mất mặt mà sở yên nhiên nói đừng lấy cha em ra để làm lý do em đã nhận ra rồi anh vẫn chưa vượt qua được hai chữ danh lợi mà thôi giống như trước kia vậy anh là một tín đồ làm quan chưa bao giờ thay đổi được điều đó trương đại quan cười hì hì hai người sau khi đã ăn no, liền đi về trước, dù sao thì mấy người tả viên triều ở ngay bên cạnh, họ không muốn ở lại lâu. Trước khi rời đi, Trương Dương không quên nói với tả viên triều một câu. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm 1996 ở Giang Thành, rơi suốt một ngày một đêm, mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Trương Dương và Sở Yên Nhiên về đến biệt thự gỗ, không bao lâu sau, bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã đã gọi điện đến rồi, thật ra khi trương dương gặp phải đám người tả viên triều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi biết rằng việc hắn đến giang thành đã không thể nào giấu được nữa đỗ thiên giã vừa mở miệng đã hỏi tội ngay trương dương tiểu tử nhà cậu thật là chẳng ra làm sao hết đến giang thành mà cũng không nói với tôi một tiếng à trương dương cười đau khổ với sợ yên nhiên rồi nói đại ca ơi chẳng phải cũng là vì sợ anh bận hay sao anh là bí thư thị ủy của cả một thành phố bao nhiêu việc cần phải có anh lo nghĩ làm cho thiên hạ được thái bình tôi làm sao dám làm phiền anh cơ chứ cậu đừng có đánh chống lảng với tôi hôm nay vừa đúng lúc tôi không có việc gì buổi tối tôi sẽ mời cậu ăn cơm trương dương nói thôi thôi tiền của nhà nước cũng không thể nào sử dụng vì tiện được đâu những thứ tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm đỗ thiên giã nghe đến đây lại mắng mẹ kiếp cậu đừng có mà nói linh tinh tôi tự bỏ tiền túi ra để mời cậu còn nữa yên nhiên có phải là đi cùng với cậu đến đây rồi không Trương Đại Quan cười hì hì. Đỗ Thiên Giã nói, đúng là trọng sắc khinh bạn, tôi đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu từ lâu rồi. Trương Dương nói, đại ca ơi, tôi sợ anh rồi, được, anh nói đi, đi đâu? Đỗ Thiên Giã nói, ngư mễ chi hương. Đặt điện thoại xuống, sợ yên nhiên lắc lắc đầu với hắn nói, đúng là con người bận rộn, đến đâu cũng không an tâm được. Trương Dương cười nói, là Đỗ Thiên Giã, phải chịu thôi, nhất định là thị trưởng tạ đã nói với anh ta việc anh tới giang thành rồi sở yên nhiên cầm quả táo đưa cho trương dương cắn một miếng to rồi mình cũng cắn một miếng cô nói anh ta và văn linh thế nào rồi trương dương thở dài nói còn thế nào được nữa hết hẳn rồi sở yên nhiên nói về mặt này thì anh không bằng anh ấy được rồi anh ấy có thể chờ văn linh trung thủy đến như vậy nếu là em thì em sẽ không làm được điều ấy đâu sở yên nhiên vô tình nói một câu nhưng lại làm cho Trương Dương nhớ đến cố giai đồng, trong lòng hắn đột nhiên trầm lặng, Trương Dương đã đoán được điều gì đó từ thái độ của Trương Dương, liền lại gần hắn, và nói nhỏ, này, em nói đùa với anh ấy, anh đừng để ý. Trương Dương cười nói, anh có nghĩ linh tinh gì đâu, nhà đầu, em thử đoán xem chí hướng cuộc đời anh là gì. Sở yên nhiên nói, là được nằm trong lòng người đẹp, nắm quyền thiên hạ. Nếu như ở trong xã hội cũ ngày xưa, anh không trở thành một người tam cung lục viện, thì chắc chắn cũng là một ông năm thê bảy thiếp. Trương Đại Quan ôm lấy Sở Yên Nhiên, để cô ngồi lên đầu gối mình, rồi hôn mạnh lên má cô, đúng là chỉ có em là hiểu anh nhất. Sở Yên Nhiên nói, em đã biết rằng kẻ vô liêm sỉ nhất trên đời này là ai rồi. Trương Dương nói, anh là một con thuyền hải tặc, em đã lên đây thì đừng nghĩ đến chuyện đi xuống nữa. Sở Yên Nhiên thở dài nói, là do em ngốc mà thôi, bước chân lên con thuyền hải tặc này của anh mà không nghĩ đến việc sẽ không còn ngày trở về nữa. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền đi xuống từ trên người Trương Dương, rồi vào phòng lấy máy tính của mình ra, sau khi mở máy tính liền bê đến trước mặt Trương Dương, em cho anh xem một thứ này. Trương Dương thấy thái độ thần bí của cô ấy, liền cười nói, việc gì thế, sao lại thần bí vậy? Trên màn hình máy tính xuất hiện một bức ảnh rất đẹp, đó là một hòn đảo nhỏ được chụp từ trên xuống, giống như một viên ngọc được nạm giữa minh mông biển nước xanh vậy sở yên nhiên mỉm cười nói anh còn nhớ hòn đảo nhỏ mà em nói với anh không trương dương dí người đến thần miếu đảo sở yên nhiên gật đầu nói đúng vậy đây chính là hòn đảo của vanuatu đó cô click đến bước tiếp theo bờ cát trắng nước biển xanh như ngọc còn có không ít hải âu đang dương cánh bay trên nền trời đây cũng là lần đầu tiên trương dương thấy cảnh đẹp như vậy liền khen ngợi thật là đẹp quá sở yên nhiên vừa chuyển tranh vừa giới thiệu với trương dương thần miếu đảo có bãi cát đẹp nhất trên thế giới trước kia chúng ta luôn tưởng rằng ở trên hòn đảo này không có nước ngọt nhưng gần đây lại phát hiện ra một nguồn nước ngọt ở phía tây nam hòn đảo em đã cho người bắt đầu xây dựng bến tàu ở đó rồi và xây dựng nốt công trình còn giang dở của công ty mosiwa những chuyên gia xây dựng em mời đến đã đưa ra một phương án khá hoàn thiện về sau có thể dùng gió và năng lượng mặt trời để phát điện ngoài nguồn nước ngọt mà bọn em phát hiện còn cần một số công trường làm ngọt nước biển nữa, cung cấp nước sinh hoạt. Chương 1218, vẻ đẹp của người trưởng thành một. Trương Đại Quan nhìn những bức tranh này rồi cảm thán, quả là đẹp như thiên đường ở nhân gian vậy. Sở Yên Nhiên nói, thần miếu đảo có đến 200 cây em vuông, chỉ khi đến đó rồi, anh mới thật sự cảm nhận được nét đẹp ở khắp mọi nơi trên đó. Trương Dương nói, nhà đầu, anh đột nhiên có một ý này. Sở Yên Nhiên nhìn hắn, Trương Dương nói: "Theo lẽ thường mà nói thì 200 cây em vuông cũng không còn là nhỏ nữa, hay là chúng ta xây dựng một đất nước nhỏ trên đảo này đi, chỗ xa xôi thế chẳng ai để ý được chúng ta, để anh đề ra pháp luật và quy tắc." Sở Yên Nhiên nhìn hắn lạnh lùng, tên này vừa mở miệng đã biết hắn nghĩ gì rồi, xây dựng một tiểu quốc gia à. Dụng ý thật sự của tên này là chuẩn bị cho Tam cung lục viện của hắn kìa, Sở Yên Nhiên giơ tay véo lấy tai hắn rồi nói: "Anh tưởng em không biết anh định làm gì sao?" Trương Dương kêu khổ không ngớt, anh chẳng nghĩ gì đâu mà, chẳng phải em bảo anh nắm quyền thiên hạ, say gối người đẹp sao. Anh chỉ là nói như vậy mà thôi, nghĩ, nghĩ cũng không được nữa sao. Sở yên nhiên lúc này mới bỏ tay hắn ra rồi nói, em đã gửi tư liệu của đảo đến cho rất nhiều người nổi tiếng ở Mỹ, họ rất thích thú với việc trở thành cư dân trên đảo này. Đến hiện tại, ít nhất có 2 tỷ phú ông đã đồng ý xây dựng công xưởng của mình trên đảo thần mẫu. Sở yên nhiên coi đây là một việc làm ăn, Điều có thể dự đoán được là hòn đảo này ẩn giấu rất nhiều cơ hội phát tài, nhất định sẽ mang đến lợi ích kinh tế lâu dài. Điều làm cho Trương Dương bất ngờ là hắn không hề gặp phải Tô Tiểu Hồng ở Ngư Mễ Chi Hương, dù là bà chủ của Ngư Mễ Chi Hương hay là bạn cũ của Trương Dương, Tô Tiểu Hồng cũng nên ra mặt gặp Trương Dương mới phải. Tô cường tiếp đón Trương Dương và Sở Yên Nhiên, gã giải thích với Trương Dương, "Chị tôi đi công tác rồi." Mặc dù Trương Dương không hỏi rõ, nhưng có thể thấy rằng thái độ của Tô Cường hơi buồn bã, Tô Cường thở dài nói, lần sau anh đến thì Ngư Mễ Chi Hương đã chuyển nhượng rồi. Trương Dương hơi ngớ người, tại sao? Việc làm ăn tốt thế này kia mà, sao lại phải chuyển nhượng chứ? Tô Cường nói, chị tôi muốn dùng tiền, nói xong gã lại bổ sung thêm, Phương Văn Nam đã ra khỏi tù rồi. Trương Dương ngay lập tức đã hiểu ra, Tô Tiểu Hồng quyết định chuyển nhượng Ngư Mễ Chi Hương là có quan hệ trực tiếp với Phương Văn Nam. Phương Văn Nam đã nhận hạng mục xây dựng của tập đoàn Thân Hải, nhất định phải khởi động nguồn tiền. Sau khi Tô Tiểu Hồng biết gã khó khăn vì tiền, với tính tình của cô ấy, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý. Vì vậy mới lựa chọn cách chuyển nhượng ngư mễ chi hương đi. Tô Cường là em trai của Tô Tiểu Hồng, mặc dù trong lòng không muốn vậy, nhưng gã không thể nào thay đổi được quyết định của chị mình. Trương Dương vỗ vỗ vai của Tô Cường biểu thị ý an ủi, Tô Cường dẫn hắn và sở yên nhiên đến Thủy Tinh Các, Đỗ Thiên Giã vẫn chưa đến, có điều vì là bí thư thị ủy Giang Thành, những việc gã phải giải quyết thật sự quá nhiều, Trương Dương nhìn đồng hồ rồi nói có lẽ sắp đến rồi đấy. Sở Yên Nhiên nói, chú Đỗ là bí thư thị ủy Giang Thành, nhất định là công vụ quá bận rộn không đi được. Trương Dương kháng nghị, nhà đầu, em đừng gọi như vậy được không? Em gọi anh ta là chú Đỗ, chẳng phải anh đã thấp hơn anh ta một bậc rồi sao? Sở Yên Nhiên cười khanh khách nói, cái gì chứ, chẳng phải là em gọi theo thói quen của ngày xưa hay sao? cha nuôi của Đỗ Thiên Giã và cha ruột của gã đều là chiến hữu cũ của ông ngoại Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên gọi một câu chú Đỗ thật sự chẳng có gì là lạ. Lúc này một người bước từ ngoài vào, người đến đó không phải là Đỗ Thiên Giã, mà là Tô Viện Viện, Trương Dương cười đứng dậy, Sở Yên Nhiên chưa mấy nói chuyện với Tô Viện Viện, vừa nhìn thấy Tô Viện Viện ngay lập tức đã nghĩ linh tinh, trong lòng nói, ngoài Tần Thanh, tên này không ngờ còn quan hệ nhiều đến vậy. Trương Dương mỉm cười bắt tay với Tô Viện Viện, Tiểu thư Tô, cô đã khỏi vết thương chưa? Tô Viện Viện nói, đã khỏi hẳn rồi, may mà có thuốc của anh. Trương Dương giới thiệu Sở Yên Nhiên với cô ấy, "Tiểu thư Tô, vị này là vợ chưa cưới của tôi, Sở Yên Nhiên." Sở Yên Nhiên thấy hắn khách sáo với Tô Viện Viện như vậy, chắc chắn rằng mình đã nghĩ linh tinh, liền cười bắt tay với Tô Viện Viện, nhẹ nhàng nói, "Tiểu thư Tô thật là xinh đẹp." Tô Viện Viện hơi đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đáp lại, trước kia tôi đã nghe nói đến tên của tiểu thư sở rồi, không ngờ người thật lại đẹp như vậy, khi nào kết hôn với chủ nhiệm Trương, nhất định phải mời tôi đến để uống rượu mừng đó. Trương Dương nói, tôi phát hiện rằng phụ nữ các cô còn giả tạo hơn đàn ông chúng tôi, tự vỗ béo lẫn nhau, tự khen ngợi lẫn nhau. Sở Yên Nhiên nói, đây gọi là lịch sự, loại người như anh ấy à, có tám đời tám kiếp cũng không thể hiểu nổi hai chữ này đâu. Khi nói đến đây, Đỗ Thiên Giã bước vào, trên áo choàng của gã còn đọng không ít tuyết, Trương Đại Quan cười hà hà bước đến, giúp gã cởi áo ngoài, Đỗ Thiên Giã nói, đúng là đến tỉnh thành học được nhiều điều có khác, giờ đây con mắt nhìn đời cũng thay đổi rồi, biết cách nịnh nọt lãnh đạo rồi cơ đấy. Trương Dương nói, tôi nịnh nọt anh cái gì cơ chứ? Tôi có cần thiết phải làm thế không? Trước kia thì tôi còn là cấp dưới của anh, chẳng lẽ anh chưa bao giờ làm khó tôi sao? Đỗ Thiên Giã cười ha ha, gã nhìn thấy tô viện viện, hơi ngứa ra một chút, gã không mời tô viện viện đến, nghĩ đi nghĩ lại, đây nhất định là chủ ý của Trương Dương, tiểu tử này không biết sao đã chuyển tính đổi nết, muốn dồn gã và tô viện viện thành một đôi. Đỗ Thiên Giã đã quen xử lý mọi việc, nên rất hiểu cách làm thế nào đối mặt với chuyện này, gã cười nói yên nhiên, lần này về không đi nữa chứ. Tiểu tử Trương Dương này không có người bên cạnh trông chừng là không được. Trương Dương kháng nghị, lão đỗ à, anh thật là chẳng ra sao, trước mặt vợ tôi mà lại làm xấu mặt tôi thế à sở yên nhiên thấy hắn gọi mình như vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp liền nhẹ nhàng nói có một số người muốn trông chừng cũng không được mà giống như là con diều vậy càng kéo chặt dây thì càng dễ đứt nhưng nếu như anh để lỏng tay thì nó sẽ bay lên trương dương anh xem em đối với anh có tốt không trương đại quan cười hắn phát hiện ra không phải là sở yên nhiên không để ý đến điều đó mà là cảnh giới của cô đã tăng lên rồi cô ngày càng hiểu rõ bản thân hắn rồi. Đỗ Thiên Giã cười nói, Trương Dương, cậu đúng là có phúc thật đấy. Sở Yên Nhiên nói, chú Đỗ, cô đã nói thành thói quen, đột nhiên buồn miệng. Trương Đại Quan giơ tay ra vỗ vỗ vào vai cô, Sở Yên Nhiên cười nói, chú Đỗ, về sau, cháu không gọi chú là chú nữa, cháu gọi chú là anh Đỗ có được không? Đỗ Thiên Giã ngay lập tức liền đoán được đây là chủ ý của Trương Dương, liền cười ha ha nói, gọi thế nào cũng vậy thôi mà, về sau cháu cưới Trương Dương rồi, thì thành vợ của cậu ta rồi, hai người chúng tôi là huynh đệ, vậy thì cháu trở thành em dâu mất rồi. Gã cầm cốc rượu lên rồi nói, hoan nghênh về quê nhà. Sau khi mấy cốc rượu xuống ruột, Tô Viện Viện cũng thoải mái hơn nhiều, cô cố gắng tránh việc nói chuyện với Đỗ Thiên Giã, mặc dù trong lòng cô rất nhớ Đỗ Thiên Giã, nhưng Tô Viện Viện cho rằng khoảng cách giữa cô và Đỗ Thiên Giã thật sự quá lớn, cô không dám có mơ ước xa vời đến vậy. Đỗ Thiên Giã chủ động hỏi thăm tình hình gần đây của Tô Viện Viện. Tô Viện Viện nói, bên khách sạn Tuệ Nguyên lại mời tôi về làm, tôi đang suy nghĩ. Trương Dương nói, đừng suy nghĩ nữa, quản lý ở đó lộn xộn quá, một cô gái làm ở ngoài chẳng dễ dàng như vậy, ở lại Giang Thành vẫn tốt hơn. Đỗ Thiên Giã và Sở Yên Nhiên đều cảm thấy hơi kỳ lạ, sự quan tâm của tiểu tử này với Tô Viện Viện hình như rất nhiều. Sở Yên Nhiên nói, hay là đến công ty của tôi đi, tôi đang chuẩn bị mở văn phòng đại diện ở Giang Thành. Tô Viện Viện lắc lắc đầu từ chối, cảm ơn ý tốt của cô, tạm thời tôi vẫn chưa suy nghĩ đến việc đi làm, tôi cứ chuẩn bị làm xong việc ở tiệm của anh đã, đợi một thời gian nữa rồi tính. Đỗ Thiên Giã nói, hay là thế này đi, tôi nói với Nhất Chiêu một tiếng, rồi cô về đó làm việc nhé. Tô Viện Viện cảm thấy ấm áp trong lòng, có thể nghe thấy Đỗ Thiên Giã nói những lời như vậy, cô đã cảm thấy rất hài lòng rồi, cô lắc đầu nói, thật sự không cần đâu, tôi nói thật ra vậy, gần đây tôi đã để ý đến một cửa hàng ở Thành Tây, định mở quán ăn ở đó, tôi muốn nhân lúc mình còn trẻ, tự mình làm việc. Đỗ Thiên Giã nhìn Tô Viện Viện bằng ánh mắt đầy khâm phục, phát hiện dưới vẻ bề ngoài yếu ớt của cô gái này, là một trái tim vô cùng mạnh mẽ tự lực tự cường, gã thấp giọng nói, nếu như có nhu cầu gì, thì cô cứ đến tìm tôi. Sở Yên Nhiên cũng nhận ra giữa Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện có điều gì đó bất thường, sau khi kết thúc bữa cơm tối, cô bảo Trương Dương để xe lại Ngư Mễ Chi Hương, đột nhiên muốn cùng Trương Dương đi bộ ở bên hồ Nhã Vân. Tuyết đã dần ngừng rơi, lớp tuyết trên mặt đất rất dày, Sở Yên Nhiên khoác tay Trương Dương, hai người bước đi từng bước trên nền tuyết. Sở Yên Nhiên nói, "Sao anh lại quan tâm đến chuyện của Tô Viện Viện vậy?" Cô có thể nhận ra rõ ràng sự quan tâm của Trương Dương với Tô Viện Viện. Trương đại quan cũng chẳng giấu giếm gì, hắn chẳng có gì cần phải giấu vợ chưa cưới của mình cả. Hơn nữa hắn cũng đã hứa với Tô Viện Viện, về sau không lừa cô ấy giấu cô ấy nữa, hắn đã nói quan hệ giữa mình và Tô Viện Viện cho Sở Yên Nhiên nghe, Sở Yên Nhiên nghe mà ngớ người, không ngờ giữa Tô Viện Viện và Trương Dương lại là mối quan hệ như vậy, cô thấp giọng nói kinh ngạc, cô ấy là chị ruột của anh, không ngờ cô ấy lại là chị ruột của anh. Trương Dương nói, việc này không thể nói ra ngoài, nếu như để cô ấy biết được thì phiền toái rồi, còn nữa, nhất định em không được để mẹ anh biết. Sở Yên Nhiên nói, "Vì vậy, anh muốn tác thành cho cô ấy và Đỗ Thiên Giá, muốn làm cho anh và Đỗ Thiên Giá càng thân nhau hơn, trở thành anh rể của anh sao?" Trương đại quan nói, "Lão Đỗ là người tốt, Tô Viện Viện cũng đối xử rất tốt với anh ấy, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, anh thấy hai người thật sự rất hợp nhau, mặc dù tuổi cách nhau hơi xa một chút, nhưng không vấn đề gì." Sở Yên Nhiên gật đầu nói, "Em thấy đó cũng không phải là vấn đề, Trương Dương, việc này anh cứ để em." Trương Dương vội vàng nói, được rồi, em đừng tham dự vào nữa, hai người họ trước mắt thì cứ ám muội như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày phải nói ra sự thật này thôi, chúng ta có cơ hội thì giúp họ tác thành một chút. Tô Viện Viện và Đỗ Thiên Giã đều là những người ưa thể diệt, nếu như bị phá vỡ thế cục này sớm quá, thì sẽ chữa lợn lành thành lợn què mất. Sở Yên Nhiên cười nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, không ngờ anh lại có thể chu đáo như vậy. Trương Dương nói, điều đó là đương nhiên rồi, trên thế giới này ngoài anh ra, thì chẳng có ai để ý được mọi việc cặn kẽ, mà dám nói dám làm như anh đâu, không có chút ưu điểm vậy, thì một đại sở tiểu thư xuất chúng, thông minh xinh đẹp làm sao có thể để ý đến anh được chứ? Làm sao có thể cam tâm tình nguyện giao phó số phận cho anh được chứ? Sở Yên Nhiên yêu kiều nói, anh đúng là chẳng ra gì. Cô bốc một đám tuyết nhét vào trong cổ của Trương Dương, rồi cười vui vẻ chạy về đằng trước. Sự xuất hiện của Sở Yên Nhiên làm cho gia đình Tống Hoài Minh vô cùng vui vẻ, Liễu Ngọc Doanh lúc này có cảm giác như được thành công vậy, hai cha con đã đấu đá với nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng đã được hòa thuận rồi. Chương 1219, vẻ đẹp của người trưởng thành 2. Biết rằng con gái đến, Tống Hoài Minh đã xin nghỉ làm nửa ngày, về nhà đợi trước, đã nhiều năm nay ông chưa vào bếp, mà hôm nay lại phá lệ đeo tạp dề đích thân xuống bếp nấu cơm. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Tống Hoài Minh vội vàng mở cửa, ngay cả tạp dề cũng chưa kịp tháo ra. Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng xuất hiện trước mặt Tống Hoài Minh, nhìn đôi nam nữ đẹp đôi này, trong lòng Tống Hoài Minh vô cùng vui vẻ, liền nói một câu: "Yên Nhiên, con về rồi à?" Nhiều năm trên đấu trường chính trị đã làm cho Tống Hoài Minh không dễ dàng biểu lộ thái độ vui buồn trên nét mặt, nhưng mặc dù vậy, ánh mắt của ông vẫn lộ ra sự xúc động. Sở Yên Nhiên cười nói: "Cha, cha mặc quần áo như thế này đẹp lắm." tống hoài minh lúc này mới nhận ra mình vẫn đang mặc tạp dề y cười ngượng ngùng sở yên nhiên cũng cười liễu ngọc doanh ôm tiểu khang tân bước đến từ đằng sau rồi cười nói yên nhiên trương dương mau vào đây đi lão tống ông đứng chặn ở cửa làm gì vậy tống hoài minh là do quá vui mừng sở yên nhiên bước đến ngay lập tức đã bị hấp dẫn bởi tiểu khang tân liền vỗ vỗ tay và nói em trai ơi đến đây nào để chị bế một chút tiểu khang tân hơi sợ cánh tay bép múp míp ôm lấy cổ Liễu Ngọc Doanh, Liễu Ngọc Doanh cười nói, đây là chị ruột của con, không cần sợ, không cần sợ. Sở yên nhiên lấy món quà mang đến ra, tiểu khang tân nhìn thấy con gấu bông, ngay lập tức sáng mắt lên, ôm lấy con gấu ngồi xuống ghế sofa, một lúc sau đã mở miệng ra cắn con gấu, Liễu Ngọc Doanh vội vàng lấy con gấu lại, tên này liền tủi thân khóc hoa hoa rất to. Liễu Ngọc Doanh ôm cậu bé lên dỗ cười nói với sở yên nhiên, nó nghịch lắm, cả ngày chẳng lúc nào yên cả. Sở Yên Nhiên cười nói, trẻ con đều như vậy mà. Trương Dương thêm một câu, khóc lóc thì mới đúng là cuộc sống chứ. Sở Yên Nhiên thấy cha vào bếp, cô cười, rồi đứng dậy vào giúp. Tống Hoài Minh đang rán cá, Sở Yên Nhiên đã ngửi thấy mùi thơm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khi còn nhỏ, cô thích ăn nhất là món cá cha làm, chớp mắt đã hơn 10 năm rồi, trong thời gian này, vì mẹ mất, giữa cô và cha đã hình thành một khoảng cách khá xa, đến tận khi ông nội từ trần, hai cha con cô mới thật sự hòa bình trở lại. Nghĩ lại nhiều năm như vậy, tính cách của mình đã làm cho cha chịu không ít đau khổ, cô cắn cắn môi, vành mắt đã hơi đỏ. Tống Hoài Minh nói, yên nhiên, con không cần vào đây làm đâu, để tự cha làm là được rồi, con đi nói chuyện với cô Liễu đi. Sở yên nhiên cố gắng nén cảm xúc, rồi cười nói cha, cha còn nhớ món con thích ăn nhất sao. Tống Hoài Minh nói, hơn 10 năm rồi không vào bếp, cha không biết có thể dán được mùi vị như trước nữa không? Sở yên nhiên gật đầu nói, nhất định có thể mà, con thích ăn nhất là những món cha làm đó. Tống Hoài Minh cười nói, vậy thì được, đợi mấy năm nữa cha nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng ở nhà nấu cơm cho con ăn. Sở yên nhiên đáp, con chẳng có cấp bậc cao như vậy đâu, làm sao có thể để tỉnh trưởng đại nhân vào bếp nấu cơm cho con được chứ? Tống Hoài Minh nói, người khác thì không có đặc quyền như vậy, nhưng con gái của cha thì có. Trong lòng Sở Yên Nhiên đột nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ. Tống Hoài Minh nói: "Yên Nhiên, tại sao bà ngoại lại không về cùng với con?" Sở Yên Nhiên nói: "Bà không muốn đi đường dài quá, nên đã cùng với cô Lâm đến suối nước nóng Xuân Khang Cốc để trị liệu rồi." Tống Hoài Minh gật đầu nói: "Bà dạo này thế nào rồi con?" "Vẫn khỏe cha ạ, lần này Trương Dương đã bốc ít thuốc cho bà, bà ngoại tính tình rất cởi mở, giờ đây bà dành nhiều thời gian để ở bên ông ngoại." nghĩ tới bà cụ đáng kính đó trong lòng tống hoài minh không khỏi cảm khái ai cũng rồi đến lúc phải chết đây là hiện thực không ai có thể tránh khỏi con người khi còn sống chỉ cần được sống được yêu được đi thì còn gì hối tiếc nữa chứ y lại hỏi con gái về chuyện hôn sự giữa cô và trương dương dù sao thì sở yên nhiên và trương dương đã không còn nhỏ tuổi nữa đã đến lúc hai người phải suy tính đến chuyện lập gia đình rồi Sở Yên Nhiên cười nói, tạm thời vẫn chưa xác định chính xác thời gian cha ạ. Có điều muộn nhất cũng không quá hai năm đâu, anh ấy đang bận làm việc xây dựng khu đô thị mới ở Đông Giang, con lại đang bận phát triển hạng mục của tập đoàn Bối Ninh ở bên ngoài, đợi hai chúng con làm xong mọi việc, rồi sẽ đến lúc chúng con kết hôn. Cả nhà ngồi lại với nhau, vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên, với Tống Hoài Minh, đây là việc y mong chờ từ hơn 10 năm nay, y không ngừng gắp thức ăn cho con gái. Trương Đại Quan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy thật sự xúc động, từ nhỏ, sở yên nhiên đã thiếu thốn sự quan tâm của cha, giờ đây có thể quy về một mối với cha, với cô mà nói đây là một việc tốt rất lớn. Thiếu thốn tình thân làm cho cuộc đời của cô không hề hoàn chỉnh, có sự quan tâm chăm sóc của cha, cuộc đời của sở yên nhiên đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Trong bữa cơm, Liễu Ngọc Doanh đã hỏi đến hôn sự của hai người họ, Liễu Ngọc Doanh nói, Trương Dương, cháu và yên nhiên định khi nào thì kết hôn vậy? sở yên nhiên đỏ mặt nhìn sang trương dương trương dương cười nói sắp rồi ạ à, trước tết mẹ cháu định đến đông giang một chuyến chính thức xin dâu với nhà mình còn về ngày tháng cụ thể thì còn cần phải xem ý kiến của hai bên gia đình đã liễu ngọc doanh nói tốt quá tốt quá cô đang mong được uống rượu mừng của hai đứa đây lần này chắc chắn rồi sở yên nhiên nói em đã đồng ý chưa trương dương cười nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hai chúng ta có đồng ý hay không không quan trọng Mấy vị người lớn sắp xếp đâu vào đấy rồi, chúng ta chỉ cần bái đường là được." Lời của hắn làm cho Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Doanh đều cười. Sở Yên Nhiên nói, "Chẳng phải anh còn định xây dựng khu đô thị mới sao?" Trương Dương nói, "Xây dựng thì xây dựng, nhưng hai việc đâu có mâu thuẫn gì với nhau cơ chứ, trách nhiệm của chú Tống còn nặng nề hơn anh rất nhiều kìa, mà cũng đâu có thấy chú ấy lỡ việc gia đình vì công việc đâu." Tống Hoài Minh trong lòng thầm chửi, "Tiểu tử thối." dám lấy y ra làm ví dụ, nhưng trên miệng thì cười ngọt, Trương Dương nói đúng lắm, những tư tưởng phải lập nghiệp trước mới có gia đình đều là vớ vẩn cả, những người đàn ông có trách nhiệm thật sự, thì sẽ phân rất rõ ràng giữa lập nghiệp và thành gia, và sẽ xử lý rất tốt. Sở Yên Nhiên nói, cha à, sao cha lại nói về anh ấy như vậy, chẳng lẽ con gái của cha không gả được cho ai nữa sao? Sao con cứ cảm thấy cha một mực muốn đẩy con ra khỏi nhà vậy? Liễu Ngọc Doanh cười nói, ai nói như vậy chứ, Yên Nhiên nhà chúng ta là một cô gái tốt khó tìm đấy, không biết bao nhiêu nhân sĩ thành công muốn mà không được kìa. Trương Dương, cô nói với cháu nhé, cháu đừng có mà không biết trân trọng Yên Nhiên nhà chúng ta, giờ đây cô nói thẳng ra như vậy đấy. Trương đại quan nhăn nhở nói, cô đừng chứ, ai nói cháu không trân trọng vậy kìa, chẳng biết cháu đã trân trọng biết bao nhiêu, Yên Nhiên vừa giàu có, vừa xinh đẹp, lại có một người cha là tỉnh trưởng, một người vợ thế này cháu có sách đèn đi tìm cũng không tìm thấy. cháu không trân trọng cô ấy thì còn trân trọng ai nữa à? sở yên nhiên mắng. hóa ra từ trước đến giờ anh là nhìn chúng vào tiền của em và một người cha là tỉnh trưởng của em à? trương đại quan cười nói người như anh rất thực tế. anh nói hết toàn bộ ưu điểm của em ra. thật ra em gả cho anh là chuyện rất bình thường đương nhiên. từ khoảnh khắc anh cứu em lên từ bờ vực, em đã được định trước là vợ của anh rồi. em nghĩ mà xem, anh đã cứu tính mạng của em ân cứu mạng như biển lớn, yên nhiên, lý do này có đầy đủ không? Hai vợ chồng Tống Hoài Minh vẫn không biết câu chuyện giữa hai người họ, hèn chi sở yên nhiên lại trung tình với Trương Dương như vậy. Tống Hoài Minh nhìn con gái của mình, tiểu tử Trương Dương này ưu tú thì ưu tú, chỉ là liệu hắn có thể nào trung thủy được hay không? Những lời lẽ không hay về chuyện tình cảm của hắn ở bên ngoài thật sự hơi nhiều, nói thật ra, Tống Hoài Minh vẫn cảm thấy không yên tâm lắm về Trương Dương sở yên nhiên thở dài nói xem ra em chỉ có thể miễn cưỡng gả cho anh rồi ai bảo em nợ anh một mạng sống cơ chứ trong lòng cô thật ra rất hạnh phúc vui vẻ cô khoác lấy tay trương dương và nói trương dương cha con nói với mọi người một chuyện con dự định từ năm nay sẽ gia tăng đầu tư vào trong nước lần này đến đông giang không chỉ là để thăm mọi người còn nữa con cũng muốn đến thăm khu đô thị mới xem có hạng mục thích hợp để đầu tư hay không trương đại quan đương nhiên không có ý kiến gì sở yên nhiên đồng ý đầu tư đương nhiên là một việc quá tốt, điều đó có nghĩa là thành tích chính trị của hắn lại có thể được vẽ thêm một nét đẹp nữa. Phản ứng của Tống Hoài Minh lại nằm ngoài dự đoán của họ, y lắc lắc đầu nói cha phản đối. Sở yên nhiên hơi ngứa người, Tống Hoài Minh nói yên nhiên, mặc dù con có quyền tự do về hạng mục đầu tư, nhưng con vẫn nhắc nhở con một câu, tình hình trong nước không giống với nước ngoài, thể chế xã hội không giống nhau, đã tạo thành rất nhiều điểm không hay tống hoài minh dừng một lúc rồi nói quốc gia đã có quy định rồi cấm con cái của các cán bộ lãnh đạo kinh doanh nhưng trong thực tế từ trên đến dưới từ khi điều lệnh này ban bố ra chẳng ai làm theo cả yên nhiên cha chưa từng giúp gì được cho con trong chuyện kinh doanh nhưng cha không muốn vì quyền lực của cha mà lại làm tổn hại đến sự nghiệp của con ta làm quan không có gì đi trái lại với lương tâm cha rất thanh bạch nếu như con đầu tư vào bình hải dù là cha không nói gì cha không chăm sóc gì cho con thì người khác nhất định cũng dành sự thuận lợi cho con. Cha nói những điều này không phải là vì sợ rằng việc con đầu tư vào Bình Hải sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ và danh tiếng của cha, chỉ là cha không muốn người khác hiểu lầm con, đánh giá thấp về con." Sở Yên Nhiên gật đầu nói, "Cha, con hiểu rồi." Tống Hoài Minh nhìn con gái một lúc lâu rồi nói, "Yên Nhiên, cha đã không lãnh trách nhiệm chăm sóc con từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì con có được ngày hôm nay, không hề có bất cứ sự trợ giúp nào của cha." Ông bà ngoại đã nuôi dạy con, con có thể gánh vác cả một gia tài lớn như thế này, đó cũng là do sự thông minh và cần cù của con, cha tin rằng tập đoàn Bối Ninh nhất định sẽ tiếp tục vững bước phát triển. Điều Tống Hoài Minh nói làm cho Trương Dương nghĩ ngợi rất nhiều, từ trước đến giờ, Trương Dương chưa từng nghi ngờ về sự thanh liêm của Tống Hoài Minh, y phản đối kiên quyết việc Sở Yên Nhiên đầu tư vào Bình Hải như vậy, còn một lý do quan trọng nữa, đó là vì sự nhận thức tinh tường về thế cục chính trị trong nước. Tống Hoài Minh đã nhìn thấy rất nhiều điều xấu của quan hệ giữa kinh tế và quan trường, dù là y không thể nào thay đổi được tình hình chính trị trong nước, nhưng y có thể bắt đầu làm từ chính bản thân mình. Y muốn triệt để phân khai giữa quyền lực của mình và việc kinh doanh của con gái. Liễu Ngọc Doanh đã thu dọn xong phòng ốc cho Sở Yên Nhiên, mặc dù Sở Yên Nhiên không muốn ở lại, nhưng thấy ánh mắt của cha, lại thấy rằng Liễu Ngọc Doanh nhiệt tình như vậy, cô thật sự ngại không muốn từ chối, thật ra Trương Dương đã mượn một tòa biệt thự từ chỗ Lương Thành Long rồi, những tính toán của hai người đã không thực hiện được, biết rằng Sở Yên Nhiên quay về, đám bạn của Trương Dương xếp thành hàng muốn tiếp đãi Sở Yên Nhiên, nhưng chẳng ai nghĩ được rằng, người bạn đầu tiên Sở Yên Nhiên hẹn gặp ở Đông Giang lại là Tần Thanh. Tất cả những điều này Trương Dương đều không biết cả. Chương 1220, vẻ đẹp của người trưởng thành ba. Mặc dù Tần Thanh đã trải qua nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn cảm thấy bất an với lần gặp mặt này cùng sở yên nhiên, dù sao thì sở yên nhiên mới là vị hôn thê chính thức của Trương Dương, nhưng trên thực tế, họ cùng yêu một người, Tần Thanh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp sở yên nhiên, hai người hẹn ở đài hoa viên gặp mặt, ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên người họ, làm cho mỗi tế bào đều cảm thấy thoải mái hẳn lên, sở yên nhiên mặc một bộ quập náo màu trắng, yên lặng ngồi dưới ánh mặt trời. Giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Tần Thanh chậm chậm bước về phía sở yên nhiên, từ xa đã nở một nụ cười lịch sự với cô ấy, thật ra ngoài việc cười, thì cô không biết phải thể hiện điều gì nữa. Thái độ của sở yên nhiên hài hòa hơn so với tưởng tượng của Tần Thanh rất nhiều, cô mỉm cười đứng dậy, bước đến nắm lấy tay của Tần Thanh, chị Thanh, lời mời của tôi có phải hơi mạo muội quá không? Tần Thanh điềm đạm cười nói, yên nhiên, tôi nghe nói cô đã từ nước ngoài về, đang chuẩn bị tìm cơ hội hỏi thăm kia, không ngờ cô đã liên lạc với tôi trước rồi sở yên nhiên mời tần thanh ngồi xuống rồi gọi hai cốc cà phê bốn mắt nhìn nhau hai người cùng mỉm cười tần thanh rất thông minh cô đương nhiên biết rằng sở yên nhiên biết về mối quan hệ của cô và trương dương hôm nay không biết có phải là muốn lật bài với mình hay không hay là muốn mình cắt đứt tình cảm đó tần thanh cũng đã nghĩ đến việc cắt đứt mọi thứ giữa cô và trương dương không làm tổn thương đến tình cảm giữa hắn và sở yên nhiên nữa nhưng thật sự cô không thể nào làm được cô không thể cắt được tình cảm giữa mình và trương dương Sở Yên Nhiên uống một ngụm cà phê rồi nói nhẹ nhàng, chị Thanh, chị đã quen Trương Dương đến 4 năm rồi nhỉ? Tần Thanh gật đầu nói, 4 năm, lúc đầu khi tôi ở trong trường đảng của Giang Thành đã bị một tên biên cướp, và anh ấy đã cứu tôi. Sở Yên Nhiên thở dài nói, anh ấy lúc nào cũng vậy, thích sở cho anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh ấy luôn là người làm việc tốt không cần người ta báo đáp, vì vậy, những cô gái được anh ấy cứu thường là cuối cùng bị anh ấy chiếm dụng. Chị nói xem, người như anh ấy có phải là rất vô liêm sỉ không? Tần Thanh hơi đỏ mặt, cô không ngờ rằng Sở Yên Nhiên lại bình tĩnh và lý trí đến vậy, cô đã khéo léo nói về tư tình của mình và Trương Dương, đẩy trách nhiệm lên người Trương Dương, không biết rằng cô ấy làm vậy với mục đích gì. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì để ý đến thể diện của mình hay sao? Tần Thanh nhẹ nhàng nói, tình cảm thật sự rất khó để nói ai đúng ai sai người như anh ấy thích thu hút con gái thật sự không sai có điều anh ấy không đi ép người khác sở yên nhiên nói tôi biết vì vậy mới có nhiều người phụ nữ nguyện thầm lặng vì anh ấy như vậy tần thanh nhìn con mắt trong veo của sở yên nhiên rồi nói một cách chân thành dù là những người phụ nữ đó làm thế nào thì họ cũng sẽ không làm tổn thương đến vợ chưa cưới của anh ấy nhưng họ lại không khống chế nổi tình cảm của mình trước mặt cô họ lúc nào cũng mang tâm trạng lỗi lầm sở yên nhiên nhẹ nhàng nói Tình cảm giống như một liều thuốc độc, rõ ràng biết rằng uống vào là sẽ chết, nhưng chúng ta lại cứ muốn cướp lấy liều thuốc độc đó. Tần Thanh Yên lặng không nói gì, cầm cốc cà phê lên nhấm một ngụm, trong lòng cô thật sự rất buồn. Sở Yên Nhiên nói, làm vợ của một người như vậy thật sự cầm dũng khí. Tần Thanh cắn cắn môi rồi nói, Yên Nhiên, cô là một cô gái dũng cảm và tốt bụng, tôi tin rằng cô thật sự đối tốt với anh ấy, hơn nữa chỉ có cô mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy mà thôi. Sở Yên Nhiên lắc đầu nói, hạnh phúc của anh ấy không chỉ tồn tại trên người tôi, anh ấy là một người có dục vọng rất lớn, chỉ có nhớ chuyện chúng ta cùng uống rượu ở Đế Hào thịnh thế không? Tần Thanh gật đầu, cô thấp giọng nói, buổi tối hôm đó chúng ta đã uống rất nhiều và nói những lời đặc sệt men rượu. Mặc dù đó là những lời nói lúc say, nhưng tôi tin đó là lời nói thật, chúng ta còn nói xin lỗi nhau nữa. Thái độ của Tần Thanh hơi khó xử, cô nói nhỏ, người nên nói xin lỗi là tôi mới phải sở yên nhiên nói người nên nói câu xin lỗi đó là trương dương thật ra chúng ta chẳng ai sai cả tần thanh nói yên nhiên tôi hiểu ý của cô rồi cô yên tâm sở yên nhiên lắc đầu nói chị thanh chị không hề hiểu ý của tôi đâu thật ra lần đó khi chúng ta uống say tôi đã đoán ra được quan hệ giữa chị và anh ấy vì bị nói ra chuyện này nên mà tần thanh trở nên nóng ran đối mặt với sở yên nhiên nhỏ tuổi hơn cô ấy rất nhiều cô lại không biết phản ứng lại thế nào cho phải trong chuyện tình cảm của cô và Trương Dương, Tần Thanh chưa bao giờ nghĩ muốn trở thành kẻ cạnh tranh với Sở Yên Nhiên. Cô chưa từng nghĩ đến việc cướp Trương Dương từ tay Sở Yên Nhiên về. Một người đàn ông thế này, chẳng có người phụ nữ nào trói buộc được anh ấy. Sở Yên Nhiên nói, lúc mới bắt đầu tôi rất đau lòng. Tôi cho rằng đã yêu thì phải chung thủy một lòng một dạ. Có một thời gian, thậm chí tôi rất hận chị. Tần Thanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Rồi Dũng cảm nhìn vào mắt sở yên nhiên, cô nên hận tôi là đúng, và cô cũng có tư cách để hận tôi. Sở Yên Nhiên chậm chậm đặt cốc cà phê xuống rồi nhẹ nhàng nói, "Nhưng buổi tối hôm đó sau khi chúng ta uống rượu, tôi đã phát hiện ra rằng, tình cảm của chị với anh ấy chưa chắc đã ít hơn tôi. Nếu như chỉ vậy, tôi không sợ cạnh tranh với chị, nhưng điều thật sự phiền phức là, tình cảm của anh ấy đối với chị cũng giống như tình cảm của anh ấy đối với tôi. Tôi có thể thay đổi bản thân mình, làm cho mình trở nên ưu tú hơn, nhưng tôi lại không thể thay đổi anh ấy. Những năm gần đây, Mặc dù tôi ở Mỹ, nhưng tôi luôn để tâm đến nhất cử nhất động của anh ấy. Tôi đã từng giải trừ hôn ước giữa tôi và anh ấy, nhưng khi anh ấy đến Mỹ vì chuyện của chị Giai Đồng, tôi đột nhiên phát hiện ra tình cảm mình dành cho anh ấy chưa giảm một chút nào, và cũng chưa từng quên được anh ấy. Vì chị Giai Đồng, anh ấy có thể không tiếc tính mạng, vì chị, hay vì tôi, anh ấy cũng sẽ như vậy. Tần Thanh dần điều chỉnh lại cảm xúc, cô ấy không biết nói lại với những lời của sở yên nhiên thế nào sở yên nhiên nói chị thanh tôi đã hiểu một việc muốn có người đàn ông này thì cần phải bao dung với những khuyết điểm của anh ấy mặc dù với tôi đây là một việc rất khó nhưng tôi đã dần học được cách làm quen với nó cô giơ bàn tay mềm mại của mình ra với tần thanh về sau chúng ta cùng chăm sóc anh ấy được không tần thanh dường như không thể tin được vào tai mình sở yên nhiên có thể mở lòng để bao dung với cô để cô hưởng thụ tình cảm này nhìn thái độ của tần thanh Sở Yên Nhiên nói, tôi không thể rời khỏi anh ấy được, tôi đã từng thử làm như vậy, nhưng không thành công, người như anh ấy có một sức hút đặc biệt, tôi nghĩ, với chị cũng như vậy. Tần Thanh cuối cùng đã giơ tay ra, cô nắm tay Sở Yên Nhiên, một lúc lâu sau, cô mới thử cảm nhận về sức nóng của bàn tay Sở Yên Nhiên, "Yên Nhiên, cảm ơn cô." Sở Yên Nhiên lắc đầu nói, "Không cần cảm ơn tôi, thật ra, tôi không thể nào chăm sóc anh ấy một mình được." Khi Sở Yên Nhiên nói câu này, cô không có ý gì khác nhưng thật sự với tần thanh cô đã nghĩ đến việc khác ngay lập tức mặt đỏ ao sở yên nhiên thấy cô ấy đỏ mặt mới ý thức đến những gì mình vừa nói ngay lập tức cũng đỏ mặt theo thật ra câu này của cô ấy không hề sai sức lực sung mãn của trương dương thật sự cô không thể nào ứng phó được đến tận bây giờ một bộ phận nào đó trên cơ thể cô vẫn hơi đau đương nhiên tần thanh đồng cảm sâu sắc với câu này của sở yên nhiên mặc dù cô là một cán bộ được đảng và nhà nước giáo dục nhiều năm nhưng sau khi gặp phải Trương Dương, cô tin rằng, người đàn ông như Trương Dương nên tìm mấy người phụ nữ, nếu như để hắn ta một vợ một chồng, thì sợ rằng vợ của hắn ta chẳng bao lâu sẽ mắc bệnh. Trương Đại Quan không biết rằng Sở Yên Nhiên và Tần Thanh đã đạt được hiệp ước, buổi chiều hôm đó hắn ở trong nhà bộ trưởng tuyên truyền Bình Hải Trần Bình Triều, Trần Bình Triều đã bị bệnh, Đinh Triệu Dũng, Lương Thành Long, Viên Ba đều là bạn tốt của Trần Thiệu Bân, giờ đây Trần Thiệu Bân đang bận kinh doanh ở Thượng Hải, nghe nói cha của gã mắc bệnh mấy người đều đến thăm y. Trần Bình Triều không bệnh nặng, nói là bị bệnh, nhưng thật ra là bị con trai Trần Thiệu Bân chọc tức. Trần Thiệu Bân đã tập trung số tiền 100 triệu ở Đông Giang, đầu tư vào tiền tệ Hoàn Vũ, nhưng gần đây lại nghe nói vấn đề tài vụ của Hoàn Vũ có chuyện. Giờ đây các mặt đều nghe được tin tức này, nên đến tìm Trần Thiệu Bân đòi tiền. Giờ đây Trần Thiệu Bân đã tắt điện thoại và trốn đi. Đán người đầu tư này thuộc đủ mọi thành phần, đã có mấy người là con cái của cán bộ cấp cao, có một vài người không tìm được Trần Thiệu Bân liền đến tìm cha gã. Hơn nữa, lại lo lắng về con trai nên đã sinh bệnh. Trương Dương giúp Trần Bình chiều khám bệnh, rồi lại bốc ít thuốc điều dưỡng cho y, rồi hỏi thăm: "Chú Trần, cơ thể chú chẳng có bệnh gì lớn đâu, chỉ là hỏa khí lớn quá thôi, nhất định chú phải giữ cho thái độ được ôn hòa, nếu cứ tức giận chẳng có tốt gì cho sức khỏe của chú đâu." Lương Thành Long cũng nói: "Chú Trần à, dù sao thì sự việc cũng đã như vậy rồi, chú đừng giận nữa." ngày mai cháu sẽ phái nhiều cảnh sát hơn một chút, không để đám khốn kiếp đó vào đây tùy tiện là được. Trần Bình Triều thở dài nói, 100 triệu đấy, cháu bảo chú đi đâu kiếm tiền trả cho người ta bây giờ. Tên khốn này đúng là gan to tài trời, lừa đến 100 triệu, giờ đây nó còn sống hay đã chết chú còn không biết. Đinh Triệu Dũng nói, lúc đầu chúng cháu đã khuyên anh ấy rồi, loại đầu tư vào tiền tệ thế nào quá mạo hiểm, nhưng anh ấy lại cứ muốn chơi. Viên ba lớn tuổi hơn một chút, gã nhận ra sắc mặt của Trần Bình Triều không đẹp lắm, liền nhỏ nhẹ nói, sự việc đã xảy ra rồi, thì đừng nói đến chuyện này nữa, thật ra Thiệu Bân không phải là đi lừa, anh ấy có lẽ cũng là người bị hại, việc quan trọng lúc này là tìm được anh ấy rồi tính. Trần Bình Triều nói, chú đã bảo chị và anh rể của nó đến Thượng Hải tìm rồi, văn phòng làm việc cũng đã đóng cửa, điện thoại tắt máy, các cháu nói xem, liệu nó có xảy ra chuyện gì không? Trương Dương nói, không đâu, đầu óc Trần Thiệu Bân lanh lẹ, có lẽ không sao cả, cháu nghĩ rằng anh ấy sợ thôi, nên đã tìm một chỗ để trốn. Lương Thành Long gật đầu theo, chú Trần, chú yên tâm, cháu đã bảo bạn bè bên Thượng Hải giúp tìm rồi, có tin tức gì sẽ báo ngay cho chú. Trần Bình Chiều thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ khổ sở và thất vọng. chương 1221, phiền phức lớn 1 Mấy người từ Trần ra bước ra, Lương Thành Long có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực nói, May mà tôi lúc trước không đầu tư vào hoàn vũ, bằng không lần này tôi cũng bị cuốn vào rồi. Trương Dương nói, còn không phải là Trần Thiệu Bân nhắc nhở anh ư. Đinh Triệu Dũng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp Thiệu Bân vượt qua cửa ải khó khăn này. Lương Thành Long thở dài nói, vượt qua cửa ải khó khăn này ư. Nói thì dễ lắm, khoản lỗ hơn 100 triệu, anh thấy dễ dàng bù vào lắm ư. Đinh Triệu Dũng nói, chúng ta nói chung không thể nhìn trơ mắt nhìn bạn mình cứ vậy mà đi tong được. Viên ba nói, hiện tại xem ra hoàn vũ căn bản chính là một các vỏ, một cái vỏ để hút tiền. Lương Thành Long nói, tôi vốn cho rằng hoàn vũ còn có thể chống được đến sau năm 97, không ngờ nhanh như vậy mà cái vỏ này đã vỡ rồi. Trương Dương nói, hoàn vũ rốt cuộc sẽ thế nào thì không liên quan tới chúng ta, có điều phải nhanh một chút tìm ra Trần Thiệu Bân. Lương Thành Long nói, tìm được hắn thì sao chứ, nợ tận 100 triệu, nếu tôi là hắn thì đã vội vã trốn đi rồi, ở lại trong nước không an toàn cho dù công an không thu thập hắn thì đám chủ nợ cũng sẽ không tha cho hắn viên ba nói thôi không đề cập tới chuyện này nữa trương dương tôi nghe nói yên nhiên đã trở lại buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi tôi làm chủ trương dương cười nói yên nhiên vừa mới tới đông giang trước tiên muốn được ở cùng với người nhà tụ họp thì là nhất định rồi có điều đợi vài ngày nữa đi viên ba nói được các anh ấn định thời gian rồi lập tức báo cho tôi biết Lương Thành Long nói: "Thời gian của tôi sắp hết rồi, ngày kia còn phải về Nam Tích, Trương Dương, ngày mai luôn đi." Trương Dương lập tức gọi điện thoại cho Sở Yên Nhiên, hỏi một chút ý tứ của cô ta, Sở Yên Nhiên nói: "Thế này đi, để em làm chủ chiêu đãi mọi người, ở biệt thự Hoa Viên của Lương Thành Long đi, buổi trưa ngày mai chúng ta ở đó làm đồ nướng, anh gọi bằng hữu tới." Trương Dương gật đầu, dập máy nói ý tứ của Sở Yên Nhiên cho mọi người, Lương Thành Long cười nói: "Như vậy là tốt nhất." Tôi bảo Thanh Hồng đem con trai theo. Viên Ba nói: "Thế này đi, tôi sáng mai sẽ phái đầu bếp tới hỗ trợ, để tránh các anh đến lúc đó lại luống cuống tay chân." Trương Dương trên cơ bản đều mời đám bằng hữu ở Đông Giang tới, hắn không mời Tần Thanh, đây là xuất phát từ một loại suy xét nào đó, sợ Sở Yên Nhiên và Tần Thanh gặp nhau có thể dẫn tới phiền phức không cần thiết, nhưng khiến hắn bất ngờ là Sở Yên Nhiên lại mời Tần Thanh Trương đại quan nhân trước đó không hề biết rằng sở yên nhiên và tần thanh đã đạt thành ký kết ngầm, nhìn thấy sở yên nhiên và tần thanh nắm tay nhau, bộ dạng thân như chị em, thằng ôn này có chút mơ hồ, rốt cuộc là ai đang diễn trò? Hay là hai người liên thủ diễn trò cho mình xem? Tần thanh cười khanh khách nhìn Trương Dương, nói Trương Dương, có tụ hội mà cũng không mời tôi. Trương đại quan nhân lúng túng nói lúng túng nói, tôi thấy bí thư tần bận rộn quá, chắc là không kiếm đâu ra được thời gian thằng ôn này vẫn giả vờ sở yên nhiên nói hôm nay được nghỉ chị thanh không phải đi làm trương đại quan nhân nghe thấy cô ta thân thiết gọi tần thanh là chị thanh nghĩ thầm hôm nay là ngày gì vậy lương thành long bế con trai và lâm thanh hồng cùng tới biệt thự là của gã có điều hai vợ chồng bọn họ không ở đây sở yên nhiên bước ra đón hôn thằng bé kia sau đó nói với lâm thanh hồng chị thanh hồng căn biệt thự này của chị em nhìn chúng rồi ra giá bán cho em đi lâm thanh hồng cười nói chúng ta có quan hệ gì chứ không cần phải ra giá em nếu thích thì chỉ tặng cho em coi như là lễ vật kết hôn của em và trương dương sở yên nhiên cười nói vậy không được trương dương tốt xấu gì cũng là một cán bộ quốc gia em nếu nhận biệt thự của chị thì người khác khẳng định sẽ nói em giúp đỡ tham ô nhận hối lộ mọi người chung quanh đều bật cười đinh triệu dũng và triệu tính cũng tới triệu tính miệng cực khéo nhìn thấy sở yên nhiên thì luôn miệng gọi chị dâu sở yên nhiên vẫn có chút không thích ứng, bị cô ta gọi cho mặt đỏ bừng. Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung, viên ba dẫn vợ con cùng nhau tới, sở yên nhiên sắm vai nữ chủ nhân rất tốt, bận trong bận ngoài tiếp đón mọi người. Trương Dương có được cơ hội, đi tới bên cạnh Tần Thanh, nói khẽ chị Thanh, chị và yên nhiên. Tần Thanh liếc hắn một cái, nói khẽ anh có phải sợ không? Anh sợ gì chứ? Tần Thanh nói, nhìn bộ dạng sợ hãi của anh kia, trột giả có phải không? Trương Dương cười nói, anh luôn cảm thấy, hai người có chút cổ quái. Tần Thanh không tiếp tục tán gẫu với hắn nữa, đứng dậy đi hỗ trợ sở yên nhiên. Mùa đông đông giang không tính là lạnh, sau giờ ngọ trời rất ấm áp, bọn trẻ vui vẻ chạy nhảy chơi đùa trên bãi cỏ đã ngả vàng, nhìn bọn trẻ đáng yêu, Trương Dương không khỏi nhớ tới con trai của mình và An Ngữ Thần, không biết thiên tứ hiện tại đã lớn thế nào rồi. Viên ba đi tới bên cạnh Trương Dương, cười nói, nhìn thấy vợ con thành đàn, có phải là hâm mộ không trương dương nói anh có ba đứa con bộ sinh đẻ kế hoạch không tìm anh làm phiền à viên ba cười ha ha nói tôi thích náo nhiệt càng nhiều con càng tốt thế mới vui vẻ thường lăng phong đi tới trương dương anh và yên nhiên chuẩn bị lúc nào thì kết hôn trương dương nói anh trước tiên quan tâm tới anh đi thường lăng phong nói chúng tôi định mùng một tháng bảy năm nay ngày hong kong trở về đất mẹ khắp trốn mừng vui sao có muốn tổ chức hôn lễ tập thể không? Trương Đại Quan Nhân cười cười lắc đầu, nghĩ thầm tôi đến lúc đó kết hôn có thể là một lúc với mấy cô, không thể nào giống như các anh được. Sở Yên Nhiên bắt đầu mời họ ăn cơm. Trương Dương nhìn đồng hồ, Khương Lượng vẫn chưa đến, khi thời gian nghỉ ngơi cũng không thuộc về mình, chỉ sợ hắn lại có hành động rồi. Trương Dương gọi điện thoại cho Khương Lượng, phía Khương Lượng đột nhiên có hành động, quên cả chuyện tụ họp hôm nay, trong điện thoại còn liên tục nói xin lỗi cam đoan sau khi chuyện này xong hắn sẽ an bài mời mình ăn cơm. Buổi trưa mọi người bàn nhiều nhất về chuyện kinh tế, Lương Thành Long nói, vừa mới điều tra rõ rồi, bên trong tập đoàn Hoàn Vũ có vấn đề lớn, khu đất mà bọn họ mua ở Hong Kong bị nghi có dính lý đến hối lộ, phía cảng phủ đã có rất nhiều người bị sở trong sạch hóa bộ máy chính trị điều tra, Chủ tịch Hoàn Vũ Hoàng Hán Dân cũng bị sở trong sạch hóa bộ máy chính trị gọi tới uống trà, chuyện này liên đới rất rộng, 100 triệu của Trần Thiệu Bân chỉ không một bộ phận nhỏ trong đó, người lần này bị cuốn vào còn rất nhiều sở yên nhiên nói loại thủ pháp làm ăn này ở nước mỹ cũng có ý đồ chân chính của bọn họ không phải là làm xây dựng khai phá cái gọi là điền sản chỉ là ngụy trang lợi dụng lớp ngụy trang này để hấp dẫn đầu tư trương dương nói không phải nói chủ tịch của hoàn vũ là ông lương vũ ư thường lăng phong nói ông lương vũ là lão hồ ly tôi nghe nói hoàn vũ là hắn xây dựng có điều sau khi thành lập xong thì hắn liền lui ra hiện tại công ty chủ yếu do Hoàng Hán Dân và Kiều Bằng Cử phụ trách, bọn họ nắm hơn phân nửa cổ phần của Hoàn Vũ. Ninh Triệu Dũng nói Kiều Bằng Cử vậy chẳng phải cũng gặp phiền phức hư? Lương Thành Long hừ một tiếng nói Kiều Bằng Cử là ai chứ? Bối cảnh của hắn thế nào chứ? Cho dù tra được hắn thì cũng sẽ không có chuyện gì. Tần Thanh lại tôi thấy chưa chắc đâu, chế độ của Hong Kong và nội địa của chúng ta bất đồng, Kiều Gia mặc dù ở mặc dù ở trong nước có ảnh hưởng rất lớn nhưng Hong Kong trước mắt vẫn chưa trở về, ảnh hưởng của bọn họ ở Hong Kong không lớn như vậy, nếu Kiều Bằng Cử thật sự làm ra chuyện đút lót, chỉ sợ cũng rất khó thoát tội. Trương Dương nói, tôi sao thấy chuyện này giống như là một cái bẫy nhỉ. Các anh ngẫm lại đi, ông Lương Vũ lúc trước và Kiều Bằng Cử liên thủ làm khai phá ở Hải Nam, kiếm được một khoản lớn, hiện tại bọn họ tới Hong Kong dở lại cho cũ, theo lý thuyết thì hẳn là ông Lương Vũ ra mặt, Kiều Bằng Cử ở phía sau màn, nhưng ông Lương Vũ vì sao trước chuyện đã rút lui. Hiện tại cổ đông của Hoàn Vũ biến thành Kiều Bằng Cử, còn bị lòi ra chuyện đút lót, tất cả phiền toái đều dồn về phía Kiều Bằng Cử. Lương Thành Long nói, anh là nói ông Lương Vũ chơi Kiều Bằng Cử ư, ông Lương Vũ mặc dù có chút tiền, nhưng dù sao cũng chỉ là một thương nhân, thương nhân gan lớn đến mấy cũng không dám trắng trận đối nghịch với Kiều Gia, hãm hại Kiều Bằng Cử, Hắn tám phần sau này không thể lăn lộn ở Trung Quốc được nữa, tôi thấy trong thương giới hắn cũng sẽ không sống yên được đâu." Tần Thanh nói, trước khi chuyện này chưa có kết luận cuối cùng, chúng ta đừng suy đoán lung tung." Thường Lăng Phong nói, có chuyện có thể khẳng định, phiền toái của Kiều Bằng Cử không phải nhỏ, tôi nghe nói hắn ở trong nước vay 4 tỷ, đây là một con số khổng lồ, chuyện này nếu hắn thật sự có trách nhiệm, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho Kiều gia." Trương Dương không nói gì. Hắn biết Thường Lăng Phong không phải là nói chuyện giật gân, nếu lần này ông lương Vũ cố ý lập bẫy lừa Kiều Bằng Cử vào, không nghi ngờ gì nữa hắn đã thành công, nhưng động cơ của ông lương Vũ là gì? Là một thương nhân, cái mà hắn muốn nhất không nghi ngờ gì nữa chính là lợi ích, mà hắn trước đó đã hợp tác với Kiều Bằng Cử ở Hải Nam, chứng minh bọn họ liên thủ thành công, với bối cảnh của Kiều Bằng Cử, có một bằng hữu hợp tác như vậy thì tốt hơn nhiều là có một kẻ địch mạnh như vậy, nhưng ông lương Vũ lại lựa chọn cái sau, hắn rốt cuộc là vì cái gì? hai tay kiều trấn lương đặt ở trên tay vịn của sofa hai chân khép lại nhắm mắt lại bảo trì tư thế như vậy suốt một giờ kiều mộng viện nhìn cha đầy quan tâm cô ta đã biết anh trai gặp phiền toái hơn nữa phiền toái lần này rất lớn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến danh dự của toàn bộ gia tộc cô ta cắn cắn môi mở miệng nói cha kiều trấn lương ừ một tiếng không hề mở mắt nói khẽ liên hệ với thằng khốn nạn đó được chưa kiều mộng viện lắc đầu vẫn chưa Lúc trước cha nên nghe lời ông nội con, không nên để mặc cho các con làm kinh thương. Kiều Mộng Viện nói cha, chuyện của anh rõ ràng là bị người ta lừa. Kiều Trấn Lương nói, đó là bởi vì bản thân nó không quy củ, nó luôn cho rằng mình đầu óc tinh minh, làm việc không chịu chắc chắn, giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng xảy ra vấn đề, vấn đề lớn. chương 1222, phiền phức lớn 2 Điện thoại bàn ở bên cạnh sofa đổ chuông, Kiều Trấn Lương thuận tay cầm điện thoại, khi nghe thấy giọng nói của cha trong điện thoại, vẻ mặt của y lập tức biến thành cung kính. Giọng nói của Kiều lão vẫn rất bình tĩnh và chậm rãi, giọng nói tuy rằng không lớn nhưng lực độ mười phần, chuyện của Hoàn Vũ có liên quan tới bằng cửu không. Kiều Trấn Lương nói khẽ cha, con đang tìm nó. Tôi hỏi anh, chuyện đó có liên quan tới bằng cửu không? Kiều Trấn Lương trầm mặc một lát rồi mới có. Kiều lão nói, tôi đã cảnh cáo anh rồi đừng có để nó thích làm gì thì làm, hiện tại thì hay rồi, có vấn đề rồi. Cha, con hoài nghi. Đừng có nói những chuyện không có căn cứ với tôi, anh chẳng lẽ không nhìn rõ tình thế, chuyện của bằng cử nhất định sẽ bị người ta phóng đại, anh chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của anh, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Kiều gia chúng ta. Tiếng hít thở của Kiều Trấn Lương trở nên rồn rập, lời nói của cha tuyệt đối không phải là nói quá, tuy rằng y trên chính chỉ cố gắng làm một cách thanh chính liêm minh, nhưng trong vấn đề quản giáo con cái, y quả thực có sơ sót, khi con trai ở Hải Nam mua đất, y nên nhắc nhở hắn, nhưng y lại không làm, giữa cha con bọn họ thậm chí ít có cơ hội trao đổi trực tiếp, hiện tại Kiều Bằng Cử càng chơi càng lớn, không ngờ lại đầu tư lớn như vậy, hơn nữa còn bị nhi dính líu đến phạm tội thương nghiệp, lần này thì to chuyện rồi. Kiều Trấn Lương nói khẽ cha, con sẽ xử lý tốt chuyện này. Kiều lão thở dài nói, cam đoan cũng vô dụng, Trấn Lương, gia môn bất hạnh. Kiều Trấn Lương minh bạch ý tứ của những lời này, gia môn bất hạnh sinh ra nghịch tử này, con trai lần này đã gây hại tới danh dự của toàn bộ Kiều gia, mang tới một nguy cơ chính trị lớn nhất từ cách mạng văn hóa tới nay cho Kiều gia bọn họ. Bên kia Kiều lão đã gác máy, Kiều Trấn Lương ống nghe ngẩn ngơ ngồi đó, một lúc sau mới nghe thấy con gái nhắc nhở mình. Kiều Trấn Lương đặt điện thoại xuống, cười cười với con gái, trong nụ cười tràn ngập chua xót kiều mộng viện nói cha giữ gìn sức khỏe kiều trấn lương gật đầu trận phong ba này đã được định trước là sẽ ập tới y cũng chỉ có thể ưỡn mình ra mà đón tránh né không giải quyết được vấn đề đấu tranh chính trị là cực kỳ tàn khốc đối thủ tuyệt đối sẽ không bởi vì anh né tránh mà buông tha cho anh bọn họ sẽ tóm lấy tất cả cơ hội để phát động thế công đối với anh cho tới khi anh ngã gục vĩnh viễn không lật được mình mới thôi y ưỡn lưng bước ra ngoài ánh mặt trời rất dẹp nhưng thế giới nội tâm của Kiều Trấn Lương lại là một mảng tối đen. Cuộc họp thường ủy của tỉnh Bình Hải lần này có thêm vài phần vị đạo bất thường, đám chính trị gia lão đạo đã ngửi được mùi thuốc súng, bọn họ đoán được một trận bão tố sắp xảy ra rồi. Trên mặt Kiều Trấn Lương cũng không còn thấy nụ cười chiêu bài như xưa nữa, ai cũng rõ tâm tình của y hiện tại không dễ chịu gì, có thể cười được mới lạ. Có những vết sẹo là tồn tại thật sự, cho dù là anh muốn né tránh thế nào, luôn sẽ có người thử vạch nó ra chỉ là Kiều Trấn Lương không ngờ rằng, người đầu tiên đứng ra vạch vết sẹo này là bộ trưởng tổ chức Khổng Nguyên. Khổng Nguyên sau khi Kiều Trấn Lương lên tiếng, chậm rãi nói tôi muốn nói vài câu, gần đây xảy ra một việc, các anh không biết có nghe nói không, con trai của đồng chí Trần Bình Triều bởi vì góp vốn phi pháp, hiện tại đã sợ tội bỏ chạy rồi. Trong những lời này y dùng hai từ góp vốn phi pháp và sợ tội bỏ chạy, chẳng khác nào đã định luận tội của Trần Thiệu Bân. Khi Khổng Nguyên nói ra chuyện này, Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Kiều Trấn Lương, Khổng Nguyên ngoài mặt nói chuyện của Trần Thiệu Bân, nhưng trên thực tế là đang nhắm họng súng vào bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, rốt cuộc là ai cho y gan lớn như vậy, để y dám ngang nhiên đi vuốt sâu hùm, Kiều Trấn Lương tuy rằng gặp phiền toái, nhưng hiện tại dù sao vẫn đang ngồi trên vị trí bí thư tỉnh ủy. Kiều Trấn Lương nói, loại chuyện vô căn cứ này đừng lấy ra thảo luận. Y lạnh lùng nhìn Khổng Nguyên, nghĩ thầm bản thân ông không sạch sẽ gì chuyện khách sạn Tuệ Nguyên vừa mới qua chưa được mấy ngày, ông không ngờ dám nhảy ra gây khó dễ tôi. Lão tử còn chưa tới nước hổ xuống đồng bằng bị chó nhờn đâu. Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nói, Bí Thư Kiều, tôi cho rằng chuyện này không phải là việc nhỏ, hơn nữa ảnh hưởng của chuyện này rất xấu. Theo như tôi biết, trong tỉnh Lý chúng ta có không ít con cháu cán bộ tham dự vào chuyện này. Hôm trước còn xảy ra chuyện rất nhiều tới nhà Trần ra đòi nợ, có chứng cứ cho thấy Chuyện này chính là hành vi cùng nhau lợi dụng vay tiền lãi cao để góp vốn phi pháp, trước mắt phía Hong Kong đã lập án điều tra rồi." Kiều Trấn Lương nói, tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, trước khi kết quả điều tra chưa được đưa ra, tôi hy vọng mọi người đừng dễ tin một số lời đồn trong xã hội. Ngay cả bản thân Kiều Trấn Lương cũng biết những lời này của y là không có lực, y hắng giọng, nói, "Tôi biết, hiện tại trên xã hội có rất nhiều lời đồn, nói nhân vật chính của vụ án hùn vốn này chính là con trai của Kiều Trấn Lương tôi." tin đồn nhằm vào tôi gần đây cũng đặc biệt nhiều. Tôi cần phải thanh minh ở đây rằng, Kiều Trấn Lương tôi làm quan hơn 30 năm, tôi chưa bao giờ làm làm chuyện dùng quyền mưu tư, tôi làm việc luôn công chính nghiêm minh, nếu tra ra trong việc kinh doanh buôn bán của người nhà tôi có tồn tại hành vi phi pháp. Tôi cũng sẽ không bao che, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra đưa hắn ra pháp luật. Giọng nói của Kiều Trấn Lương rất lớn, nhưng sức nặng không đủ. Quốc gia tam lệnh ngũ thân thân, ra lệnh cấm con cái cán bộ làm kinh thương, nhưng mỗi người bọn họ ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều có thân nhân làm buôn bán, không xảy ra chuyện thì thôi, vừa xảy ra chuyện tất nhiên sẽ kéo cả họ vào, so sánh với vụ án hùn vốn của Kiều Bằng Cử. Phòng bà Tuệ Nguyên trước kia căn bản chỉ là một chuyện nhỏ, các thường ủy đã cảm thấy được rõ ràng rằng, Kiều Trấn Lương lần này thảm rồi, đừng nhìn sĩ đồ của y rộng mở thanh thang, nhưng lần này chắc sẽ bị ngã ngựa. Có người dám công nhiên đối nghịch với Kiều Gia, người này khẳng định không tầm thường, các thường ủy đã bắt đầu cân nhắc tới vấn đề xếp hàng trong tương lai, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, nhân vô viễn lự. Phó tỉnh trường thường vụ tiêu nãi vượng nói, lần này sự kiện hùn vốn đã gây ra ảnh hưởng rất xấu trên xã hội, bởi vậy vấn đề con cái cán bộ làm kinh thương lạ một lần nữa bày ra trước mặt công chúng, thân là cán bộ vì quốc gia, chúng ta cũng nên nghĩ lại một chút, bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ chúng ta, bảo con cái của chúng ta không nên dính vào những chuyện mẫn cảm này. Tỉnh trường Tống Hoài Minh nói, hình tượng của quốc gia, hình tượng của ban lãnh đạo không phải có thể xây dựng được trong một sớm một chiều, nhưng hủy diệt nó lại rất dễ dàng. Tôi cho rằng, chúng ta phải xác định rõ khái niệm cấm con cháu làm kinh thương, không thể bởi vì chuyện tương tự mà khiến công chúng mất đi lòng tin vào chúng ta, để người dân thất vọng với chính phủ của chúng ta. Kiều Trấn Lương lạnh lùng nhìn Tống Hoài Minh, hôm nay Tống Hoài Minh đã quét sạch vẻ chán trường, chính thức kéo cờ đấu với mình vụ án hùn vốn hoàn vũ đối với y mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thuở, Tống Hoài Minh sẽ không bỏ qua, nhưng mà Kiều Trấn Lương tin rằng, người sách động trận báo chính trị này tuyệt đối không phải là Tống Hoài Minh, mà là một người khác, y tập trung nghi ngờ lên trên người văn quốc quyền, văn quốc quyền và Kiều Gia trên chính trị luôn luôn đối lập nhau, cha không thích sự cấp tiến của văn quốc quyền. Chọn một nhân tuyển khác là Thủ tướng Phó Hiến Lương, văn quốc quyền muốn đánh bại Phó Hiến Lương, nhất định trừ bỏ Kiều Gia, trợ lực lớn nhất sau lưng Phó Hiến lương đã, mà Kiều Bằng cử vào lúc này gây ra vụ án hùn vốn vừa hay cho y cơ hội tốt nhất. Kiều Trấn lương không nhớ rõ được mình kết thúc cuộc họp như thế nào, từ khi tới Bình Hải chấp chính, y chưa bao giờ chán trường như vậy, y trở lại văn phòng của mình, gọi thư ký trưởng ủy Diêm Quốc đào tới. Diêm Quốc đào sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, y là cán bộ mà Kiều Trấn lương một tay đề bạt, tất nhiên kiên định đứng ở phía Kiều Trấn lương. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt đã khiến y có nguy cơ cảm chính trị nghiêm trọng, tiền cảnh chính trị của y buộc chặt trên người kiều gia, chuyện trên chính trị, một người vinh thì cả nhà vinh, một người chết thì cả nhà chết, y vẫn chưa đi lên được vị trí mà mình muốn, y không muốn cứ như vậy trở thành đối tượng bị liên lụy. Trên bàn của Kiều Trấn Lương giải mấy tờ báo, y nói khẽ trong nước rất nhiều báo đều đang cố ý đưa tin về chuyện này. Diêm Quốc Đào nói, truyền thông của Bình Hải trước mắt vẫn khá là thận trọng. Khóe môi Kiều Trấn Lương lộ ra một tia cười khổ, y thân là bí thư tỉnh ủy Bình Hải, nếu ngay cả truyền thông dưới quyền xử lý của y cũng dám đưa tin lung tung, vậy bí thư tỉnh ủy y là vô dụng rồi. Xiêm Quốc Đào nói, chuyện có chút khó giải quyết. Kiều Trấn Lương nói, đây là một cái bẫy, thằng con ngu mốc của tôi chỉ biết nhìn thấy cái lợi trước mặt, bị người ta lừa vào bẫy, nó cũng không biết mình đã mang tới phiền phức lớn thế nào cho gia đình. Xiêm Quốc Đào nói, chuyện này có thể phải cần lão nhân ra ra mặt bằng không có thể sẽ khiến phiền phức càng lớn hơn. Diêm quốc đào cho rằng trước mắt chỉ có sức ảnh hưởng của kiều lão mới có thể bình ổn được chuyện này, không để ảnh hưởng tiền đồ chính trị của kiều Trấn Lương, bảo vệ kiều Trấn Lương chẳng khác nào là bảo vệ mình. Thật ra y cũng biết kiều lão tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người nhà của mình gặp phiền phức mà ngồi yên không để ý đến. Kiều Trấn Lương nói, quốc đào, nếu anh là tôi, anh sẽ làm thế nào? Diêm quốc đào trầm mặc, y không phải là kiều Trấn Lương, y cũng không bối cảnh chính trị thâm hậu như Kiều Trấn Lương, trong lòng y đang châm trước xem nên trả lời như thế nào. chương 1223, phiền phức lớn 3 Kiều Trấn Lương nhìn ra sự do dự của y, nói đi, không sao đâu. Diêm Quốc Đào nói, căn cứ vào tình huống trước mắt đã nắm được, bằng cử trong chuyện này không thoát được quan hệ, tôi cho rằng, trước khi tình thế chuyển biến xấu thêm một bước, lập tức đưa ra ứng phó. Kiều Trấn Lương nói, tôi không liên hệ được với nó. Diêm Quốc Đào nói, bằng cử đã xảy ra vấn đề rồi, chuyện này chỉ có thể đẩy cậu ta ra, nhưng ngài đừng quên, Mộng viện ở Bình Hải cũng có sinh ý, trường phong ba này rất có thể sẽ lan đến cô ta. Kiều Trấn Lương gật đầu, Mộng viện làm việc ổn trọng, nó không có vấn đề gì đâu. Bất kể có vấn đề hay không, người dân cũng sẽ không tin, chuyện của bằng cử tất nhiên sẽ tạo thành nguy cơ đến sự tín nhiệm của ngài. Bí thư Kiều thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này phải quyết định thật nhanh, nếu bỏ lỡ tiên cơ, chỉ sợ sẽ lọt vào công kích mãnh liệt hơn của đối thủ. Kiều Trấn Lương nói, danh dự cả đời của tôi đã bị hủy trong tay thằng khốn nạn này rồi. Kiều Bằng Cử cuối cùng cũng gọi điện thoại về, gây ra phiền phức lớn như vậy, hắn không dám đối mặt với cha và ông nội, mà gọi cho em gái Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện nghe thấy giọng nói của anh trai, mắt lập tức ửng đỏ anh, anh đang ở đâu? Vì sao phải tắt máy? vì sao phải làm như vậy anh có biết cả nhà rất lo lắng cho anh không giọng nói của kiều bằng cử có chút khàn khàn mộng viện anh rất khỏe anh không ở hong kong anh cũng không thể về nước trước khi chuyện này bình ổn anh tuyệt đối không thể trở về kiều mộng viện dương dưng nói anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh nói ra đi em có thể giúp anh mọi người trong nhà có thể giúp anh kiều bằng cử nói tên vương bát đàn ông lương vũ đã đâm anh một đao sau lưng hắn có người sai khiến chuyện này không phải nhầm vào anh mà là kiều gia chúng ta. Kiều bằng cử coi như vẫn bình tĩnh, đã kích bất ngờ không hề khiến hắn rối loạn. Kiều mộng viện sau khi chuyện này phát sinh không lâu cũng đã đoán được điểm này, nhưng khi kiều bằng cử ý thức được thì đã muộn, đại cục đã thành, hắn đã lấn sau vào cái bẫy rồi. Kiều mộng viện nói, anh, anh đang ở đâu? Kiều bằng cử nói, mộng viện, anh không thể nói cho em biết được, em cũng đừng thử điều tra nơi trốn của anh, anh không còn đường lui nữa rồi, anh không sao, giúp anh nói tiếng xin lỗi với ông nội và cha. Kiều Mộng Viện nói anh, chỗ tiền mà anh nợ em giúp anh trả, em tin nhất định có thể trả được. Kiều Bằng Cử nói, bọn họ không phải vì tiền mà đến, hợp tác với ông Lương Vũ, anh một mực lưu lại một tâm nhãn, đại quyền tài chính bị anh nắm trong tay, chỉ là bởi vì sự tín nhiệm của hắn đối với anh đã mê hoặc anh. Anh cũng không ngờ hắn căn bản không phải là vì tiền mà đến, hắn chỉ là đang lập bẫy, lập bẫy kéo anh vào. Hiện tại việc đút lót bị phanh phui căn bản không liên can tới anh, tất cả đều là hắn làm, anh quả thực cũng tham dự vài lần tụ hội của họ, nhưng anh đối với chuyện đút lót của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Kiều Mộng Viện nói anh, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được. Kiều Bằng Cử nói, Mộng Viện, anh bị chơi đau rồi, anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, anh sẽ nghĩ biện pháp tìm được ông Lương Vũ, bức hắn bức hắn nói ra chân tướng sự thật. Kiều Mộng Viện nói anh, anh đừng tiếp tục mạo hiểm, anh không thể gặp chuyện không may gì được. Kiều Trấn Lương ngồi trong phòng khách, Mạnh Truyền Mỹ mặt mày lạnh tanh đi qua người y, bước về sảnh thuộc về bà, giống như căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương chờ bà tà đi qua, cuối cùng không nhịn được nói, "Bà có nhìn thấy tôi không?" Mạnh Truyền Mỹ không để ý đến y, tiếp tục đi tới trước. Kiều Trấn Lương lớn tiếng nói, "Bà có biết trong nhà đã xảy ra chuyện hay không?" Bà có biết hay không con trai bảo bối của bà đã gây họa lớn không?" Mạnh Truyền Mỹ cuối cùng cũng đứng lại, lạnh lùng nói, rất nghiêm trọng ư. Kiều Trấn Lương đi tới, cầm tay Mạnh Truyền Mỹ, đột nhiên giật lấy lần tràng hạt trong tay bà ta, sau đó dùng hết toàn lực kéo một cái, kéo đứt lần tràng hạt, hạt châu bay tứ tung khắp nơi. Mạnh Truyền Mỹ lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng hạt lên một. Kiều Trấn Lương vô cùng đau đớn nói, "Và vì sao biến thành như vậy?" và vì sao chẳng quan tâm gì tới cái gia đình này, từ sau khi tôi cưới bà, tôi có chỗ nào không phải với bà. Mạnh truyền Mỹ quỳ trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm những chàng hạt rơi mất, vẻ mặt của bà ta đạm mạc bình tĩnh, tình tự của bà ta giống như không chịu một chút ảnh hưởng nào. Sau khi bà ta nhặt lên tất cả lần chàng hạt, cầm trong tay đi về phía đường, đặt lần chàng hạt lên bàn thờ, còn mình thì quỳ trên bồ đoàn cung kính tụng niệm Phật Kinh, khẩn cầu Phật tổ lượng giải. Kiều Trấn Lương bước vào, y tóm lấy lư hương trên bàn. Mạnh truyền Mỹ ý thức được y muốn làm gì, thần kinh của bà ta bị kích thích, thét lên ngăn Kiều Trấn Lương lại. Kiều Trấn Lương tay cầm lư hương, trên khuôn mặt trướng giờ luôn hiền lành lộ ra vẻ thô bạo chưa từng có, giống như một con dã thú gầm lên, tôi muốn đập vỡ tất cả, tôi muốn bà quay trở về với hiện thực. Mạnh truyền Mỹ tóm chặt lấy hai tay y, anh đập chết tôi đi, anh trước tiên đập chết tôi đi. Kiều Trấn Lương nói, tôi nếu muốn giết bà thì 27 năm trước đã giết rồi. Đồng tử của mạnh truyền Mỹ bởi vì kinh hãi mà phóng to ra, bà ta ra sức lắc đầu, điên cuồng nói, anh là một tên ngụy quân tử, anh hận tôi, anh vẫn luôn hận tôi. Tôi nếu hận bà thì vì sao phải chịu dựng khuất nhục nhiều năm như vậy? Da thịt trên mặt Kiều Trấn Lương bởi vì đau khổ mà run rẩy kịch liệt, điều này khiến cho vẻ mặt của y càng khủng bố hơn. Mạnh Truyền Mỹ nói, bởi vì anh phải nghĩ tới danh dự của Kiều gia các anh, anh không cần tình cảm, nhưng anh để ý tới sĩ đồ của anh, Kiều gia các anh chỉ nghĩ tới mặt mũi của mình, cho nên anh có thể ở trước mặt người ta sắm vai một người chồng tốt, sống với một người mà anh căn bản không yêu hơn 20 năm, có thể ở trước mặt đứa con gái không phải của mình sắm vai một người cha tốt, đúng là làm khó anh rồi, anh diễn 27 năm, mỗi khi mộng viện gọi anh là cha, tim anh có phải là đang nhỏ máu không? Bà câm miệng lại, Kiều Trấn Lương đã mất lý trí, y giơ tay lên, tát cho mạnh truyền Mỹ một cái lăn ra đất, sau đó y tóm lấy lư hương, dùng hết lực lượng toàn thân ném vào tượng Phật ở phía trước, tượng Phật vỡ tan, tàn hương bay khắp cả Phật đường, Kiều Trấn Lương đứng trong ánh sáng ảm đạm, trên mặt y tràn ngập vẻ bi thương khó có thể hình dung được. Y tựa hồ nghe thấy phía sau có động tính, xoay người lại, nhìn thấy con gái mặt đầy lệ đang đứng ngoài cửa, nội tâm Kiều Trấn Lương hoàn toàn vỡ nát, y không còn chấn tĩnh được nữa, thất hồn lạc phách nói, mộng viện. Kiều mộng viện che miệng, vừa khóc vừa lắc đầu, những lời nói vừa được nghe lúc mới rồi khiến thế giới của cô ta trong nháy mắt như sụp đổ, cô ta xoay người chạy ra ngoài. Kiều Trấn Lương gọi tên con gái rồi đuổi theo. Mạnh truyền Mỹ quỳ ở đó, thu nhặt những mảnh vở của tượng Phật, không cẩn thận bị đứt tay, máu đỏ chảy ra, hòa với tàn hương không ngừng rơi xuống, phát ra một đồ án khiến người ta kinh sợ. Kiều Mộng Viện không biết làm thế nào mà chạy ra khỏi nhà trong đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng, cô ta nghe rõ cuộc đối thoại của cha mẹ, nếu như thời gian có thể quay lại, cô ta thà mình không xuất hiện ở ngoài cửa Phật đường, người ta khi đang đau khổ luôn muốn tìm một chỗ để trốn tránh, nhưng Kiều Mộng Viện lại không biết mình nên chạy đi đâu. Trời đất tuy lớn, nhưng đâu mới là chỗ mà cô ta nên đi. Kiều Mộng Viện chỉ lo cắm đầu chạy như điện, suýt nữa đụng phải ô tô phía trước, may mắn đối phương rậm phanh đúng lúc. Kiều Mộng Viện mặt đẫm nước mắt ngẩng lên, cô ta nhìn thấy Trương Dương và Sở Yên Nhiên bên trong xe. Trương Dương chưa bao giờ thấy vẻ mặt bi thương tuyệt vọng như thế này của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện muốn chạy trốn, lại bị Trương Dương tóm được. Sở Yên Nhiên cũng xuống xe, tuy rằng cô ta và Kiều Mộng Viện không quen nhau lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Mộng Viện như vậy, lập tức trong lòng thấy thương xót. Sở Yên Nhiên ôn nhu nói, "Mộng Viện, đừng khóc, có gì nói cho chúng tôi nghe thử xem." Kiều Mộng Viện vô lực bổ nhào vào lòng sở yên nhiên, nằm trong lòng cô ta khóc giấm dứt. Trương Dương nhìn về phía Kiều ra, thấy Kiều Trấn Lương, trong ánh mắt của vị bí thư tỉnh ủy này là vẻ đau khổ và bi thương. Trương Dương chỉ chỉ vào Kiều Mộng Viện rồi lại vỗ vỗ vào ngực mình, thông qua động tác này bảo Kiều Trấn Lương cứ yên tâm, hắn sẽ chiếu cố tốt cho Kiều Mộng Viện. Kiều Trấn Lương gật đầu, y rất muốn cười một cái, nhưng tâm tình của y hiện tại bất kể là như thế nào cũng không thể không cười nổi nữa rồi nhìn trương dương và sở yên nhiên đưa kiều mộng viện lên xe lái xe rời khỏi viện ra thuộc tỉnh ủy tâm tình của kiều trấn lương yên ổn hơn một chút một quan viên đi qua cửa nhà y cung kính chào bí thư kiều kiều trấn lương miễn cưỡng mỉm cười tim y dần dần khôi phục tiết tấu bình thường y ý thức được mình vẫn phải sống thật kiên cường mình phải tiếp tục mang bộ mặt giả dối mà sống kiều trấn lương về tới phật nhìn thấy vợ đã nhặt lại tất cả mảnh vỡ của tượng phật Muốn khôi phục lại hình dạng trước đây của Phật tượng Phật tượng, mượn ánh sáng mờ mờ, Kiều Trấn Lương nhìn thấy ánh lệ trong hai mắt của Mạnh Truyền Mỹ. Kiều Trấn Lương lạnh lùng nói, thứ đã vỡ rồi thì vĩnh viễn không thể quay về hình trạng xưa được, bất kể bà làm như thế nào, đến cuối cùng vẫn lưỡng bại câu thương. Mạnh Truyền Mỹ nuốt lệ mà bà ta gần từng chữ, Kiều Trấn Lương, tôi muốn ly hôn với anh. Kiều Trấn Lương chậm rãi gật đầu nói, tùy tiện, và vĩnh viễn nhớ kỹ một chuyện cho tôi, con trai là của tôi. Con gái cũng là của tôi, nếu bà mang mộng viện đi, tôi sẽ bắt bà phải trả lại tất cả những gì bà nợ tôi trong 20 năm. Tôi sẽ bắt bà trả giá đắt vì chuyện bà đã làm lúc trước. Nước mắt dọc theo khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Truyền Mỹ chậm rãi chảy xuống, từng giọt rơi xuống mặt đất, khiến cho Tàn Hương vừa mới bình ổn lại bốc lên, bà ta nói khẽ tình yêu của tôi đối với con gái không kém gì anh, nếu không phải là vì bằng cử tôi đã sớm rời khỏi cái nhà này rồi, tôi thừa nhận, tôi có lỗi với anh, nhưng 27 năm này tôi đóng vai người vợ, anh không lúc nào là không sỉ nhục dày vò tôi, tôi chịu đủ rồi, cho dù là trừng phạt thì tôi cũng chịu đủ rồi. Mộng viện không về anh, anh căn bản là không thương nó, anh muốn đem cừu hận của tôi gieo lên người nói, anh muốn con gái của tôi tiếp tục chịu loại tra tấn này. Câm mồm, Kiều Trấn Lương giận dữ hết, y giống như một con sư tử gầm lên, chỉ vào chán mạnh truyền mỹ, bà nhớ kỹ cho tôi, mộng viện là con gái của tôi. Không ai có thể mang nó đi khỏi kiều gia. Mạnh truyền Mỹ lẳng lặng nhìn y, anh có quan tâm tới nó không? Anh chỉ quan tâm tới thanh danh của anh, vinh dự của Kiều Gia, những chuyện khác anh có quan tâm không? chương 1224, Lý trí và tình cảm một Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều biết Kiều Gia gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chuyện của Kiều bằng cử chắc sẽ không khiến Kiều Mộng Viện biểu hiện ra vẻ bi thương và tuyệt vọng như vậy. Hai người mơ hồ cảm thấy Kiều Gia nhất định lại có đại sự phát sinh, nhưng không ai hỏi cả, bọn họ được Kiều Mộng Viện tới biệt thự của Lương Thành Long, sở yên nhiên ở vùng với Kiều Mộng Viện, Trương Dương ra ngoài gọi điện thoại cho Thì Duy, Thì Duy lúc này đang ở Kinh Thành, nghe nói chuyện của chị họ, lập tức tỏ vẻ sẽ bay tới ngay. Trương Dương biết tính tình giấy không thể gói được lửa của Thì Duy, dặn đi dặn lại, bảo cô ta đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Tình tự của Kiều Mộng Viện đã ổn định hơn rất nhiều, cô ta nhìn sở yên nhiên, ngượng ngùng cười cười, nói khẽ yên nhiên, thật ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới thăm cô, không ngờ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lại dưới tình huống như vậy. Sở yên nhiên cười nói, tôi cũng muốn đi gặp cô, khi tôi không ở trong nước, cô đã giúp Trương Dương rất nhiều, tôi đang muốn nói cảm ơn cô. Biểu hiện của hai người vô cùng khách khí, Kiều Mộng Viện sau khi tình tự ổn định lại, đi rửa mặt rồi đi tới bên cạnh bên cạnh, tuy rằng mắt cô ta vẫn còn đỏ, nhưng vẻ mặt của cô ta đã khôi phục lại lý trí và chấn định. Trương đại quan nhân cười ha ha từ bên ngoài bước vào, cầm trong tay điểm tâm vừa mua từ bên ngoài về, nói chuyện mệt chưa, ăn chút điểm tâm đi. Sở yên nhiên nói, mua ở đâu vậy? Nghĩ thầm thằng ôn này cũng biết dỗ dành con gái thật, chỗ đồ ăn này 89 phần 10 là không phải mua cho mình. Dương nói, vừa rồi trên đường tới nhìn thấy một cái quán, nghe nói là bọn họ bán hàng rất đắt khách, tôi ngại không muốn quấy rầy các cô cho nên vòng lại mua. Sở yên nhiên đứng dậy nói, em đi pha cà phê, Chị Mộng Viện, chị nói chuyện với Trương Dương đi, lập tức sẽ có cappuccino thơm ngon được đưa tới. Sở Yên Nhiên chỉ mượn cớ tránh đi, cô ta và Kiều Mộng Viện không có giao tình sâu, trước mặt mình, chắc hẳn Trương Dương cũng không tiện nói chuyện với cô ta, cho nên cô ta rất thấu tình đạt lý cho bọn họ một cơ hội ở riêng. Kiều Mộng Viện nói, Yên Nhiên, không cần phiền toái như vậy đâu. Nhưng Sở Yên Nhiên đã đi ra ngoài rồi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Trương Dương và Kiều Mộng Viện không khí trở nên có chút xấu hổ, thật ra bọn họ nếu ở riêng thì sẽ không như vậy, nhưng lần này trong phòng còn có sở yên nhiên, kiều mộng viện đan 10 ngón tay vào nhau, cô ta không biết nên nói gì. Dương nói, tôi vừa mới gọi điện thoại cho Thì Duy, cô ta lập tức mua vé máy bay tới đây, tôi nghĩ tối nay chắc sẽ tới Đông Giang. Kiều mộng viện thở phào nhẹ nhõm nói, gọi nó làm gì? Nó đi đến đâu cũng là thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa trong lòng cô ta hiểu rõ Trương Dương là muốn tốt cho mình, không biết vì sao nhớ tới đoạn thời gian bọn ở Nam Tích, khi hai người bị nghi mắc bệnh viêm phổi cấp R, thời gian hai người gần gũi đó vô cùng yên ổn, cho dù bệnh uy hiếp tới sinh mệnh của cô ta, nhưng có Trương Dương ở bên cạnh làm bạn thì cô ta cũng không hề sợ hãi. Trương Dương nói khẽ, bất kể xảy ra chuyện gì, cô chỉ cần nhớ, tôi luôn ở bên cạnh cô. Nội tâm vốn đã bình phục của Kiều Mộng Viện lại bốn bề sóng dậy, chỉ có Trương Dương mới mang được đến loại cảm giác ấm áp và kiên định này. Nhưng bí mật trong lòng Kiều Mộng Viện không thể nói cho bất kỳ ai, thậm chí bao gồm cả Trương Dương, chuyện này đến rất đột nhiên, rất bất khả tư nghị, cô ta biết rõ ảnh hưởng mà chuyện này có thể mang đến. Trương Dương nói, có phải lo lắng cho chuyện của anh trai không? Kiều Mộng Viện gật đầu, trước mắt cũng chỉ có chuyện với đại ca mới có thể trở thành cái cớ để cho cô ta tình tự kém đi, anh tôi vừa mới gọi điện thoại về, nói là bị người ta hãm hại trước mắt không thể về trong nước, cha tôi. Nhớ tới khuôn mặt hiền lành của Kiều Trấn Lương, Kiều Mộng Viện lại đột nhiên nghẹn lời, cô ta thậm chí không biết về sau nên đối mặt với cha như thế nào. Trương Dương nói, chuyện của bằng cử rõ ràng là bị người ta chơi, căn cứ vào phân tích của tôi, có người không chỉ nhầm vào anh ta, mà là Kiều ra các cô. Kiều Mộng Viện nói, những người làm con như chúng tôi không những không mang tới sự an ủi cho cha mẹ, ngược lại còn mang tới cho họ phiền toái vô cùng vô tận chúng tôi thật sự là bất hiếu. Sở yên nhiên cầm cà phê mới pha xong đi tới, kiều mộng viện nhìn cánh hoa vẽ rất đẹp trong chén, mỉm cười nói yên nhiên, một ly cà phê tinh mỹ như vậy tôi không đành lòng uống đâu. Sở yên nhiên nói, cuối cùng cũng có một người hiểu được thưởng thức cà phê của tôi, khi tôi pha cho người nào đó uống, hắn căn bản chính là châu uống. Khi nói chuyện tràn ngập tình yêu lướt Trương Dương một cái. Trương Dương cười nói, anh thích uống trà, có điều thứ này cũng thơm thật, sở yên nhiên đưa cho hắn một ly trà xanh trương dương uống một ngụm rồi ngồi thưởng thức mùi thơm của lá trà và tình ý của sở yên nhiên đối với mình tràn ngập trong phế phủ vợ như vậy thì còn cầu gì nữa kiều mộng viện nói nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy thật sự là khiến cho người ta hâm mộ những lời này của cô ta tuyệt đối là nói thật lòng sở yên nhiên nói chị mộng viện chuyện của anh chị gấp lắm ư kiều mộng viện gật đầu cô ta nói khẽ tôi vừa rồi một mực đang suy nghĩ chuyện này trước đây tôi cho rằng việc kinh doanh của mình không cần dựa vào người nhà tôi muốn thông qua loại phương thức này để chứng minh mình nhưng hiện tại ngẫm lại tôi đã sai rồi sở yên nhiên nói tôi cũng không phải vậy ư kiều mộng viện cười nói đâu có cô là tiếp nhận sản nghiệp của bà ngoại chuyện hiện tại mà cô làm không hề dựa vào một chút quan hệ nào của cha chú cô có thể vạch rõ quan hệ với quan trường còn tôi cô ta thở dài người trong cuộc mê muội cho tới hiện tại tôi mới thực sự hiểu ra sở yên nhiên cuối cùng cũng hiểu cha vì sao kiên quyết hồi mình đầu tư vào bình hải ông ta đại khái đã thấy trước được nguy cơ phúc họa tương y bất kỳ quan hệ nào cũng đều là một con dao hai lưỡi lợi dụng tốt thì anh có thể như cá gặp nước nhưng nếu anh lợi dụng không đúng thì sẽ tự hại mình kiều mộng viện nói tôi sẽ triệt để rút lui trương dương nói mộng viện cô suy nghĩ kỹ đi cô có thể có được thành tựu hôm nay cũng không dễ dàng gì kiều mộng viện nói thành tựu không phải là của tôi thì duy tối hôm đó đến chỗ của bọn họ, cô ta đang ở kinh thành, đương nhiên nghe nói không ít tin tức, kiều ra lần này thật đã gặp một phiền phức lớn, nhìn thấy bộ dạng tiêu tụy của chị họ, nước mắt thì duy tuôn ào ào, kiều mộng viện lúc này ngược lại đã hoàn toàn bình tĩnh, cô ta an ủi thì duy, không có việc gì đâu, chúng ta về nhà thôi. Thì duy gật đầu, trương dương nói, tôi đưa các cô về. Kiều mộng viện nói, không phiền hai người đâu. Sở yên nhiên cười nói, không sao mà, dẫu sao thì tôi cũng phải về nhà. Nói xong câu đó cô ta lại thấy mình nói như vậy có chút dư thừa, mặt không khỏi đỏ lên. Cũng may là Kiều Mộng Viện và Thì Duy cũng không chú ý tới biến hóa trên mặt của cô ta. Trương đại quan nhân lái xe đưa ba người về viện gia thuộc tỉnh ủy, Kiều Mộng Viện quyết định về nhà là đã phải tốn rất nhiều thời gian để tự thuyết phục mình. Cô ta trước giờ đều là người không muốn trốn tránh hiện thực, tuy đoạn hội thoại trong Phật đường khiến cô ta mất đi khống chế, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì lập tức liền bắt đầu hối hận. Bất kể chân tướng của sự việc là như thế nào thì cô ta cũng đều phải dùng cảm mà đối mặt, Kiều Gia đang phải đối diện với một nguy cơ lớn nhất trong hơn 20 năm qua. Cô ta không thể lựa chọn. Trương Dương đưa Kiều Mộng Viện và Thì Duy tới cửa Kiều Gia, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kiều Mộng Viện, ánh mắt này khiến hắn tin rằng Kiều Mộng Viện tuyệt đối không dễ dàng gục ngã. Trước khi sắp chia tay Kiều Mộng Viện và Sở Yên Nhiên bắt tay nhau, yên nhiên trở về đi đừng lo lắng vì chuyện của tôi sở yên nhiên gật đầu cùng trương dương về tống ra thì duy nhìn bóng dáng của họ chị họ bọn họ có phải sắp kết hôn hay không kiều mộng viện nói chuyện này có liên quan gì tới em thì duy không nói gì nhưng trong lòng lại lấy quách trí giang và trương dương ra so sánh kiều trấn lương một mình ngồi trong phòng khách trong phòng đầy mùi thuốc đầu màu thuốc lá ở dưới chân y sớm đã tắt rồi vẻ mặt của kiều trấn lương xám như cho tàn thì duy vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy sợ đến nỗi lẻ lưỡi kiều trấn lương nghe thấy tiếng bước chân của hai cô nhìn thấy con gái ánh mắt của y rõ ràng sáng lên một chút lộ ra vẻ thương tiếc và quan ái kiều mộng viện nhìn thấy ánh mắt của cha kiệt lực khống chế tình cảm nội tâm cô ta nói khẽ cha con muốn nói chuyện với cha kiều trấn lương gật đầu hai cha con một trước một sau đi vào thư phòng Kiều Mộng Viện đóng cửa thư phòng lại, rồi khóa trái cửa. Kiều Trấn Lương ngồi sau bàn đọc sạch, kéo ngăn kéo ra muốn lấy thuốc lá nhưng lại bị Kiều Mộng Viện vươn tay ngăn cản, mẹ con đâu. Kiều Trấn Lương ra sức mím môi, chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, quyết định ly hôn, mẹ con lựa chọn xuất gia. Kết quả như vậy không hề khiến Kiều Mộng Viện cảm thấy bất ngờ, trong đôi mắt đẹp của cô ta phủ lên một tầng ánh lệ, còn ở ngoài Phật đường nghe thấy cuộc nói chuyện của cha mẹ. Kiều Trấn Lương nhìn con gái, lắc đầu, không liên can tới con. Kiều Mộng Viện lẳng lặng nhìn cha, con thà không nghe thấy những lời đó. Kiều Trấn Lương thâm tình nhìn con gái, Mộng Viện, con hãy nghe cha nói, tất cả đều không thay đổi, bất kể trên đời này xảy ra chuyện gì, đều không thay đổi được quan hệ giữa chúng ta, cha là cha con, con vĩnh viễn là con gái cha, con gái duy nhất. Sự bình tĩnh của Kiều Mộng Viện nằm ngoài ý liệu của Kiều Trấn Lương, cô ta nói khẽ cha, con hôm nay về đây là muốn nói với cha một chuyện, con sẽ làm con gái ngoan của cha, con trong thời gian ngắn nhất sẽ kết thúc tất cả sinh ý trong tay con, con không biết con có thể giúp gia đình được bao nhiêu, nhưng điều duy nhất mà con có thể làm là con sẽ dồn hết tất cả. Anh trai có gọi điện thoại cho con, anh ấy nói là bị người ta hãm hại, ít nhất thì hiện tại anh ấy vẫn an toàn, anh ấy muốn cha và ông nội giữ gìn sức khỏe. Chương 1225, lý trí và tình cảm hai. Kiều Mộng viện tuy rằng luôn miệng gọi cha nhưng Kiều Trấn Lương vẫn cảm thấy điều gì đó khác lạ, đây là một cảm giác xa lạ mà không thể dùng ngôn ngữ để diên tả, Kiều Trấn Lương nhìn con gái, mộng viện đừng bỏ cha. Giọng nói của Kiều mộng viện tuy rằng rất khẽ nhất cực kỳ kiên định, cha, con sẽ không đi đâu cả, Kiều ra gặp khó khăn, con tuyệt đối không sẽ không bỏ đi. Chuyện xảy ra trong gia đình Kiều Trấn Lương người ngoài không biết đến, nhưng trận nguy cơ chính trị mà Kiều ra gặp phải thì tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tống Hoài Minh bởi vì sự kiện này cũng biến thành ít nói hơn nhiều, y đang suy nghĩ, không nghi ngờ gì nữa, ở Bình Hải Kiều Trấn Lương là đối thủ chính trị lớn nhất của y, dọn sạch chướng ngại, y có thể thay thế vị trí của Kiều Trấn Lương, trên ý nghĩa chân chính trở thành trưởng môn nhân của Bình Hải, nhưng Tống Hoài Minh lại cảm thấy chuyện lần này rất kỳ quái. Sau lưng sự kiện nhằm vào Kiều ra có một đôi bàn tay vô hình đang thúc đẩy, phóng mắt khắp trong nước, người chân chính dám đi mạo phạm oai vũ của Kiều Lão không có mấy người. Tống Hoài Minh ngồi trong thư phòng, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt, y nhớ tới cuộc nói chuyện không lâu trước khi tới kinh đô với văn quốc quyền. Câu sau cùng của ông ta là mưa gió có lớn hơn nữa cũng có lúc kết thúc, chỉ cần kiên trì thì sẽ có ngày nhìn thấy cầu vồng. Chẳng lẽ văn quốc quyền khi đó đã đoán được chuyện này sẽ phát sinh? Tống Hoài Minh nhìn điện thoại bàn, nhưng Thủy Trung không cầm lên, chứng thực như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một chính trị gia thành công sẽ nắm chắc tất cả khả năng để lợi dụng, tận dụng thời cơ không bỏ lỡ, Tiến lên từng bước, có thể nắm được đại quyền của Bình Hải, chỉ có như vậy y mới có thể chân chính thi triển được khát vọng trong lòng. Từ sau khi Kiều Bằng Cử gặp chuyện không may, văn quốc quyền không liên lạc với Tống Hoài Minh nào, đối với loại quan viên với cấp bậc như bọn họ, gặp loại cơ hội này, căn bản không cần phải gọi điện thoại nhắc nhau, mỗi người đều biết mình nên làm như thế nào. Tống Hoài Minh lại bắt đầu nhớ tới biểu hiện khác thường của một số người trong thường ủy tỉnh ủy, nếu biểu hiện của tiêu nãi vượng coi như vẫn chung quy chung củ. Biểu hiện của bộ trưởng tổ chức Khổng Nguyên lại khiến cho người ta khó hiểu, mặc dù là Kiều gia đang gặp phiền toái, nhưng Khổng Nguyên cũng vẫn không thể trêu chọc được, huống chi cho dù lật đổ được Kiều trấn lương thì đối với y có chỗ tốt gì. Suốt cuộc là ai đang bố trí bàn cờ này, Tống Hoài Minh đang cố gắng suy nghĩ. Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, Tống Hoài Minh nói khẽ, "Vào đi." Liễu Ngọc Oánh xuất hiện ở ngoài cửa, "Hoài Minh, Trương Dương và Yên Nhiên đều đến rồi, mọi người đang chờ anh ăn cơm." Tống Hoài Minh cười cười, đứng lên đi xuống lầu. Khi cả nhà ăn cơm, sở yên nhiên nhắc tới chuyện của Kiều Gia. Tống Hoài Minh nhẹ nhàng bâng cô nói một câu đừng bàn quốc sự. Sở yên nhiên lại không muốn chuyện này bị cho qua, nhìn cha nói cha, Kiều bằng cử đó con tuy rằng không biết nhưng với xuất thân, kiến thức của hắn chắc sẽ không nông cạn như vậy, biết rõ Hong Kong đối với phạm tội thương nghiệp đã kích nghiêm khắc như vậy, lại không sợ mang tới nguy hiểm cực lớn cho gia tộc, chuyện này không bình thường. Tống Hoài Minh nói, chuyện chính trị khó nói lắm. Sở Yên Nhiên nói cha, cha nói vậy là có ý gì? Chuyện này không phải sự kiện buôn bán mà là một hồi đối tranh chính trị ư? Tống Hoài Minh cười nói, cha có nói vậy ư? Yên Nhiên, cha sở dĩ không muốn con làm ăn trong nước Nguyên nhân cũng chính là sợ bất kỳ chuyện gì mà truy tới gốc cũng đều liên quan tới chính trị, quả thực có rất nhiều con cháu quan lớn trong nước làm ăn rất khá khẩm, nhưng việc này giống như là đi xiếc trên dây vậy, tùy thời đều có thể ngã xuống bất kể anh tự tin cỡ nào, cho rằng mình giỏi cỡ nào, cho dù anh không ngã xuống thì cũng ắt có một bàn tay kéo anh xuống. Trương Dương nói, chú Tống, chuyện Kiều bằng cử liệu có tạo thành ảnh hưởng cho bí thư Kiều không? Hỏi xong những lời này Trương Dương lại thấy không nên hỏi như vậy, mọi người đều biết, Kiều Trấn Lương là trở ngại lớn nhất trên quan trường của Tống Hoài Minh, người hy vọng Kiều Trấn Lương xuống đài nhất có thể là y. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, yên nhiên khó khăn lắm mới trở về một chuyến, cậu mấy ngày này dành thời gian ở cùng nó nhé, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Trương đại quan nhân mặt nóng lên, hắn nghe ra trong lời nói của Tống Hoài Minh đã có thành phần không vui, quả thực trong câu hỏi vừa rồi của hắn có chút đường đột quá mức. Trương Dương thật ra chỉ quan tâm tới Kiều Mộng Việt, nhưng Kiều Gia gặp khó khăn, mặc dù là không có nguyên nhân của Kiều Mộng Việt, hắn cũng sẽ biểu hiện ra sự quan tâm tương đương, dù sao khi hắn mấy lần gặp phiền phức thì Kiều Lão cũng giúp hắn. Sau khi chấm dứt cơm chiều, trương dương rất nhanh liền đứng dậy nói lời từ biệt sở yên nhiên đưa hắn tới ngoài cửa cô ta cầm tay trương dương nói đợi lát nữa em sẽ nói với họ em về bắc nguyên trương dương nói nhanh như vậy à sở yên nhiên cười khẽ rồi thè lưỡi nói lừa bọn họ thôi trương đại quan nhân biết yên nhiên là muốn ra ngoài với mình hắn vui dạo rực gật đầu nói khẽ cô bé không cần phải chờ tới ngày mai đâu tối nay anh sẽ tới đây với em sở yên nhiên gắt đừng làm bậy nơi này là viện gia thuộc tỉnh ủy anh không sợ bị người ta bắt cho hiện hình à trương dương cười nói không sao với thân thủ của anh ai bắt được anh chứ trương đại quan nhân nói được làm được vừa qua một giờ hắn đã lái xe hammer xuất hiện ở viện gia thuộc tỉnh ủy thằng ôn này suốt ngày ra vào nơi này đối với việc canh gác của cảnh vệ vùng này đã sớm nắm rõ chỉ bằng vào khinh công của hắn thì đừng nói là viện gia thuộc tỉnh ủy cho dù là hoàng cung đại nội hắn cũng có thể ra vào tự nhiên Trương đại quan nhân nhiều năm qua đã dưỡng thói quen, phàm là giả dạ tiềm thì phải mặc một thân dạ y. Thằng ôn này vượt qua tường vây, sau khi trốn ở sau một cây đại thụ, xác định không có tình huống dị thường gì thì lúc này mới lặng lẽ đi đến phía sau nhà tống ra. Trương Dương ẩn thân trong bóng cây, thấy trong kiều gia không có nổi một ngọn đèn, chắc cả nhà ngủ rồi. Còn tống ra thì chỉ có lầu ba là còn đèn sáng, sợ yên nhiên bởi vì câu nói đó của hắn mà khẳng định vẫn đang chờ hắn. Trương đại quan nhân trong lòng ấm áp, Trước tiên lặng lẽ bấm di động của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên cầm điện thoại, nghe thấy Trương Dương nói tắt đèn, mở cửa sổ. Không bao lâu sau đèn trong phòng Sở Yên Nhiên tắt, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa sổ rất nhỏ, Sở Yên Nhiên hiển nhiên sợ làm người nhà tỉnh, tuy rằng cô ta và Trương Dương đã đính hôn, nhưng chuyện nửa đêm viếng thăm vẫn là lần đầu, nếu để cho người khác phát giác thì xấu hổ vô cùng. Trương đại quan nhân đã là lão thủ làm loại chuyện này Thằng ôn này thân hình giống như chim bay khỏi mặt đất, một hơi bay vút đến cửa sổ của Sở Yên Nhiên, vừa xoay người đã mang theo một cỗ hàn khí từ bên ngoài nhảy vào trong phòng Sở Yên Nhiên. Ánh đèn sáng chói chiếu vào mặt hắn, chính là Sở Yên Nhiên bật đèn pin, xem rốt cuộc có đúng là hắn hay không, Trương Đại Quan Nhân vội vàng dùng tay che mắt, nói khẽ chiếu cái gì? Em còn sợ có người giả mạo ư? Sở Yên Nhiên mỉm cười, xông đến nhào vào ngực hắn, Trương Đại Quan Nhân ôm lấy thân thể thơm tho ấm áp này, sở yên nhiên vươn tay kéo cái tất chân đang chùm đầu hắn ra, môi nóng rực chủ động đưa tới, trương dương thấp giọng cười nói em gặp một tên dâm tặc hái hoa mà sao không sợ chút nào cả thế. Sở yên nhiên nói, em sợ lắm, em sợ anh không đến. Hai người ôm nhau nằm trên giường, sở yên nhiên mới nếm thử tư vị nam nữ hoan ái, làm sao chịu nổi thủ đoạn khiêu khích của tên lão thủ trương đại quan nhân này, lập tức bị hắn biến thành mềm nhũn, cắn tai trương dương, nói em muốn, Trương đại quan nhân cười nói, muốn cái gì? Sở yên nhiên gắt, anh biết mà. Tay cô ta trượt xuống, tóm lấy bộ phận nóng rực của Trương Dương. Trương đại quan nhân xoay người lại, lần này không cần phải cẩn thận như lần trước nữa. Sở yên nhiên chỉ cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn khiến cô ta sung sướng đến không thở nổi, thân thể mềm mại quấn chặt lấy Trương Dương. Dương bên dưới phát tiếng két, trong đêm vắng, tiếng động này vô cùng chói tai, Trương đại quan nhân có tật giật mình, Cùng Sở Yên Nhiên bốn mắt nhìn nhau, Sở Yên Nhiên đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Một lúc sau, xác định động tính này không làm người khác thức giấc, hai người mới bật cười, có kinh nghiệm như vậy Trương Đại Quan Nhân cũng không dám có hành động lớn gì nữa. Hắn bỗng nhiên nhấc Sở Yên Nhiên lên, Sở Yên Nhiên đang trong ý loạn tình mê cầm tay cánh tay hắn, "Đừng." Trương Đại Quan Nhân cười cười, trải chăn xuống dưới, cái giường đáng chết này, thật sự ảnh hưởng đến hắn phát huy kỹ thuật trương đại quan nhân rụt già rụt rè, căn bản không dám đại triển thần uy. Sở yên nhiên lúc này mới hiểu ý của hắn, đỏ mặt nằm xuống đất, trương dương nhào lên, cô ta cảm thấy thân thể nóng rực của hắn từ từ xâm nhập vào mình, trương dương ghé vào tai cô ta, nói còn đau không? Sở yên nhiên lắc đầu, lập tức cảm thấy động tác của thằng ôn này càng nhanh chóng và kịch liệt, thân thể mềm mại của cô ta bởi vì động tác của hắn mà độ ấm không ngừng tăng lên, sở yên nhiên cảm thấy cả người mình như tan chảy, cô ta ôm chặt lấy Trương Dương, ý đồ muốn hắn dừng động tác, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà phối hợp bảo hắn. Cuối cùng cô ta không thể nào chịu nổi cảm giác man diệu khó có thể tả nổi, há miệng cắn chặt lấy vai Trương Dương, cánh mũi xinh đẹp không ngừng phập phồng, giờ khắc này thân thể của cô ta giống như không còn thuộc về mình. Cô ta thậm chí mất đi năng lực nói chuyện, cổ họng phát ra tiếng hít thở dồn rập, ôm chặt lấy Trương Dương. Cô ta rất muốn phát ra tiếng, nhưng cô ta không dám, đành dùng sức cắn chặt lấy Trương Dương, cắn rất mạnh, xong rất nhanh cô ta ý thức được, sự công kích của người yêu không hề bởi vì lần bùng nổ này mà kết thúc. Ở trong cơ thể mình, hắn rất nhanh khôi phục tinh lực vượng thịnh, bắt đầu tấn công đợt thứ hai. Trương Dương say đắm vuốt ve thân thể của sở yên nhiên, để tay và môi mình chu du khắp mỗi một địa phương trên người cô ta. Sở yên nhiên mệt mỏi vô lực, nhưng dưới sự sự vuốt ve hôn hít của hắn bất giác lại run rẩy. cô ta tóm lấy cái tay đáng ghét của Trương Dương, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, kéo hắn xuống bên cạnh mình, nằm co do trong lòng Trương Dương, nói khẽ em mệt rồi. Trương Dương vuốt ve mái tóc của cô ta, hôm nào anh dạy em một chút công phu, để tăng cường thể chất của em, bằng không em không chịu nổi anh đâu. Sở yên nhiên đổ mặt, dí sát mặt vào ngực hắn, anh cố ý, anh là giáp tâm cố ý. Trương 1226, buồn lo vô cớp một. Trương đại quan nhân tuyệt đối không phải là cố ý, muốn chinh phục một nữ nhân một cách chân chính, phải hai bút cùng vẽ, tình cảm là phần mềm, thân thể là phần cứng, hai phương diện này đều phải đạt tiêu chuẩn mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Trương đại quan nhân trên tình cảm tuy rằng hơi hoa tâm một chút, nhưng đối với mỗi người đều rất chuyên tình, thằng ôn này trong lòng hiểu rõ, dính vào nhiều phấn hồng gia nhân như vậy, không có một điều kiện sức khỏe mạnh mẽ là không được, cũng may hắn chẳng những võ công siêu quần. Còn tu luyện minh hằng du già cổ thuật, lại học được tuyệt học kinh thế đại thừa quyết, điều kiện sức khỏe của Trương Đại Quan Nhân hiện tại tuyệt đối là siêu quần. Trương Đại Quan Nhân dù sao cũng là từ xã hội phong kiến tới, từ xã hội phong kiến một bước tiến vào xã hội chủ nghĩa, những gì còn sót lại của tư tưởng phong kiến trong đầu thật sự là không ít, muốn triệt để thay đổi thì thực sự là quá khó. Trộm hương thiết ngọc cũng là một loại vận động, làm loại chuyện này chẳng những phải phí sức lao động, còn phải không ngại cực khổ, nhất là hiện tại đã tới rét đậm, Trương Đại Quan Nhân vào lúc hai rưỡi sáng lại phải phải rời khỏi căn phòng nhỏ ấm áp của Sở Yên Nhiên. Hai rưỡi sáng, toàn bộ đại viện gia thuộc tỉnh ủy vắng lặng như tờ, Trương Đại Quan Nhân từ cửa sổ rời khỏi phòng của Sở Yên Nhiên, trực tiếp đi trên nóc nhà, hắn bất ngờ phát hiện trên tiểu lâu của Kiều gia vẫn sáng đèn, từ vị trí ánh sáng hắt ra, Trương Dương bước đầu phán đoán đó chắc là phòng của Kiều Mộng Viện. Nhớ tới vẻ mặt cực kỳ bi thương của Kiều Mộng Viện hôm nay khi chạy ra khỏi cửa nhà, Trương Đại Quan nhân không khỏi hiếu kỳ, nhà đầu kia hiện tại chưa ngủ, không biết có phải đang khóc một mình không. Trương Dương bay lên không, hạ xuống một tán cây phía trước, theo cành cây rung rinh, thân thể đột nhiên lại một lần nữa bay lên, giống như một chiếc lá khô hạ xuống tiểu lâu của Kiều gia, từ sau khi tu luyện đại thừa quyết, Trương Dương đối với khống chế thân thể đã dần dần đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Hai chân Trương Dương móc vào mép mái nhà, thân thể hạ xuống, qua cửa sổ nhìn vào xem Kiều Mộng viện lúc này đang làm gì thằng ôn này sở dĩ không lựa chọn phá cửa sổ mà vào một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn biết thì duy hôm nay ở kiều gia không khéo tối nay đang ngủ cùng kiều mộng viện xem cửa kéo chặt trương đại quan nhân tuy rằng không nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong nhưng thính lực siêu cường của hắn vẫn có thể kết luận chỉ có một mình kiều mộng viện ở trong phòng kiều mộng viện theo hắn học tập minh hằng du già thuật tiết tấu hô hấp của cô ta trong bất chi bất giác đã thay đổi trương dương một lần nữa trở lại ngồi trên mái hiên Lấy điện thoại cầm tay ra đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Kiều Mộng viện thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Dương vội vàng dừng động tác, thân thể hắn nằm úp sắp trên nóc nhà, thính lực nhạy bén thu thập động tĩnh bên dưới vào tai. Kiều Mộng viện mở cửa phòng, nhìn thấy cha đang đứng ở ngoài cửa, nhìn khuôn mặt tiêu tụy và thương cảm của cha, cô ta không khỏi thấy lòng chua xót, nói khẽ cha, cha còn chưa ngủ à? Kiều Trấn Lương lắc đầu, vẫn đứng ở ngoài cửa, không ngủ được nhìn thấy đèn sáng trong phòng con, đoán được con cũng vẫn chưa ngủ. Kiều Mộng Viện nói cha, vào ngồi đi. Kiều chấn Lương gật đầu, đi vào. Trương đại quan nhân nghĩ thầm chẳng lẽ bí thư Kiều có khả năng tiên tri, sự cảm được tối nay khả năng sẽ có hái hoa tặc tới ngấp nghé con gái bảo bối của y, cho nên mới nửa đêm đánh bất ngờ, phòng hoạn lúc nó chưa xảy ra. Đối với trương đại quan nhân mà nói, những lời như phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe gì đó chỉ là dám chó, Lòng hiếu kỳ của thằng Ôn này quá mạnh mẽ, luôn cảm thấy hôm nay chuyện của Kiều gia có chút kỳ quái. Kiều Trấn Lương ngồi xuống ghế, nói khẽ mộng viện, con theo mẹ tới tế tự am đi, sáng ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục. Trương đại quan nhân nghe vậy, thiếu chút nữa từ trên nóc nhà ngã xuống, mẹ ơi. Hai vợ chồng lão Kiều không ngờ muốn ly hôn, điều này đối với Bình Hải mà nói giống như tiếng sấm trên bình địa. Nếu thật sự trở thành sự thật thì chỉ sợ trong khoảng thời gian này chuyện của Kiều gia sẽ là tin tức hot nhất bình hải. Kiều Mộng Viện đã biết chuyện không thể vãn hồi, cô ta nói khẽ, đã quyết định rồi ư? Kiều Trấn Lương nói khẽ quyết định rồi, cha sẽ sai người an bài để tất cả được tiến hành bí mật, mẹ con quyết định xuất gia. Kiều Mộng Viện nói, đó là lựa chọn của mẹ ư? Kiều Trấn Lương nói, đúng vậy. Kiều Mộng Viện lệ nóng doanh chồng qua một hồi lâu mới nói, ông nội có biết hay không? Anh trai có biết không? Gia đình cứ vậy ly tán ư? Kiều Trấn Lương nói, cha sẽ tìm được cơ hội thích hợp để giải thích với bọn họ, Mộng Viện, bất kể như thế nào thì con Vĩnh Viễn là con gái của cha. Kiều Mộng Viện chỉ thấp giọng khóc nức nở, không nói gì. Kiều Trấn Lương nói, những lời mà con nghe thấy ngoài Phật đường. Kiều Mộng Viện lắc đầu, cha không phải lo, con Vĩnh Viễn sẽ không nói với bất kỳ ai nội tâm của kiều trấn lương bởi vì những lời này của kiều mộng viện mà cảm thấy đau đớn mộng viện cha nghĩ con hiểu lầm cha rồi kiều mộng viện nói nếu cho con lựa chọn con thả vĩnh viễn không biết chân tướng kiều trấn lương nói chân tướng duy nhất chính là cha là cha của con kiều mộng viện lắc đầu cha không quay lại được đâu kiều trấn lương gật đầu nói quay lại được nếu có người dám xúc phạm tới con cha sẽ khiến hắn trả giá đắt cha sẽ không tiếc tất cả để bảo vệ con gái của cha, gia đình của cha. Nói xong câu đó, nội tâm y buồn bã và mất mát, con gái không phải của mình, gia đình cũng không còn tồn tại nữa. Cha, cha mệt rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm. Kiều Trấn Lương gật đầu, đứng lên chậm rãi bước ra cửa. Trương Đại Quan Nhân ngồi trên nóc nhà của Kiều Gia, đoạn hội thoại giữa hai cha con mà hắn vừa nghe thấy khiến hắn kinh hãi không thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà nghiêm trọng đến mức khiến Kiều Trấn Lương và Mạnh Truyền Mỹ phải ly hôn. Hắn ngây ra trong chốc lát, cuối cùng bỏ ý định thăm khuê phòng của Kiều Mộng Viện, Trương Dương không phải là kẻ ngốc, vào những lúc như thế này, tốt nhất là đừng gây thêm phiền, để Kiều Mộng Viện bình tĩnh một chút vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt nhất. Huống chi, tối nay hai cha con bọn họ nói chuyện có vẻ là lạ. Trương đại quan nhân tuy rằng không hiểu được tất cả nội tình, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không ổn sáng sớm hôm sau khi trương dương tới bộ chỉ huy làm việc liền đem chuyện xảy ra của kiều ra nói cho tần thanh thật ra vụ án của kiều bằng cử đã là bí mật được công khai hiện tại trong toàn bộ thể chế bình hải đều đồn đại rất náo nhiệt cho dù trương dương không nói thì tần thanh cũng biết tần thanh thở dài nói trương dương em thấy chuyện này chúng ta không thể nhúng tay vào trương dương nói vấn đề lần này của kiều bằng cử chắc là bị người ta chơi với tính cách cao ngạo của gã sao có thể đi đút lót người ta hơn nữa gã xuất thân gia đình cán bộ, cực kỳ coi trọng vinh dự của gia đình, trong loại chuyện này sẽ không phạm sai lầm. Tần Thanh nghe ra hắn đang nói đỡ cho Kiều Bằng Cử, dịu dàng cười nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra chuyện của Kiều Bằng Cử chỉ là một cái dây châm lửa mà thôi. Kiều Lão tuy rằng đã về hưu, nhưng ông ta trong chính đàn trong nước vẫn còn sức ảnh hưởng, bất kỳ một chính trị gia thành công nào cũng đều sẽ có rất nhiều đối thủ công khai và không công khai, chuyện của Kiều Bằng Cử có thể là người khác lập bẫy, nhưng thân là cháu trưởng của kiều gia gã không biết tự kiềm chế bị dục vọng tiền tài che mắt gã có ngày hôm nay cũng không đáng đồng tình trương dương nói anh không đồng tình với hắn nhưng tần thanh sao không biết người hắn đồng tình là kiều mộng việt nhưng ngoài miệng cũng không nói ra mỉm cười nói theo em thấy anh là buồn lo vô cớ kiều lão là dạng người gì chứ thao lược của ông ta anh làm sao mà đoán được cho dù là bí thư kiều Y có vị trí hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào sức ảnh hưởng của Kiều lão, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Em thấy chuyện này chỉ mới bắt đầu, tiếng sấm tuy rằng lớn, nhưng trận mưa gió này chưa chắc có thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì tới Kiều gia. Trương đại quan nhân cũng không công nhận cách nói này của Tần Thanh, tuy rằng hắn cũng biết Kiều lão và Kiều Trấn Lương đều là nhân vật lật tay làm mây, úp tay làm mưa, nhưng chuyện lần này trước tiên đã ảnh hưởng tới nội bộ Kiều gia rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến Kiều Trấn Lương và Mạnh Truyền Mỹ chia tay. Đúng là Mạnh Truyền Mỹ một lòng hướng Phật, sớm muộn gì cũng sẽ đi bước này, nhưng hiện tại Kiều Gia đang ở vào tình thế ác liệt nhất, là vợ của Kiều Trấn Lương, bà ta theo lý thì nên lấy đại cục làm trọng, nhưng bà ta lại không làm như vậy. Tần Thanh nhìn thấy bộ dạng đang đăm chiêu suy nghĩ của Trương Dương, không khỏi có chút bất lực, cô ta vỗ mở u bàn tay vỗ vai hắn, nói loại chuyện này rất mẫn cảm, anh không thích hợp nhúng tay vào. Ý của Tần Thanh rất rõ ràng, muốn lợi dụng sự kiện lần này để làm khó dễ Kiều Trấn Lương rất có khả năng bao gồm cả nhạc phụ tống hoài minh của Trương Dương. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, nếu Kiều Trấn Lương có tổn thất gì trong cuộc phong ba này, người được lợi lớn nhất chính là Tống Hoài Minh. Trương Dương là con rể tương lai của tỉnh trưởng, nếu bôn ba vì bí thư tỉnh ủy, chuyện này 10 phần có 8 là sẽ chọc giận Tống Hoài Minh, Tần Thanh không muốn Trương Dương bị kẹp ở giữa. Trương Dương vẻ mặt dối dám nói, chị Thanh, đấu tranh chính trị thật sự phải không từ thủ đoạn ư. Tần Thanh mỉm cười, nếu hai quân tử cạnh tranh với nhau, vậy thì bọn họ làm việc có thể sẽ quang minh lỗi lạc, nhưng người trong thể chế thì sẽ không như vậy, anh ở trong quan trường lâu như vậy rồi, sao lại hỏi vấn đề ấu trĩ như thế này. Trương Dương nói, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng đều có nguyên tắc, loại thủ đoạn bỉ này anh rất không thích. Trương 1227, Buồn lo vô cớ 2 Tần Thanh nói, bởi vì loại chuyện này làm tổn hại tới lợi ích thiết thân của người mà anh tôn kính hoặc là quan tâm, góc độ mà anh đứng sẽ quyết định hướng nghĩ trong lòng anh. Tần Thanh không nghi ngờ gì nữa là rất hiểu Trương Dương. Cuộc nói chuyện với Tần Thanh không hề khiến Trương Đại quan nhân cảm thấy bất lo, hắn cảm thấy rất lo lắng cho tình cảnh của Kiều Mộng Viện. Nhất là lúc sáng, An Ngữ Thần gọi điện thoại tới, Kiều Mộng Viện đã biểu thị với cô ta, muốn nhượng lại tất cả sản nghiệp trong tay, là người hợp tác với An Ngữ Thần từ trước tới nay cô ta đương nhiên muốn thông chi cho an nữ thần đầu tiên. trương đại quan nhân có một loại cảm giác như mưa gió sắp đến, nhưng hắn lại không nhìn thấu được người tạo ra mưa gió rốt cuộc là ai. lúc trưa, trương dương tới hồ thu hà, ở trên một bãi cỏ ở ven hồ nhìn thấy cố doãn chi đang ngồi sửa nắng ở đó, đang dựa theo phương pháp trương dương dạy mà điều tức. trương dương đi tới bên cạnh ông ta rồi ngồi xuống. cố doãn chi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt mê man của thằng ôn này. Mỉm cười nói, "Hôm nay sao rảnh vậy? Không phải đi làm à?" Trương Dương nói, trong lòng lộn xộn, cho nên ra ngoài một chút, không ngờ lại gặp cha ở đây. Cố Doãn Chi nói, "Phương pháp dưỡng khí mà cậu dạy tôi thật sự là không tồi, tôi cảm thấy gần đây tinh thần của mình càng ngày càng tốt." Trương Dương cười nói, "Cha, thật ra sức khỏe của cha rất tốt, cho dù ở trên cương vị lãnh đạo thêm 5 năm cũng không có bất kỳ vấn đề gì." Cố Doãn Chi cười cười lắc đầu, nếu thật sự là vậy thì tôi cả đời này cũng không có thời gian mà nghỉ ngơi đúng rồi tôi nghe nói yên nhiên đã trở lại hôm nào mời nó tới chỗ tôi ăn cơm đi trương dương nói cô ấy cũng muốn bái phỏng cha lâu rồi cha hay là tối nay con gọi cô ấy tới ăn cơm cố doãn chi bật cười thằng nhóc cậu muốn đánh tôi trở tay không kịp à đầu bếp nhà tôi đi giang thành rồi xem ra tôi phải đích thân xuống bếp thôi trương dương nói không sao đâu chúng ta tùy tiện ăn chút gì đó được rồi cố doãn chi nói cậu đến tìm tôi vì chuyện này à trương dương lắc đầu nói chuyện của kiều gia cha có nghe nói không cố doãn chi mỉm cười nói ngày hôm qua hạ bá đạt tới thăm tôi cũng có nhắc tới chuyện này đám người các cậu cũng thật là sao cứ đi lo chuyện đâu đâu vậy đi nào chúng ra chợ mua ít đồ ăn trương dương lái xe chở cố doãn chi tới chợ thủy sản gần đó vốn trương dương cho rằng cố doãn chi không muốn nói đến chuyện này nhưng không ngờ ông ta lại chủ động nhắc tới. Cố Doãn Chi nói, chuyện của Kiều Bằng Cử và chuyện của Minh Kiện khác nhau. Minh Kiện là bản thân không ra gì, còn Kiều Bằng Cử lại là bị người ta lừa. Cố Doãn Chi thở dài nói, nguyên nhân cũng vẫn là những cán bộ quốc gia chúng tôi xem nhẹ ước thúc đối với con cái, đối với bọn chúng quá mức phóng túng, mới tạo thành loại cục diện này. Trương Dương nói, Kiều ra lần này có phải rất phiền toái hay không? Cố Doãn Chi nói, Trương Dương, chuyện này không tới lượt cậu quản, cậu muốn quản cũng không quản được, rất nhiều người ngóng trông mưa gió chính trị ập đến, bởi vì bọn đói khát lâu rồi, như hạ bá đạt vậy, hắn cho rằng trận mưa gió này có lẽ sẽ mang đến chuyển cơ cho sĩ đồ của hắn. Tôi nhắc nhở hắn là kỹ năng bơi của một người nếu không tốt thì đừng thử chơi trò này, trận bão này có lẽ là trước nay chưa có ở bình hải, làm ướt giày không đáng sợ, đáng sợ chính là cả người bị mưa gió cuốn trôi, ngay cả một bọt sóng cũng không nổi lên được. Trương Dương nói, con chỉ là không ủng hộ thủ đoạn như vậy cố doãn chi mỉm cười nói không ai mời cậu đi chơi trò này cả cho nên không cần cậu công nhận bất kỳ trò chơi chính trị nào cũng đều có quy tắc nhưng loại quy tắc này lại là đang không ngừng thay đổi trương dương nếu thật sự thấy buồn chán thì tới nói chuyện phiếm với tôi cậu đừng lo nghĩ bất kỳ chuyện gì cái gọi là đại sự của cậu đối với người nào đó mà nói thì căn bản không tính là gì cao thủ chính trị chân chính sau khi chiến tranh nổi lên thì mỗi một cành cây ngọn cỏ ở trong mắt hắn đều sẽ có giá trị lợi dụng khác nhau Điều mà cậu cần làm chính là rời xa trung tâm cơn bão, đừng để người khác coi là mục tiêu có thể lợi dụng. Những lời này của cố doãn chi khiến Trương Dương như có sở ngộ, cũng chỉ có ở trước mặt Trương Dương cố doãn chi mới có thể nói nhiều như vậy. Kiều Trấn Lương ngồi trong văn phòng, vẻ mặt của y sớm đã khôi phục chấn định, trong ánh mắt y tràn ngập tự sự tự tin, giống như đang nói cho những người khác rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay y, mà trên thực tế Kiều Trấn Lương vừa làm xong thủ tục ly hôn với vợ, thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào vội vàng tới văn phòng của Kiều Trấn Lương, vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Kiều Trấn Lương nói khẽ chuyện gì? Diêm Quốc Đào nói, bí thư Kiều, ông đọc báo đảng hôm nay chưa? Kiều Trấn Lương cầm lấy tờ báo, Diêm Quốc Đào trọng điểm chỉ ra chuyên đề xã luận bên trên bình luận về vấn đề kinh thương của con cái cán bộ lãnh đạo, Kiều Trấn Lương cười trừ, nhưng trong y không được thoải mái như vẻ mặt của y, bài phóng sự này căn bản là khởi xướng hịch văn đối với y, Diêm quốc đào vẻ mặt rụt rè nhìn y, nhìn thấy sắc mặt của Kiều Trấn Lương không có gì khác thường, lúc này mới rẻ dặt nói, bí thư Kiều, gần đây có người có dụng tâm đang truyền bá lời đồn bên ngoài. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, lời đồn gì, nói thử tôi nghe. Diêm quốc đào cười cười, hắn không nói gì, cái này đại biểu cho là rất khó nói, không tiện để Kiều Trấn Lương biết. Kiều Trấn Lương nói, có người muốn nhân cơ hội để chọc ngoái ư. Diêm quốc đào nói, bí thư Kiều, Hội âm nhạc đón năm mới tối nay Kiều Trấn Lương nói kế hoạch không thay đổi Hội chiêu đãi ký giả Kế hoạch không thay đổi Kiều Trấn Lương nói một cách chấn định tự nhiên Xiêm Quốc Đào chuẩn bị rời đi thì Kiều Trấn Lương gọi lại Khổng nguyên gần đây rất tích cực Xiêm Quốc Đào nói Bí thư Kiều tôi vẫn muốn nói chuyện này với ngài Người này có chút vấn đề Kiều Trấn Lương lạnh lùng nói Có vấn đề không sợ Lấy ra thảo luận trong đảng gõ một hồi chuông cảnh báo cho các đồng chí khác, đừng coi sự khoan dung của đảng ta trở thành một loại dung túng. Nội tâm Diêm Quốc Đào chấn động, Kiều Trấn Lương cuối cùng cũng ra chiêu rồi, trong tay bí thư Kiều rốt cuộc có bao nhiêu chiêu bài, ngay cả Diêm Quốc Đào cũng không rõ lắm, nhưng hắn biết một chuyện, Khổng Nguyên tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiều Trấn Lương. Khi tan tầm Khổng Nguyên đang chuẩn bị đi thì bí thư lưu chiêu của Ủy ban kỷ luật tới văn phòng y, Khổng Nguyên cười nói, lão lưu à, vô sự không lên tam bảo điện, Thiết diện bao công anh lúc này tới tìm tôi làm gì?" Lưu Chiêu cười nói, "Không có chuyện gì lớn, vừa hay tiện đường đi qua, cho nên vào thăm anh thôi." Khổng Nguyên nói, "Đi, buổi tối tôi mời anh ăn cơm." Hai ngày nay Khổng Nguyên tình tự rất không tồi. Lưu Chiêu lại ngồi xuống sa lông, có ý mà như vô ý nói, "Lương Tư từ nước ngoài gửi về một tài liệu tố cáo." Nội tâm Khổng Nguyên giật thót, có điều tu luyện chính trị nhiều năm cũng không phải vô ích ngoài mặt thì không có bất kỳ điều gì dị thường, cô ý nhíu mày nói, nữ nhân này không phải đã bỏ trốn rồi ư. Lưu Chiêu nói, có thể là cô ta thấy đi như vậy có chút không cam lòng, cho nên gửi về một bản tài liệu tố cáo. Khổng Nguyên nói, ồ, không ngờ cô ta ủng hộ công tác của Ủy ban kỷ luật các anh như vậy. Lưu Chiêu nói, bản tài liệu tố cáo này có một số chỗ đề cập đến anh. Nội tâm Khổng Nguyên đã loạn rồi, nhưng vẻ mặt không hề có dấu hiệu hoảng loạn, nói, nhắc tới tôi ư. Tôi cũng muốn xem cô ta muốn nói tôi cái gì. Lưu Chiêu nói, không ít đâu, có chữ, có ảnh, có cả phim nữa. Khổng Nguyên giật thoát, thật ư, anh càng nói tôi càng hồ đồ. Lưu Chiêu chậm rãi mấy bức ảnh rồi đặt trên bàn trà, ảnh bởi vì là chụp trộm cho nên cũng không rõ lắm. Khổng Nguyên cầm lấy ảnh, bên trên là ảnh y và lương tư, nữ nhân này quả nhiên giả dối, không ngờ khi hoàn hảo với mình đã ghi lại những chứng cứ này. Khổng Nguyên càng nghĩ càng hận, Y lạnh lùng ném ảnh lên bàn, có chút giống tôi thật, lão Lưu à, tôi thấy anh hay là đưa tới bộ công an đi, không tra ra là ai ở sau lưng bôi nhọ danh dự của tôi thì tôi tuyệt đối không bỏ qua. Lưu Chiêu nhắc nhở Khổng Nguyên, bộ môn thượng cấp của tôi là Trung kỷ ủy. Y chậm rãi thu lại ảnh, trước khi đi bỏ lại một câu, đàn bà mà điên lên thì chuyện gì cũng làm được. Khổng Nguyên cười lạnh một tiếng, trước khi Lưu Chiêu ra khỏi cửa đã quay lưng lại. Hành vi này của Khổng Nguyên đã biểu lộ đầy đủ sự miệt thị đối với Lưu Chiêu, Khổng Nguyên biết người ra tay với mình là ai, y trên cuộc họp thường ủy đã chọc giận ai đó và hiện tại hắn đã quyết định ra tay với mình. Lưu Chiêu không hề biết rằng, những bức ảnh này đối với Khổng Nguyên mà nói thì không xa lạ gì, Khổng Nguyên trước đó cũng đã xem qua rồi, hơn nữa so với chỗ này thì còn nhiều hơn nhiều, xấu nhất thì sao chứ? Khổng Nguyên tin chắc rằng mình chỉ là trên tác phong có vấn đề. Lần này trong đấu tranh chính trị y đã bị người khác định nghĩa là tử sĩ, cái gọi là tử sĩ nhất định sẽ phải hy sinh. Nhưng sự hy sinh của y không thảm thiết như vậy, y hy sinh sẽ có hồi báo, Khổng Nguyên là người khôn khéo, y sau khi cân nhắc tất cả lợi hại mới đưa ra lựa chọn. Lưu Chiêu tuy rằng lấy ra những bức ảnh này, đồng dạng chứng minh Lưu Chiêu thiếu chứng cứ có lực sát thương nhất, muốn xuống tay với mình thì hắn vẫn chưa đủ tư cách. Nhưng mà hành vi của Lưu Chiêu lại chọc giận Khổng Nguyên, một trận chiến này y không thể tránh né nếu lựa chọn chiến đấu không có dư địa quay lại, y tuy rằng chỉ là một vật hy sinh nhưng Kiều Trấn Lương cũng sẽ không phải là kẻ giành được thắng lợi cuối cùng. Chương 1228, đạn lên nòng một. Trương Dương dẫn Sở Yên Nhiên tới buổi diễn xuất liên hợp của các ban nhạc Thượng Hải và ban nhạc của tỉnh, nhìn thấy Thường Hải Tâm và Tần Thanh tới, Tần Thanh nhiệt tình tiếp đón Sở Yên Nhiên, ba người trong chốc lát đã chuyện trò vui vẻ. Trương Đại Quan Nhân nhìn xung quanh, phát hiện Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung cũng tới, Chu Sơn Hổ dẫn khuyên nữ Lưu Hy Đình của Lưu Bảo Toàn cũng tới, xem ra tình cảm của hai người không tồi, người thực sự tới đây để thưởng thức hòa âm không có mấy, Trương Đại Quan Nhân dù sao thì nghe cũng chẳng hiểu. Hắn đứng đó nhìn nhìn chung quanh, nghe thấy một người đang đứng cách đó không xa gọi hắn, chính là Kỳ Sơn của Tứ Hải Thủy Sản. Trương Dương cười cười đi tới, bắt tay với Kỳ Sơn trong đường hầm, Trương Dương lập tức đoán được Kỳ Sơn sở dĩ tới đây là có liên quan tới tình nhân cũ lâm tuyết quyên của y, Trương Dương nói chúng ta qua bên kia ngồi đi, đa số đồng sự cùng đơn vị đều không tới, rất rảnh. Kỳ Sơn gật đầu, đi theo hắn sang một bên ngồi xuống. Trương Dương giới thiệu cho sở yên nhiên với Kỳ Sơn, Kỳ Sơn nghe nói là vợ chưa cưới của Trương Dương, không khỏi cười nói, chủ nhiệm Trương và sở tiểu thư quả nhiên là thần tiên quyến lữ, khiến cho người ta hâm mộ. Sở yên nhiên cười nói, Trương Dương, vị bằng hữu này của anh miệng ngọt quá, Trương Dương nghĩ thầm Kỳ Sơn không tính là bằng hữu của anh. Kỳ Sơn nói, tôi là nói thật, không khoa trương chút nào cả. Sở Yên Nhiên cười cười, nói vài câu, tiếp theo đi tới ngồi giữa Tần Thanh và Thường Hải Tâm, ba người họ tán gẫu về âm nhạc giao hưởng, Trương Đại Quan Nhân đối với môn này thì không biết gì cả. Kỳ Sơn mặc dù ở trên âm nhạc cũng có tạo nghệ không tồi, nhưng y không thích hợp nhiều lời, nơi này là sân nhà của Trương Dương, thân là khách, luôn không tiện đoạt sự nổi bật của Trương Dương. Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm trương, mấy ngày nay có rảnh thì dẫn sở tiểu thư tới tuệ nguyên ăn cơm đi. Tôi sẽ an bài. Trương Dương lắc đầu nói thôi, cuối năm rồi, việc thật sự quá nhiều, yên nhiên cũng sắp phải về rồi, để lần khác đi. Kỳ Sơn biết người ta đây là đang uyển chuyển từ chối, y cũng không tiếp tục miễn cưỡng, nghe nói tối nay bí thư tỉnh ủy Kiều cũng sẽ tới. Trương Dương nghĩ thầm Kiều Trấn Lương dưới trạng thái trước mắt không ngờ vẫn còn có tâm tình xuất hiện ở nơi công cộng, xem ra năng lực điều chỉnh tâm lý của vị bí thư tỉnh ủy này không phải bình thường. Hắn thản nhiên cười nói, bí thư Kiều rất thích âm nhạc, ông ta đánh đàn viêu lông không tồi đâu. Kỳ Sơn cười cười, nói khẽ tôi nghe nói gần đây Kiều bằng cử gặp phiền toái à. Trương Dương nhìn Kỳ Sơn một cái, tin tức linh thông đấy. Hắn lập tức nghĩ đến cậu của Kỳ Sơn là thị trưởng thành phố Đông Giang Phương Chi Đạt, Kiều ra gặp phiền toái, toàn bộ quan viên cao cấp của tỉnh Bình Hải đều sẽ chú ý, Kỳ Sơn cười nói, thật ra chuyện này không có liên quan gì với tôi, tôi và Kiều Bằng Cử không có giao tình gì. Trương Dương thờ ơ nói, anh nghe những nói gì? Kỳ Sơn nói, chỉ nghe nói chuyện lần này có liên quan tới thay đổi cao tầng. Trương Dương bật cười, loại người ngoài cuộc như Kỳ Sơn cũng biết chuyện thay đổi cao tầng, 89 phần 10 hắn nghe lời đồn từ đầu đường cuối ngõ. Kỳ Sơn nhìn ra sự khinh thường trong nụ cười của Trương Dương, im mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương, có câu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường tôi tuy rằng không phải người trong quan trường nhưng chính bởi vì tôi đứng ngoài nên nhìn rất rõ trương dương có chút hứng thú nói vậy anh nói cho tôi nghe một chút đi kỳ sơn nhìn nhìn chung quanh căn bản không có anh chú ý tới bọn họ nói chuyện kỳ sơn nói khẽ phu nhân của bí thư kiều đã quy y xuất gia cậu biết không trương đại quan nhân thật sự là giật mình kỳ sơn quả nhiên không đơn giản chuyện bí mật như vậy gã sao biết được. Trương Dương giả bộ không tin, lắc đầu nói, nghe từ đâu vậy? Kiều phu nhân tin Phật thì biết, nói bà ta xuất ra, ha ha sao có khả năng? Kỳ Sơn nói, xem ra cậu thật sự không biết rồi, ở Bình Hải, có một gia đình, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị chú ý. Theo như lời y thì tất nhiên là Kiều ra rồi. Trương Dương nói, hiện tại xem ra người làm quan chưa chắc đã tự tại như người làm dân. Kỳ Sơn nói, thế giới là một thế giới, nhưng thế giới trong mắt mỗi người đều khác nhau. Trương Đại Quan Nhân nói, triết lý quá. Kỳ Sơn nói, tôi tin Phật. Trương Dương cười nói, vậy thì phải tin vào báo ứng luân hồi rồi. Nội tâm Kỳ Sơn chấn động, y không nói gì, lúc này vừa hay diễn xuất bắt đầu. Biểu diễn ca nhạc và liên hoan bình thường khác nhau, cái trước chú trọng lặng yên thưởng thức, cái sau là không khí đoàn viên vô cùng náo nhiệt nhưng từ khi trong nước bắt đầu rộ lên âm nhạc giao hưởng rất nhiều người thích âm nhạc cao nhã xuất hiện trương đại quan nhân không thấy thú vị mặc dù hắn cũng thừa nhận tiếng nhạc rất mỹ diệu nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng nhạc giao hưởng vẫn không gãi ngứa được cho hắn đây chủ yếu là hắn thiếu hiểu biết về nhạc nước ngoài trương đại quan nhân không thích loại cảm giác này hắn lặng lẽ quan sát sở yên nhiên phát hiện sở yên nhiên tần thanh và thường hải tâm đều đang thưởng thức nhập thần thằng ôn này không khỏi cảm thấy về sau phải dành thời gian tìm hiểu thêm về môn này. Kỳ Sơn nhìn ra tâm thần không yên Trương Dương tâm thần không yên, y nói khẽ thật ra tôi khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc với nhạc giao hưởng cũng nghe không vào, nhưng về sau càng nghe càng có vị đạo, đến bây giờ thành nghiện rồi. Trương Đại Quan Nhân nhếch miệng cười, anh nghe giao hưởng cũng phân biệt người thôi. Hiện trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay, lại là Lâm Tuyết Quyên lên đài bắt đầu độc tấu đàn violon, tối nay Lâm Tuyết Quyên mặc váy dài màu đen, bả vai trắng nõn lộ ra ngoài, dưới ánh đèn chói mắt, Kỳ Sơn từ sau khi cô ta lên sân khấu đã không nói chuyện với Trương Dương, lặng lặng lắng nghe Lâm Tuyết Quyên biểu diễn. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy không thú vị, mông dịch dịch tới bên cạnh Thường Hải Tâm, nói với ba vị hồng phấn chi kỷ ăn gì không. Tần Thanh nhìn hắn một cái, ánh mắt nhanh chóng lại chiếu lên sân khấu, sở yên nhiên nói, im lặng đi, đừng làm ảnh hưởng bọn em thưởng thức âm nhạc thường hải tâm không khỏi mỉm cười trương đại quan nhân bực lắm xem ra nhạc giao hưởng hắn phải học rồi nếu không sau này có tranh lệch lớn thằng ôn này nhân lúc không ai chú ý thò tay ra vuốt mông thường hải tâm một cái thường hải tâm vẫn không nhúc nhích ngồi thẳng tắp trong lòng lại mắng thầm hắn lớn mật trương đại quan nhân nhìn thấy không ai để ý tới hắn chỉ có thể ngồi lại bên cạnh kỳ sơn lúc này lái xe của kỳ sơn đi tới hắn mua không ít đồ ăn vặt và đồ uống khi đưa cho trương dương bình Trương đại quan nhân chừa tay không tóm chúng, lái xe tay mắt lanh lẹ trước khi bình nước rơi xuống đã bắt kịp. Trương đại quan nhân mỉm cười nhìn hắn, thân thủ không tồi. Thằng Ôn này căn bản chính là cố ý, hắn tự ánh mắt và động tác của lái xe đã nhìn ra lái xe của Kỳ Sơn tuyệt đối là cao thủ. Kỳ Sơn lạnh tanh cầm lấy bình nước, bảo lái xe đưa đồ ăn vặt cho bọn Tần Thanh. Lúc này Lâm Tuyết quyên kết thúc độc tấu đàn violon, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, Trương đại quan nhân ra sức vỗ. Kỳ Sơn cười nói, có cơ hội tôi sẽ dẫn anh đi nghe lương trúc của cô ấy. Trương Dương nói, nhị tuyển ánh nguyệt cô ta biết chơi không? Kỳ Sơn nói, đó là nhị hồ. Trương Đại Quan Nhân chêm vào một câu, âm nhạc vô biên giới. Mà này, chuyện vừa rồi anh nghe ai nói vậy? Kỳ Sơn nói, lời đồn thôi, nhưng không có lửa sao có khói. Kiều Trấn Lương và mấy vị thường ủy tỉnh ủy vào nửa sau hội âm nhạc mới tới, trước chuyện đã an bài chỗ, mà ở đây ánh đèn lại tối, người xem không có ai để ý tới họ đến lúc nào. Sau khi hội âm nhạc năm mới kết thúc, Kiều Trấn Lương suốt lĩnh nhân viên hộ tống đi lên sân khấu, thân thiết bắt tay với đám nghệ sĩ tham gia biểu diễn tối hôm đó. Biểu hiện của Kiều Trấn Lương vẫn như trước, ngoài mặt thì xem ra tâm tình của y không bị ảnh hưởng gì cả. Người chủ trì cầm microphone, mời bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương lên phát biểu. Kiều Trấn Lương tiếp lấy microphone, cười nói, hôm nay mục đích tôi tới đây là thưởng thức hội âm nhạc, nhưng người chủ chỉ cố tình muốn tôi ở đây báo cáo công tác chính phủ, thật ngại quá, tôi quá cao hứng, nói sai rồi, báo cáo công tác chính phủ nên là đồng chí Hoài Minh làm. Tôi nếu thật sự làm như vậy, chính là vượt quyền. Hiện trường vang lên một tràng cười, đa số người ở đây là nhân viên cơ quan chính phủ, rất nhiều người từ trong những lời này của Kiều Trấn Lương nhìn ngẫm được vị đạo không tầm thường, Kiều Trấn Lương thân là bí thư tỉnh ủy một câu nói ra đều trải qua thâm tư thuộc lự, hắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Mọi người đều thấy, Kiều Trấn Lương trước mắt đang gặp phải phiền toái lớn nhất từ trước tới nay, mà người gây phiền toái cho y rốt cuộc là ai, hiện tại đủ loại lời đồn, chưa kết luận được. Kiều Trấn Lương nói, Trung Quốc của chúng ta là lễ nghi chi bang, văn hóa thiên cổ truyền thừa bất kỳ quốc gia nào cũng không so sánh được, trong trường hợp này phải nói gì, hôm nay là hội âm nhạc năm mới, tôi nếu nói điều lệ đảng cương lĩnh đảng, tôi tin các anh vẫn có thể sẽ vỗ tay nhiệt liệt, có điều trong đáy lòng khẳng định sẽ thẩm oán bí thư tỉnh ủy tôi câu nệ cũ kỹ. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, hôm nay ngôi sao chân chính không phải là những người làm lãnh đạo chúng tôi, mà là các diễn viên diễn xuất, là bọn họ đã kính dâng một hồi diễn xuất phấn khích cho mọi người, náo chúng ta dùng tiếng vỗ tay để cảm tạ bọn họ. Mọi người theo Kiều Trấn Lương cùng vỗ tay, Kiều Trấn Lương lại nói, sắp nghênh đón năm 1997 rồi, dưới sự chỉ huy anh minh của lãnh đạo, dưới sự cố gắng chung của nhân dân toàn tỉnh, chúng ta thực hiện một mục tiêu, hoàn thành viên mãn mục tiêu năm 1996 của Bình Hải, sắp đến năm 97 rồi, Bình Hải chúng ta sẽ sang một trang mới càng thêm huy hoàng sáng lạn, năm tới chắc chắn sẽ là một năm bay cao của Bình Hải, năm tới tôi tin rằng vẫn sẽ cố gắng là một người chèo lái tốt con thuyền Bình Hải này, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Cúc cung tận tụy. Chương 1229, đạn lên nòng 2 bài phát biểu của Kiều Trấn Lương vẫn giành được tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng tất cả mọi người nghe ra những lời này của Kiều Trấn Lương giống như là Thanh Minh nghiêm chỉnh bác bỏ tất cả lời đồn về y cuộc hội âm nhạc đón năm mới này được truyền hình trực tiếp toàn tỉnh bài diễn thuyết ngỗ hứng này của Kiều Trấn Lương rất nhiều người đều nhìn thấy thật ra cho dù anh không chú ý tới hội âm nhạc này thì trên TV radio báo chí cũng sẽ cường điệu đưa tin chuyện này Tống Hoài Minh nghe thấy bài phát biểu này trên TV buổi tối y từ trong đó phát giác được ý vị không tầm thường, những lời này của Kiều Trấn Lương tuy rằng rõ ràng là nhắm vào mình, nhưng chỉ cần là người hữu tâm đều có thể nghe ra hướng mà đầu mâu của y chĩa vào, đây không phải là một điểm báo tốt, Tống Hoài Minh trong lòng hiểu rõ, dưới tình trạng trước mắt, Kiều Trấn Lương khẳng định sẽ áp dụng tất cả thủ đoạn tất yếu để xoay chuyển cục diện bất lợi đối với hắn, là một chính trị gia thành thục, phương pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Cái gọi là chiến đấu đầu tiên sẽ là chọn rõ mục tiêu, dáng cho đối thủ của mình một kích thật mạnh, rất bất hạnh Kiều Trấn Lương không ngờ lựa chọn mình. Tuy rằng hội âm nhạc đón năm mới hôm ấy có an bài khâu phóng viên đặt câu hỏi, nhưng những phóng viên của đài truyền hình tỉnh rõ ràng không dám đề cập đến vấn đề mẫn cảm phát sinh quay chung quanh Kiều ra. Kiều Trấn Lương đối với tất cả sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khi trả lời câu hỏi, biểu hiện ra vẻ tư tin. Y biết, biểu hiện của mình tối nay tất nhiên sẽ bị rất nhiều người định nghĩa là thiêu hoa, Kiều Trấn Lương cũng không ngại, thật ra trên quan trường có người nào là không theo hoa. Theo hoa đối với kẻ thù chính chỉ có thể đạt được hai mục đích, một là để mê hoặc, hai là để chấn nhiếp, y muốn thông qua lần theo hoa công khai này nói với mọi người, Bình Hải trong tương lai vẫn do y định đoạt. Trở lại bên trong xe hồng kỳ của mình, cả người Kiều Trấn Lương đột nhiên thả lỏng, quả thực mà nói thì không phải là thả lỏng, mà là một loại cảm giác mệt mỏi, bất kỳ biến hóa rất nhỏ nào cũng Kiều Trấn Lương cũng không thể qua được mắt Diêm Quốc Đào, Tuy rằng bên trong xe rất tối, Diêm Quốc Đào từ trong tiếng hô hấp cũng cảm nhận được vị đạo khẩn trương và ngưng trọng. Ô tô bình tĩnh lái về phía viện gia thuộc tỉnh ủy, khi sắp đến đường Ninh Tĩnh, Kiều Trấn Lương lại nói tới bờ sông dạo một chút. Diêm Quốc Đào có chút kinh ngạc, hiện tại là lúc lạnh nhất trong năm của Đông Giang, Kiều Trấn Lương lựa chọn lúc này tới bờ sông, y không đề xuất bất kỳ câu hỏi nào, tuy cảm thấy hành động của Kiều Trấn Lương rất không bình thường, bất kể trước đây hay là hiện tại, y đều là tùy tùng trung thành nhất của Kiều Trấn Lương, đối với quyết định của bí thư Kiều, y vĩnh viễn tôn trọng. Xe hồng kỳ lái tới công viên ven sông, buổi đêm mùa thu, cả công viên ven sông đều trống không, không tìm thấy bất kỳ cái bóng nào của du khách, Kiều Trấn Lương mở cửa xe đi xuống, y nói khẽ quốc đào. Những lời này có nghĩa là trừ Diêm Quốc Đào ra, những người khác đều không cần đi cùng. Hai người một trước một sau tới bờ sông, gió sông ban đêm mùa đông rất lớn. Kiều Trấn Lương cảm thấy một loại rét lạnh thấu tới tận xương tủy, nhưng cảm giác là như vậy lại khiến y tỉnh táo lại. Kiều Trấn Lương rất trẻ con cúi người xuống, nắm lấy một viên sỏi, dùng hết sức ném ra, viên sỏi rơi vào lòng sông đen xì, si, không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào, cũng không nghe thấy tiếng rơi xuống nước. Kiều Trấn Lương nói, nếu một người muốn dùng đá ném nước nước sông chảy xiết này thì đúng là ngu xuẩn. Diêm Quốc Đào nói, sau lưng khổng nguyên nhất định có người. Kiều Trấn Lương cười cười đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh nói to nguyên nhân là hắn cho rằng tôi không trị được hắn siêm quốc đào dướn về phía trước gần hơn một chút kiều trấn lương nói thời gian tôi tới bình hải nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn lắm muốn thống trị tốt bình hải đầu tiên phải quản lý tốt đám quan viên dưới trướng tôi tôi không dám nói đối với mỗi người đều hiểu rõ trăm phần trăm nhưng tôi tin rất nhiều người ngay cả bản thân cũng không hiểu mình rõ như tôi siêm quốc đào im lặng không nói gì hắn tin mình thuộc phạm trù mà kiều trấn lương nói Kiều Trấn Lương nói, khổng nguyên này có chút năng lực, trong công tác cũng coi như tận chức tận trách, nhưng tật xấu của hắn là gì, tôi hiểu rõ, khẳng định có không ít người rõ vì sao tôi dung thứ cho một người trên tác phong sinh hoạt tồn tại vấn đề công tác ở bên cạnh. Diêm Quốc Đào vẫn không nói gì, nhưng hắn cũng hiểu được, Kiều Trấn Lương sở dĩ dung thứ khuyết điểm của khổng nguyên, là vì y nắm được nhược điểm của khổng nguyên, nếu khổng nguyên không theo ý của y mà làm việc thì y tùy thời đều có thể đá khổng nguyên đi, Kiều Trấn Lương luôn luôn đề sướng phải bao dung khuyết điểm của đồng chí. Trên thực tế chỉ có nắm được khuyết điểm của cấp dưới thì mới có thể khống chế tốt được. Nếu thủ hạ của một mình tất cả đều là tinh anh, tất cả là hoàn mỹ tài tướng không có tỷ vết nào. Như vậy y chưa chắc có thể khống chế được đội này. Kiều Trấn Lương nói, Khổng Nguyên không sợ là vì hắn đã biết trước được kết cục của mình, hắn hiện tại là một quân cờ bị người ta lợi dụng. Diêm Quốc Đào nói khẽ, Bí Thư Kiều, ngài đang hoài nghi tống kiều trấn lương bật cười ha ha quốc đào à anh cho rằng như vậy ư diêm quốc đào lắc đầu nói khẽ tôi cảm thấy là người sau lưng hắn kiều trấn lương nói bất kể là ai thì trận này cũng phải đánh tiếp đạn đã lên nòng chúng ta không thể lãng phí y bỗng nhiên xoay người lại hai mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng vào diêm quốc đào nói đánh tiểu quỷ trước rồi đánh diêm vương khổng nguyên đang chủ tính bước tiếp theo mình nên đi như thế nào thì biết được tin tức cháu ngoại khang thành bởi vì trộm điện trốn thuế mà bị cơ quan công an bắt, tin tức là thính trưởng thính công an cao trọng hòa tự mình tiết lộ cho y. Nếu nói chỗ ảnh chụp trộm còn nằm trong dự kiến của Khổng Nguyên thì tin tức này đã nằm ngoài ý liệu của Khổng Nguyên. Y vốn cho rằng chuyện của Tuệ Nguyên đã hoàn toàn được bình ổn, tất cả mọi chuyện đều là lương tư một mình xử lý. Sau khi cô ta trốn đi, tất cả tội danh đều tính lên đầu cô ta. Mặc dù là trộm điện trốn thuế cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức kinh động đến thính công an tỉnh, Khổng Nguyên hiểu rõ Kiều Trấn Lương đang dùng phương pháp đồng dạng để đối phó mình gầy ông đập lưng ông, mỗi chính trị gia đều hiểu được đạo lý hoạt học hoạt dụng, trước khi tham gia hội âm nhạc năm mới đã xác định phải làm mấy chuyện, những chuyện này phải làm từng chuyện một, sự hiểu biết của y về Khổng Nguyên đã vượt xa sự tưởng tượng của Khổng Nguyên. Sáng sớm hôm sau, sau khi cơ quan tỉnh ủy vào làm, Khổng Nguyên tới văn phòng của Kiều Trấn Lương, những bức ảnh mà Lưu Chiêu đưa ra không uy hiếp tới y, nhưng chuyện của Khang Thành y lại không thể mặc kệ. Kiều Trấn Lương nghe nói Khổng Nguyên tới gặp mình, chỉ nói một câu để hắn chờ ở bên ngoài. Vì những lời này, Khổng Nguyên phải đợi cả nửa tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Mục đích Kiều Trấn Lương làm nhục Khổng Nguyên cũng không phải là muốn chút giận trong lòng, chờ đợi sẽ khiến sự bình tĩnh của một người sụp đổ, đợi lát nữa một người biến thành bàng hoàng, đợi lát nữa một người vứt bỏ suy nghĩ nguyên bản của mình, chờ đợi đối với Khổng Nguyên lúc này mà nói là một loại dày vò. Nhưng Khổng Nguyên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ít nhất ngoài mặt y vẫn biểu hiện ra vẻ khí định thần nhàn, tuy rằng y biết Kiều Trấn Lương đã nắm được thóp của mình, Khổng Nguyên đã có thể vứt bỏ tiền đồ chính trị của mình, nhưng y không thể trơ mắt nhìn Khang Thành rơi vào cảnh tù tội. Nhìn thấy Khổng Nguyên tiến vào, Kiều Trấn Lương rất bình thản nói một câu, "Ngồi đi." Khổng Nguyên cười cười, y vốn định ngồi nhưng phát hiện trong văn phòng trừ vị trí mà Kiều Trấn Lương ngồi ra thì không còn ghế nào khác mà ngồi, trên sa lông không biết là cố ý hay là vô ý ném một lá cờ đảng. Khổng Nguyên cho dù gan lớn hơn nữa cũng không dám đè cờ đảng dưới mông. Cho nên Khổng Nguyên chỉ có thể đứng, mặc dù là như vậy trên mặt y vẫn rất bình tĩnh. Kiều Trấn Lương nói, chuyện của anh tôi có nghe nói. Lão Khổng à, vãn tiết bất bảo rồi. Kiều Trấn Lương chưa gì đã trắng trợn tát vào mặt Khổng Nguyên, đối với Khổng Nguyên mà nói, y chính là thượng vị giả, thượng vị giả đánh anh là nể mặt anh rồi, đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện nể mặt. Khổng Nguyên nói, tôi hôm nay đến chính là đặc biệt kiểm điểm với Bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương cười nói, thật ra anh không nên tìm tôi. Khổng Nguyên nói, ngài là lãnh đạo của tôi, cho dù tôi muốn khai vấn đề lớn thì trước tiên cũng phải nói rõ với ngài, trên tổ chức không thể có nửa điểm qua loa. Kiều Trấn Lương mất kiên nhẫn nghe y nói vòng vo, a tìm tôi là vì chính anh hay là vì Khang Thành. Những lời này chẳng khác nào nói rõ cho Khổng Nguyên biết chuyện của Khang Thành là y làm. Khổng Nguyên nói, Khang Thành là cháu ngoại của tôi, tôi thừa nhận tôi trong việc buôn bán kinh doanh của nó đã giúp nó một cách nhất định, nhưng việc quản lý cụ thể của khách sạn Tuệ Nguyên vẫn là lương tư phụ trách, không liên quan tới nó. Kiều Trấn Lương giơ tay lên ý bảo Khổng Nguyên đừng nói tiếp, im mỉm cười nói, Khang Thành hình như không phải là cháu ngoại của anh. Khổng Nguyên hơi ngẩn ra, tim đập thình thịch không ngừng, chuyện bí mật như vậy chẳng lẽ Kiều Trấn Lương cũng biết. Kiều Trấn Lương nói, hắn là con trai của cô em vợ anh, việc gì anh phải quan tâm hắn như vậy? Trong lời nói của y tràn ngập vị đạo trào phúng. Khổng Nguyên nói, Bí Thư Kiều, đứa nhỏ này tôi nhìn nó lớn lên, nó giống như con tai tôi vậy. Kiều Trấn Lương Ý vị thâm trường nói, một đứa nhỏ không phải anh sinh ra, đã nuôi nó còn phải chịu trách nhiệm giáo dục nó. Nói tới đây y không khỏi nhớ tới mình, nếu không phải con trai rơi vào bẫy của người khác, mình trên chính trị có phải bị động như vậy không? Khổng Nguyên nghĩ thầm người hói đầu đừng cười lão hòa thượng, con trai anh so với con trai tôi thì còn gây chuyện lớn hơn, y nói khẽ chuyện của Tuệ Nguyên đã được làm rõ, tất cả thị phi đều là lương tư làm, Khang Thành chỉ là một người đầu tư, chứng cứ tất cả đã bày ra đó. Nụ cười trên mặt Kiều Trấn Lương tắt hẳn, lạnh lùng nói cần chứng cứ ư. chương 1230, đã lên nòng ba. Khổng Nguyên giật mình, không sai, cần chứng cứ ư. Kiều Trấn Lương Y nếu quyết tâm đối phó mình thì căn bản là không cần chứng cớ, ngâm mình ở trong quan trường nhiều năm như vậy, mình sao ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng quên. Lương Khổng Nguyên lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, Y bắt đầu ý thức được phiền toái lớn rồi, phiền toái của Kiều Trấn Lương là con của Y mang đến, nhưng phiền toái của con trai mình lại là mình mang đến. Trên mặt Kiều Trấn Lương cuối cùng không còn thấy nét cười nào, Y vẫn ngồi yên đó, nhưng Khổng Nguyên lại cảm thấy chung quanh có hàn ý dày đặc đang bao vây mình, y ý thức được đó là sát khí đến từ trên người Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương nếu thật sự muốn đối phó y, thì sẽ không cho y cơ hội nói chuyện, mình sở dĩ cho tới bây giờ vẫn có thể đứng ở chỗ này là vì y còn có giá trị lợi dụng. Khổng Nguyên minh bạch, Kiều Trấn Lương sở dĩ xuống tay với Khang Thành là vì muốn bước mình nói ra người sau lưng. Nếu y phối hợp thì Khang Thành có lẽ có thể tránh được phiền toái này, nếu y kiên trì không nói, vậy thì... Khổng Nguyên không dám nghĩ tiếp. Kiều Trấn Lương đã từ vẻ mặt của Khổng Nguyên nhìn thấy biến hóa nội tâm của y, ánh mắt của Kiều Trấn Lương dừng trên đồng hồ treo tường, y dùng phương thức này để nhắc nhở Khổng Nguyên, thời gian cho hắn đã không còn nhiều. Nhưng Khổng Nguyên giật giật, nói khẽ Khang Thành sẽ không sao chứ. Khóe môi Kiều Trấn Lương phát ra nụ cười khinh miệt, vào những lúc như thế này Khổng Nguyên không ngờ còn muốn bàn điều kiện với mình, vì sao không nghĩ cho kỹ, anh có tư cách điều kiện với tôi ư, sự trầm mặc của Kiều Trấn Lương khiến Khổng Nguyên rất nhanh ý thức được điểm này, y cúi đầu, một lát sau mới, lúc trước tôi đã gặp phó thủ tướng Văn, ông ta rất quan tâm đến chuyện của Bình Hải. Ánh mắt sắc bén của Kiều Trấn Lương lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Khổng Nguyên, tựa hồ muốn nhìn xuyên nội tâm của y. Khổng Nguyên lại nói, tôi và tỉnh trưởng Tống trên rất nhiều vấn đề có cái nhìn chung. Lời nói của Khổng Nguyên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đã tiết lộ rất nhiều tin tức cho Kiều Trấn Lương mà những tin tức này vừa hay là tin tức mà Kiều Trấn Lương chú ý nhất, người chủ sự phía sau màn quả nhiên là Văn Quốc Quyền. Còn Tống Hoài Minh, trong văn phòng rơi vào trầm mặc, không lâu sau Khổng Nguyên mới cúi đầu gọi một tiếng bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương nói, từ hôm nay trở đi, anh không cần tham gia cuộc họp thường ủy nữa, nên làm như thế nào thì tự anh hiểu rõ. Khổng Nguyên gật đầu, ý tứ của Kiều Trấn Lương rất rõ ràng, y sẽ không giữ mình ở trung tâm quyền lực cao nhất của Bình Hải là khổng nguyên tự mình tìm chung kỳ ủy để nói rõ tình huống hay là từ phía kiều trấn lương tố cáo y cái này cho khổng nguyên tự quyết định điều mà khổng nguyên thật sự quan tâm vẫn là vấn đề của khang thành nhưng trong lòng y cũng hiểu được kiều trấn lương chưa chắc đã thả một mặt lưới cho khang thành tất cả còn phải xem chuyện phát triển thế nào để quyết định khổng nguyên ủ rũ rời khỏi văn phòng của bí thư tỉnh ủy kiều trấn lương tuy rằng có đưa có được thứ mà mình muốn cũng đã hung hăng tát vào mặt khổng nguyên nhưng y không hề có bất kỳ khoái cảm thắng lợi nào, Khổng Nguyên chỉ là một quân cờ không quan trọng gì, có gạt y ra khỏi cục diện hay không thì không hề ảnh hưởng quá lớn đối với kết quả chiến đấu. Nếu những lời của Khổng Nguyên tất cả là thật, thủ đoạn của Văn Quốc Quyền thật sự là quá mức âm độc, y coi kiều bằng cử là cử đột phá để đối phó với Kiều Gia, thời cơ lần này lại là người ta chế tạo ra, Kiều Trấn Lương thật sự rất phẫn nộ. Khổng Nguyên rời đi không lâu thì Kiều lão gọi điện thoại tới. Ông ta gọi điện thoại tới đây là muốn hỏi một chút xem có tin tức của cháu nội hay không. Kiều Trấn Lương cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói của cha, lập tức ý thức được cha tuyệt không chỉ muốn hỏi tình huống của bằng cử. Y nói khẽ cha, cha đừng quan tâm, chỗ con không có chuyện gì cả. Giọng nói của Kiều lão vẫn rất bình tĩnh, "Trấn Lương, tôi nghe nói, truyền Mỹ đã mấy ngày không về nhà rồi." Kiều Trấn Lương đoán được nhất định là thì duy nói gì đó trước mặt lão gia tử, chuyện y và Mạnh Truyền Mỹ ly hôn thì duy không hề hay biết chắc sẽ không truyền tới chỗ lão gia tử, nhưng tiểu nha đầu này gần đây đều ở nhà y, khẳng định sẽ cảm thấy được điều gì đó khác thường. Kiều Trấn Lương nói cha, vì chuyện của bằng cử, chúng con đã xảy ra một số hục hạc, gần đây cô ta tới miếu tụng kinh cầu phúc. Kiều Lão nói, tụng kinh cầu phúc thì có ích lợi gì? Tôi đã nói là các anh phải câu thông, cứ như vậy không phải là biện pháp. Kiều Trấn Lương liên tục vâng dạ. Kiều Lão nói, chuyện của bằng cử có tin tức gì không? kiều trấn lương ở trước mặt cha không dám giấu giếm đem chuyện vừa rồi hỏi được từ chỗ của khổng nguyên nói với ông ta kiều lão nói trấn lương lời nói của hắn chưa chắc đã đáng tin rất nhiều chuyện thường thường là người trong cuộc không thể nào nắm rõ được đạo lý này anh chắc rõ nói tới đây ông ta tạm dừng một chút rồi nói khẽ anh hay là bớt thời gian tới kinh thành một chuyến nói rõ tình huống của bằng cử một chút kiều trấn lương từ trong những lời này của cha nghiền ngẫm được ý tứ bất thường tới kinh thành nói rõ tình huống có thể không chỉ ý tứ của lão gia tử, giữa cha con họ không cần thiết phải vậy. Kiều Trấn Lương nói cha, con hiện tại không thể đi được. Kiều lão nói, khi sóng ập tới chưa chắc phải ưỡn ngực ra đỡ, không phải là ai cũng có thể đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần bình tĩnh vượt qua thì cho dù có ướt chút cũng có sao. Kiều Trấn Lương nói, con sẽ đi. Rất tốt, Kiều lão nói xong liền gác máy. Kiều Trấn Lương chậm rãi đứng lên, y đi, đi tới trước cửa sổ suy nghĩ một hồi lâu lúc này mới cầm điện thoại gọi cho tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, Hoài Minh à. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng cùng nhau ăn cơm công tác, cơ hội cũng không nhiều lắm, tuy rằng bốn món thức ăn một món canh, nhưng bữa cơm này là nhà bếp làm đặc biệt. Khi hai người ăn cơm chỉ nói việc nhà, Kiều Trấn Lương thậm chí đề xuất hôm nào có có thời gian thì hai nhà cùng nhau tụ họp, Tống Hoài Minh cười cười gật đầu, trong lòng cũng hiểu được Kiều Trấn Lương chỉ nói cho có thôi, với trạng thái trước mắt của Kiều gia, không thể nào có tâm tình làm tụ hội gia đình, trong thể chế mấy ngày này lời đồn rất nhiều, nói mạnh truyền Mỹ, vợ của Kiều Trấn Lương đã xuất ra quy y, có điều chuyện này không được chứng thực, Tống Hoài Minh nhìn Kiều Trấn Lương chuyện trò vui vẻ. Trong lòng đoán rằng có lẽ người không biết chuyện này chỉ có một mình Kiều Trấn Lương thôi. Kiều Trấn Lương nói, buổi sáng tôi và Khổng Nguyên đã nói chuyện. Tống Hoài Minh không biết giữa Kiều Trấn Lương và Khổng Nguyên cụ thể đã nói chuyện gì, mỉm cười nói, nghe nói Bộ trưởng Khổng đột nhiên bị bệnh. Trong lòng hiểu rõ Khổng Nguyên lần này đột nhiên sinh bệnh nhất định có liên quan rất lớn tới Kiều Trấn Lương. Tuy rằng Tống Hoài Minh đối với đề tài nói chuyện của hai người rất cảm thấy hứng thú, nhưng y biết mình không thể hỏi, thật ra cho dù y không hỏi thì Kiều Trấn Lương chắc cũng sẽ nói. Kiều Trấn Lương nói, hắn là tâm bệnh, nói tới đây y nhìn thoáng qua Tống Hoài Minh, "Hoài Minh, biết tôi bội phục anh nhất ở điểm nào không?" Tống Hoài Minh cười nói, "Trên người bí thư Kiều có nhiều điều mà tôi đáng học hỏi hơn." Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, "Trong ba người đang đi ắt có thầy tôi, cho dù là trên người Khổng Nguyên cũng có chỗ để chúng ta đáng học tập, anh nói xem có đúng không?" Trong lòng Tống Hoài Minh hơi trầm xuống, Kiều Trấn Lương nói vậy chẳng khác nào cho Khổng Nguyên một định luật, nguyên nhân cáo bệnh chân chính của Khổng Nguyên là phạm phải sai lầm. Tống Hoài Minh nhớ tới chuyện không lâu trước đây trên cuộc họp thường ủy Khổng Nguyên công nhiên nhảy ra chống đối Kiều Trấn Lương. Chẳng lẽ là bởi vì sự kiện đó mà chọc giận Kiều Trấn Lương? tống hoài minh đối với khổng nguyên cũng hiểu khá rõ từ sau khi khổng nguyên tới bình hải đảm nhiệm chức bộ trưởng tổ chức làm việc có thể nói là khéo léo quan hệ các mặt cũng không tồi công bình mà nói năng lực công tác của khổng nguyên đáng được khẳng định về phương diện chọn lựa phân công cán bộ cũng có tầm mắt nhất định nhưng những điều này cũng không có nghĩa là tống hoài minh thưởng thức loại người như khổng nguyên nếu do y lãnh đạo ban để bình hải y nhất định sẽ đá khổng nguyên ra ngoài Tống Hoài Minh lạnh lùng cười nói, "Trên người mỗi người đều có chỗ để chúng ta đáng học tập, bí thư Kiều nói rất đúng." Ngoài mặt nghe như công nhận cách nói của Kiều Trấn Lương, nhưng trên thực tế y không hề công nhận tên khổng nguyên này. Kiều Trấn Lương nói, "Ra rồi đúng là, đang nói chuyện lại nhãng đi, tôi phát hiện mình gần đây tinh lực không bằng trước, nhìn vấn đề thường xuyên không nắm được chỗ chủ yếu." Tống Hoài Minh mỉm cười nói, "Bí thư Kiều rất khiêm tốn, ngài chính là người cầm đầu của chúng tôi." ngài nếu nói vậy thì chúng tôi càng không nắm được phương hướng kiều trấn lương nói càng kéo càng xa vẫn là đề tài vừa rồi hoài minh biết tôi bội phục anh nhất ở chỗ nào không tống hoài minh lắc đầu kiều trấn lương nói tôi bội phục anh nhất chính là sự giáo dục của anh đối với con cái tống hoài minh bật cười ha ha bí thư kiều phương diện này tôi cũng không có bất kỳ công lao gì thằng con trai đó của tôi vẫn còn chưa đi học còn nói tới con gái yên nhiên từ nhỏ đã không ở bên cạnh tôi, trước giờ đều là ông bà ngoại nó chiếu có, nhắc tới chuyện này, trong lòng tôi thấy xấu hổ. Kiều Trấn Lương nói, chuyện của con tôi anh biết chứ? Tống Hoài Minh gật đầu, Kiều Trấn Lương nếu chủ động nhắc tới chuyện này, mình cũng không thể né tránh. Tống Hoài Minh nói, người trẻ tuổi làm việc thiếu suy nghĩ, quá coi trọng thứ trước mắt, cho nên dễ dàng bị ngoại giới mê hoặc, cũng dễ dàng bị một số người có dụng tâm lợi dụng. Kiều Trấn Lương thở dài, là người làm cha như tôi không làm tốt, nếu tôi bình thường quản giáo con cái nghiêm hơn một chút thì sẽ không sẽ phát sinh chuyện như vậy, hiện tại hối hận thì đã quá muộn." Tống Hoài Minh nói, kinh thương của con cái cán bộ là một đoàn thể cực lớn, thật ra muốn hoàn toàn ngăn chặn chuyện này cũng rất khó. Kiều Trấn Lương nói, anh làm rất khá. Tống Hoài Minh nói, may mắn thôi, nếu yên nhiên cứ sống bên cạnh tôi thì sau khi nó lớn lên lựa chọn kinh doanh, thân là cha, tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của nó. Bí thư Kiều nói thật lòng, nếu thật sự là vậy, tôi chưa chắc đã làm tốt hơn ngài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1230.